Mọi người nhìn thấy Huyền Tuyết Ngưng đều không nhịn được lui ra sau mấy bước, trong lòng tuyệt đối kiêng kỵ, dù họ đã đột phá tới niết bàn cảnh nhưng đứng trước mặt nữ tử tuyệt mỹ kia bốn người hoàn toàn không dám đối kháng, thậm chí không có dũng khí đối kháng. Mặc Kỳ. Tôn Tiểu Nhã thoáng do dự, lại đi tới bên cạnh Tiết Mặc Kỳ, Hoàng Sa muốn ngăn cản cũng không còn kịp nữa, khuôn mặt vô cùng lo lắng. Mọi người đều ở đây sao, hình như đều đột phá rồi. Tiết Mặc Kỳ khẽ cười, ánh mắt đảo qua, lập tức phát hiện Hoàng Sa bọn họ đều đột phá tới niết bàn cảnh, điều này làm cho nàng ngạc nhiên. Chúng ta có thể một mình nói chuyện không? Huyền Tuyết Ngưng nhìn Lục Lâm Thiên, thanh âm trong vắt nói. Toàn bộ ánh mắt rơi lên người Lục Lâm Thiên, mang theo vẻ khẩn trương lẫn nghi hoặc. Lục Lâm Thiên cũng không do dự, gật gật đầu. Một lát sau, trong tầng ba thiên trụ giới, Lục Lâm Thiên quan sát nữ tử tuyệt mỹ trước mặt, không nói lời nào. Huyền Tuyết Ngưng cũng nhìn hắn, trong mắt nổi lên một ít dao động, cũng không nói gì, không khí có chút xấu hổ. Ngươi thế nào? Lục Lâm Thiên dẫn đầu lên tiếng, nếu Huyền Tuyết Ngưng muốn đối phó hắn cũng không yêu cầu nói chuyện riêng như vậy. Huống chi nơi này là thiên trụ giới, cũng có chỗ dựa cho nên Lục Lâm Thiên vẫn yên tâm hơn. Ta nghĩ, đầu tiên ta hẳn nên đa tạ ngươi, bởi vì ngươi để Thiết Mặc Kỳ chữa thương cho ta, áo nghĩa của nàng tác dụng cực lớn với ta, bằng không ta sẽ cực kỳ phiền toái. Sau đó thì sao? Lục Lâm Thiên ngẩng đầu hỏi. Huyền Tuyết Ngưng khẽ cắn môi, nói. Chính ngươi làm gì thì ngươi tự mình biết, ta tuyệt đối sẽ không cho phép nhân loại làm bẩn ta. Cho nên ta sẽ giết ngươi, ta vốn có thể lập tức đánh chết ngươi, nói riêng với ngươi là vì nể tình ngươi đã cứu ta, cho ngươi chết hiểu được. Lục Lâm Thiên nói, ta làm bẩn ngươi, ta nghĩ nếu ngươi còn nhớ rõ, rõ ràng là ngươi làm bẩn ta đi. Ngươi, Huyền Tuyết Ngưng nhất thời sửng sốt, hiển nhiên thật không ngờ Lục Lâm Thiên lại nói như vậy, tựa hồ cũng nhớ rõ tình huống lúc đó, trên mặt không khỏi hiện lên dị sắc. Ngươi hẳn là bị âm phong ảnh hưởng. Cho nên mới dị thường như vậy. Lục Lâm Thiên nói. Chẳng lẽ ta nhận lấy ảnh hưởng thì ngươi muốn nhân cơ hội làm bẩn ta sao? Đây không thể làm lý do để ngươi khỏi chết. Đầu tiên tuyên bố, là ngươi bắt buộc ta mà không phải ta làm bẩn ngươi. Lục Lâm Thiên nói. Mặc dù ngươi là thiên sinh linh vật, nhưng tố thể lại biến thành rung động lòng người. Nữ nhân khác so sánh với ngươi đều biến thành dung tục. Dù thời gian chảy ngược gặp được loại sự tình như vậy. Ta nghĩ ta vẫn không thể cự tuyệt ngươi. Ngươi, hạ lưu, chẳng lẽ nam nhân nhân loại đều háo sắc vô sỉ, còn hạ lưu, miệng lưỡi bén nhọn như ngươi hay sao? Huyền Tuyết Ngưng sửng sốt, chân khí hoang vu lạnh lẽo thổi quét tràn ra. Ta chỉ nói sự thật, ta cứu ngươi, ngươi còn muốn giết ta, có thể nói lý lẽ một chút hay không? Lục Lâm Thiên nói, kim sắc tiểu đao bắn ra kim quang ngăn cản khí tức hoang vu lạnh lẽo kia. Đôi mắt Huyền Tuyết Ngưng dần dần bình tĩnh. Nhưng ngươi nhân cơ hội điếm ô ta, mà ta chỉ bị âm phong làm ảnh hưởng. Lục Lâm Thiên nói. Ta mới là người bị hại, vì sao không nói ngươi điếm ô ta, nói vậy không công bình. Chân khí hoang vu tuyệt vọng ngày càng đậm, môi run lên, Huyền Tuyết Ngưng nói. Trên đời này vốn không có công bình, muốn công bình, mượn thực lực để đổi. Loại nữ nhân ích kỷ như ngươi, nếu cho ta thêm một lần cơ hội. Ta sẽ không cự tuyệt ngươi làm bẩn ta, sau đó đem ngươi luyện hóa, ta không nên cứu ngươi, bỏ qua bảo vật cứu ngươi, còn làm phiền cho mình. Lục Lâm Thiên mắng, ánh mắt lại trở nên cảnh giác. Lá gan ngươi không nhỏ, thật sự không sợ chết sao? Lục Lâm Thiên nhíu mày, gắt gao nhìn nàng nói. Ai lại không sợ chết, nói lời vô nghĩa, ai bảo thực lực của ta không đủ, chỉ có thể đối mặt chuyện không công bình, ngươi muốn giết cứ giết, ta nói gì cũng vô dụng. Ta vẫn nói như thế, dù sao cho ta thêm một lần cơ hội ta vẫn lựa chọn như thế. Ngươi, Huyền Tuyết Ngưng nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên, nàng thật sự chưa từng gặp qua kẻ vô lại như vậy, người thường dưới tình huống này đã sớm quỳ xuống cầu xin, mà hắn không chút nhượng bộ, bị chân khí của nàng ảnh hưởng mà vẫn có thể duy trì. Ta thế nào, lẽ ra ta không nên cứu ngươi, hẳn đem ngươi luyện hóa, muốn giết thì cứ giết, nếu cho ta vài chục năm thời gian ngươi muốn giết ta cũng không làm được. Tới lúc đó ta nhất định khiến cho ngươi tiếp tục trở thành nữ nhân của ta. Lục Lâm Thiên cũng không sợ hãi tiếp tục nói, bởi vì ngày hôm đó thật sự rất mỹ diệu. Được, ta cho ngươi công bình, vài chục năm thời gian chỉ sợ là không đủ, ta cho ngươi 100 năm, 100 năm sau ta sẽ giết ngươi, tới lúc đó cũng không còn thiếu ngươi cái gì.
Huyền Tuyết Ngưng vung tay nói. Được, 100 năm. Lục Lâm Thiên mỉm cười, trong lòng thầm thở ra một hơi, 100 năm nơi này cũng đã sớm đóng cửa, 1000 năm mới mở ra một lần, sau ngàn năm không biết mình đã sớm đi nơi nào, nếu ngàn năm sau thực lực của mình còn chưa đủ, còn không bằng bị Huyền Tuyết Ngưng giết cho xong, huống chi ngàn năm sau linh hồn phân thân Thái Cổ U Minh Viêm hẳn cũng đã luyện hóa xong Xích Linh Liệt Hỏa. Trên khuôn mặt Huyền Tuyết Ngưng lộ ra nụ cười. Có phải trong lòng ngươi đang suy nghĩ, 100 năm không gian này đã sớm đóng cửa, 1000 năm mới mở ra một lần, ngàn năm sau không biết ngươi đã sớm đi đâu rồi đi. Lục Lâm Thiên vừa nghe, nhất thời nghẹn họng nhìn chân chối, ánh mắt trừng lớn, ý nghĩ trong lòng mình thế nào không ngờ Huyền Tuyết Ngưng đều biết thật rõ ràng, sau thoáng kinh ngạc hắn lập tức nói. Vậy không được, ta còn phải tham gia vạn thế đối quyết, ở lại đây 100 năm, còn không bằng ngươi giết ta. Vậy ngươi tự sát tốt lắm, ngươi hẳn cũng đã thử qua, ngươi căn bản không thể ra khỏi không gian này, cho nên nên thành thật ở lại 100 năm đi, ở trong này tu luyện có lẽ còn tiến bộ nhanh hơn một ít. Huyền Tuyết Ngưng nói, hiện tại ngươi có thể cho ta rời khỏi bảo vật thời gian này, bằng không lấy thực lực của ngươi, ta có thể đem bảo vật phá hủy, ngươi muốn dùng nó vây khốn ta, cơ hội không lớn. Lục Lâm Thiên tuôn mồ hôi lạnh, ý nghĩ trong lòng mình nữ nhân này lại hiểu rõ vô cùng. Lục Lâm Thiên làm sao còn dám lưu nữ nhân này ở bên cạnh, tâm thần vừa động, nhất thời mọi người đều đi ra tới sơn động rộng rãi trước đó. Không nghĩ tới các ngươi còn tìm được nơi này, hẳn đã lấy được Niết Bàn Luân Hồi quả rồi đi. Liếc mắt nhìn qua mọi người, Huyền Tuyết Ngưng dừng lại ở Lục Lâm Thiên. Những người khác có thể đi ra ngoài, ngươi lưu lại là được. Dứt lời, vẻ mặt nàng cực kỳ đắc ý như người thắng trận nhìn Lục Lâm Thiên, lập tức biến mất. Còn truyền âm cho hắn. Chuyện giữa chúng ta nếu ngươi dám nói ra, ta sẽ giết ngươi cùng người biết. Lâm Thiên huynh đệ, sao lại thế này? Kim Viên đợi nàng rời khỏi, mới dám đi tới hỏi. Không có đại sự gì, chỉ là nữ nhân kia thấy ta tuấn tú, muốn ta bồi 100 năm. Lục Lâm Thiên cười khổ nói. Đội trưởng, chúc mừng a. Hoàng Sa, Tử Viêm, Bạch Lang cùng Quỷ Oa nghe vậy nhất thời cảm thấy hâm mộ lẫn ghen tị. Hoàng hôn, trong không gian như tiên cảnh, dáng mây đỏ bao phủ, núi non phập phồng, Lục Lâm Thiên khoanh tay đứng trên đỉnh núi, nơi này thiên địa năng lượng nồng đậm, nhưng hắn không muốn tiếp tục tu luyện, mọi người dùng Niết Bàn Luân Hồi Tử tu luyện 30 năm, nhưng với hắn đã hơn 100 năm. Trong 100 năm thời gian, có hỗn độn âm dương quyết, đan điền khí hải của hắn cũng chỉ tu luyện được phân nửa mà thôi, chỉ xem như đạt tới đại đạo cảnh cao giai trung kỳ. Có thể lưu lại đây tu luyện sẽ có chỗ tốt thật lớn, nhưng Lục Lâm Thiên thật không muốn ở lại, hiện tại chỉ còn nửa năm thời gian, cũng không biết hắn có đủ thời gian chạy tới phong thần đài hay không. Siêu! Một thân ảnh xinh đẹp bay tới, rơi xuống bên người Lục Lâm Thiên, chính là Tiết Mặc Kỳ. Sao ngươi lại tới đây? Lục Lâm Thiên hỏi. Tiết Mặc Kỳ đi tới nhìn hắn một lúc, nói. Ta vừa gặp Tuyết Ngưng tỷ, ta hàn huyên với nàng một lát. Nàng đồng ý cho ngươi đi rồi. Thật sao? Lục Lâm Thiên kinh ngạc, không nghĩ tới Tiết Mặc Kỳ có thể thuyết phục Huyền Tuyết Ngưng. Tiết Mặc Kỳ gật đầu, nói. Nhưng Tuyết Ngưng tỷ có yêu cầu, muốn ngươi đi qua một chuyến. Vậy sao? Lục Lâm Thiên xoay chuyển ánh mắt, chỉ sợ yêu cầu kia cũng không đơn giản. Một lát sau, bên trong một thạch thất, Lục Lâm Thiên mới biết là nơi ở của Huyền Tuyết Ngưng. Ngươi nói ngươi muốn đi cùng ta. Lục Lâm Thiên giật mình. Ngươi phải đi, ta tự nhiên đi theo bên cạnh ngươi, nếu ngươi chạy thoát ta thật khó tìm, bằng không chính ngươi lưu lại. Huyền Tuyết Ngưng thản nhiên nói. Ngươi có thể đi ra ngoài sao? Lục Lâm Thiên hỏi, nơi này dù là vạn thế liệp tràng, là địa phương của hai đại liên minh, nghe nói còn có siêu cấp cường giả quan sát, dù sao Huyền Tuyết Ngưng cũng là thiên sinh linh vật, có thể rời đi hay không Lục Lâm Thiên cũng không biết. Ta muốn đi. Bọn hắn cũng không dám ngăn đón ta, có phải ngươi còn cảm thấy kỳ quái, vì sao hai đại liên minh không ai tiến vào luyện hóa ta, trong này còn có Âm Phong, Tà Long cùng những thiên sinh linh vật khác, bọn hắn cũng không dám tiến vào nghĩ cách. Huyền Tuyết Ngưng hỏi. Lục Lâm Thiên gật gật đầu, đích thật có chút ngoài ý muốn, với cấp độ của thiên sinh linh vật như Huyền Tuyết Ngưng cùng Âm Phong mà xem, đủ làm cho siêu cấp cường giả cảm thấy hứng thú. Huyền Tuyết Ngưng nói. Bởi vì bọn hắn cũng không dám vào đây càn rỡ, nơi này bọn hắn còn chưa thể hoàn toàn làm chủ, cho nên không dám động, ta muốn rời khỏi bọn họ cũng không xen vào,
chỉ cần ta không nhúng tay vào sự tình giữa các ngươi là được rồi. Được rồi, người muốn đi theo thì đi là được. Lục Lâm Thiên gật đầu, đây cũng là biện pháp duy nhất, còn hơn mình phải lưu lại đây suốt trăm năm. Mấy thứ này cho ngươi, đều là do Âm Phong lưu lại ngày trước, nơi này vốn là địa bàn của Âm Phong, ta thấy nơi này chứng ngộ Niết Bàn có chỗ tốt thật lớn, cho nên mới tới nơi này, mấy thứ này ta lấy cũng vô dụng, nhưng lại có chỗ tốt thật lớn với nhân loại các ngươi. Huyền Tuyết Ngưng đưa giới chỉ cho Lục Lâm Thiên, nói. Từ nơi này tới Phong Thần Đài, nếu không đi đường vòng thì đủ thời gian rồi, sáng mai có thể xuất phát. Đúng rồi, người có biết Kỳ Lão hiện tại thế nào không? Lục Lâm Thiên cầm giới chỉ cũng không nhìn xem mà lo lắng cho Tam Kỳ Lão Nhân, bởi vì hắn cũng không thể quan sát được hư không kia. Huyền Tuyết Ngưng nói. Người đang nói tới linh hồn thể kia đi, hắn đang luyện hóa Âm Phong, cũng không nhiều vấn đề, nếu không phải ta cùng Âm Phong có cửu oán. Ta cũng không cho hắn luyện hóa, ngươi có quan hệ gì với hắn? Hắn là trưởng bối của ta. Lục Lâm Thiên nói, nghe khẩu khí của Huyền Tuyết Ngưng, tựa hồ tình huống Tam Kỳ Lão Nhân cũng không quá kém. Khó trách ngươi còn có chút thực lực, nguyên lai là hậu bối của hắn, với thực lực của hắn khi còn sống, cũng đủ bồi dưỡng sự bất phàm của ngươi. Huyền Tuyết Ngưng nói, tựa hồ cũng biết rõ thực lực Tam Kỳ Lão Nhân khi còn sống. Lần này phát tài. Một lúc lâu sau, bên trong một thạch thất, Lục Lâm Thiên cầm giới chỉ, khóe môi hiện lên ý cười, trong này có bốn kiện áo nghĩa linh khí cùng những linh khí khác, tinh thạch thế giới, đan dược, linh dược đông đảo, thậm chí còn có mấy trăm khối phong thần thạch, hẳn đều thuộc về những người từng tiến vào vạn thế liệp tràng những lần trước. Có đủ phong thần thạch cho mọi người, điều này cũng làm Lục Lâm Thiên thở ra một hơi. Kỳ thật Lục Lâm Thiên cũng không quá để ý phong thần thạch, với thực lực hiện tại của tiểu đội. Muốn thu thập đủ phong thần thạch cũng không có vấn đề gì lớn, nhưng bốn kiện áo nghĩa linh khí chính là trọng bảo. Bốn kiện áo nghĩa linh khí, người lựa chọn một kiện đi. Lúc này trong thạch thất chỉ có Lục Lâm Thiên cùng Tiết Mặc Kỳ, Lục Lâm Thiên lấy ra nói. Không cần, đây là Tuyết Ngưng tỷ đưa cho ngươi. Tiết Mặc Kỳ lắc đầu, cười nói. Tuyết Ngưng tỷ cũng cho ta áo nghĩa linh khí, cũng không ít hơn ngươi. Mà linh khí trước kia của ta lúc ta đột phá niết bàn cảnh sơ giai cũng đã tấn thăng lên áo nghĩa linh khí. Lục Lâm Thiên sững sờ, nhìn dáng vẻ Huyền Tuyết Ngưng đối đãi Tiết Mặc Kỳ rất tốt. Tiết Mặc Kỳ nhìn Lục Lâm Thiên, thoáng do dự, chợt nói. Chỉ giác nói cho ta biết, giữa ngươi cùng Tuyết Ngưng tỷ hẳn có chuyện gì đi. Có sao, ta chỉ giống như ngươi, cứu nàng mà thôi. Lục Lâm Thiên nói, cũng không dám đem sự tình kia nói cho người khác biết. Sáng sớm hôm sau, bên trong một cấm chế năng lượng dưới vực sâu có vài thân ảnh lướt ra, lập tức biến mất không còn nhìn thấy. Bên trong một không gian âm trầm, thâm cốc sâu thẳm, hắc khí như có như không lan tràn, chung quanh không một ngọn cỏ. Siêu! Một thân ảnh đột nhiên phá không mà ra, khuôn mặt ôn hòa tuấn lãng lại mang theo vẻ âm trầm, khóe môi cười lạnh nói. Lục Lâm Thiên, người bất phàm thì thế nào, ta đều có trời giúp. Hiện tại so sánh với ta ngươi chỉ là con kiến, chờ xem, ngươi nhất định phải chết trong tay ta. Dứt lời, trong tay thanh niên xuất hiện một khối ngọc giản lóe sáng lưu quang, thân ảnh chợt lóe đã biến mất không thấy. Trong núi sâu, vài thân ảnh lướt qua, rơi xuống một nơi trống trải, đi đầu là một thanh niên áo trắng, khí chất bất phàm, bên cạnh còn có một thanh niên âm hàn tóc dài xõa vai. Hai người này chính là Hồng Vân thế giới linh thiên thương hành Lưu Vân. Một là âm ngục thế giới Minh Tuyền. Trên đường đi đã đánh mất dấu vết nhóm người Lục Lâm Thiên, người còn chưa tra được sao? Lưu Vân hỏi. Không biết bọn hắn đi đâu, nhưng lấy thực lực của bọn họ người bình thường khó thể làm được gì họ, nhất định còn sống, chỉ là không biết đi địa phương nào. Minh Tuyền âm hàn nói. Thực lực bọn họ khó đối phó, hay là chúng ta đợi rời khỏi vạn thế liệp tràng rồi động thủ cũng không muộn. Lưu Vân trầm giọng nói. Hàn ý run lên, tuy rằng hắn rất muốn báo thù, nhưng cũng biết dưới tình huống bình thường thực lực của hắn không làm gì được Lục Lâm Thiên, nếu rời khỏi vạn thế liệp tràng, thông chi cường giả thương hành ra tay sẽ không thành vấn đề. Ngay mặt đối kháng tự nhiên chúng ta không thể làm gì, nhưng âm thầm xuống tay thì không nhất định, chỉ cần ta muốn chạy hắn căn bản không ngăn được ta muốn làm cho hắn khó thể bình an, trước tiên giết thực lực yếu một chút cũng tốt, rời khỏi vạn thế liệp tràng xong lại đối phó hắn. Minh Tuyền âm tàn nói. Gì, có người tới đây. Trong tay Lưu Vân cầm một ngọc giản lóe ra lưu quang,
sắc mặt nghi hoặc nói. Suy, không gian nổi lên dao động, một thân ảnh lập tức rơi xuống, trong mơ hồ còn có cỗ tà khí lan tràn. Ánh mắt mấy người còn lại cảnh giác nhìn người kia, mà Lưu Vân cùng Minh Tuyền nhìn thấy người nọ cũng nổi lên dao động. Hoài Linh Ngọc, tên hỗn đản ngươi, biết rõ thực lực Lục Lâm Thiên cường hãn như thế còn bảo chúng ta đi, ngươi muốn chúng ta chịu chết hay sao, hôm nay ta phải. Lưu Vân lửa giật ngút trời quát. Ba. Tiếng vang thanh thúy, lời của Lưu Vân còn chưa dứt, khuôn mặt hiện lên dấu tay đỏ bừng, miệng phun máu tươi cùng hai cái răng, ánh mắt nhất thời biến thành kinh ngạc, sắc mặt Minh Tuyền cũng đại biến. Hoài Linh Ngọc thản nhiên nói. Ngươi nghe kỹ cho ta, sau này xưng hô ta là sư huynh, nếu không xem trước kia có giao tình, ta cũng không để ý một cái tát giết chết tên phế vật như ngươi, thậm chí ngay cả Lục Lâm Thiên cũng không thể đánh chết. Lưu Vân nghe vậy khuôn mặt dại ra, rung động thật sâu không cách nào phục hồi lại tinh thần, một tát vừa rồi làm cho hắn rất rõ ràng, hiện tại thực lực Hoài Linh Ngọc vô cùng khủng bố, hắn tuyệt đối không khả năng đối kháng. Hoài Linh Ngọc cười lạnh nói. Lục Lâm Thiên chết chắc rồi, ta tự nhiên sẽ đối phó hắn, mà các ngươi đều thành thật một chút, nếu không ta không để ý lấy mạng các ngươi. Vừa dứt lời, Hoài Linh Ngọc nhìn thấy một mỹ nữ đứng phía sau hai người, ánh mắt lộ vẻ dâm uế. Một đạo năng lượng màu đen thổi quét bao phủ lấy nàng, lực lượng hấp xả trào ra. Nữ tử kinh hãi, lập tức bị kéo tới bên cạnh Hoài Linh Ngọc, liền nghe thì thào. Là ngươi, để cho ta thư thái, tới lúc đó tự nhiên sẽ cho ngươi được hưởng phúc. Răng rắc. Trong rừng rậm, 11 thân ảnh toát ra, dẫm lên cành khô dưới đất, có 3 nữ tử đủ làm người động dung. Đây chính là nhóm người Lục Lâm Thiên vốn luôn vội vã lên đường suốt mấy tháng nay. Hai huynh đệ Long Bàn Hổ cứ đương nhiên gia nhập vào tiểu đội, có hai niết bàn cảnh gia nhập, đương nhiên không ai sẽ phản đối. Bởi vì Huyền Tuyết Ngưng đi cùng, mặc dù nàng không ra tay nhưng vì dung nhan tuyệt mỹ cho nên luôn tạo ra phiền phức, những phiền toái kia chủ yếu đều do Lục Lâm Thiên bọn họ xử lý. Giao ra phong thần thạch cùng chữ vật giới chỉ, nếu không phải chết. Trong rừng rậm có 20 thân ảnh xuất hiện, ánh mắt tham lam trắng trợn rơi lên thân mọi người. Đặc biệt còn có không ít ánh mắt dâm tà nhìn chằm chằm Huyền Tuyết Ngưng. Với loại ánh mắt này mọi người đều hiểu rõ ràng, bởi vì suốt mấy tháng nay họ gặp được không ít. Bởi vì trên người có đủ phong thần thạch, cho nên họ cũng không hứng thú đi liệp sát người khác, mà cũng thường xuyên gặp được người muốn cướp vật của mình. Lúc này cả nhóm không lộ ra chút kinh hoàng, ngược lại còn mang theo vẻ mặt hài hước nhìn nhóm người vừa xuất hiện. Một niết bàn sơ giai, ngoài ra đều là đại đạo cảnh. Còn có 2 thông thiên cao giai đỉnh phong. Ánh mắt Tử Viêm nhìn lướt qua, thản nhiên nói. Quy củ cũ, đội trưởng đối phó niết bàn cảnh, những người khác giao cho chúng ta, tốc chiến tốc thắng. Hoàng Sa nói. Lục Lâm Thiên nhìn 20 người xung quanh, dừng lại trên người thanh niên niết bàn sơ giai, nói. Cho các ngươi một lần cơ hội, giao ra phong thần thạch cùng giới chỉ, nếu không các ngươi chỉ có thể chết. Buồn cười, các ngươi chỉ có 11 người. Chúng ta 21 người, các người muốn tìm cái chết sao, khẩu suất cuồng ngôn, không biết trời cao đất dày. Thanh niên cười lạnh một tiếng. Cơ hội chỉ có một lần, không quý trọng thì đi chết đi. Ngay khi lời hắn vừa dứt, Tử Viêm, Hoàng Sa, Long Bàn Hổ cứ cùng Tiết Mặc Kỳ đã đột nhiên thả người nhảy ra, chân khí bàng bạc thổi quét, cả không gian nháy mắt động lại. Năm tu vi niết bàn cảnh, mau lui lại, mau. Thanh niên đầu lĩnh cảm giác được chân khí. Ánh mắt hoảng sợ đại biến, hắn thật sự không ngờ đội ngũ trước mắt có tới 5 niết bàn cảnh. Duệ kim hồn đao. Ngay khi thanh niên cấp tốc bỏ chạy, một đạo kim sắc đao mang phá không bay ra, mang theo chân khí kỳ dị lan tràn, lập tức phá hủy cả không gian ven đường. Mạng ta xong rồi. Thanh niên muốn thoát thân, phát hiện không gian nháy mắt động lại, căn bản không thể giãy thoát, nguyên lực đình trệ, chân khí hủy diệt bao phủ. Tới thời điểm này hắn thật sự biết được tiểu đội trước mắt vô cùng đáng sợ. Ngao! Một tiếng đao minh như long ngâm vang lên, kim huyết sắc đao mang hạ xuống, thanh niên thần hồn câu diệt, lần này muốn chặn cướp người không thành, lại đem chính mình biến thành vạn kiếp bất phục. Thân ảnh Lục Lâm Thiên nháy mắt xuất hiện, thu lại giới chỉ, huyết lục lập tức biến mất. Nhìn một màn này Huyền Tuyết Ngưng cũng không kỳ quái, ánh mắt không chút dao động, khí chất băng xương làm người không dám khinh nhờn. Huyền Tuyết Ngưng chỉ nói một câu. Lòng dạ độc ác, còn là hạ lưu thị huyết. Tuyết Ngưng tỷ, đội trưởng đối với người khác mới độc ác, đối với người của mình tốt phi thường,
hắn chỉ lo lắng cho mọi người, không lưu lại địch nhân cho mọi người, trước kia chúng ta đã bị người phản bội qua, bây giờ còn có người sống chết chưa rõ. Tôn Tiểu Nhã nói, trải qua mấy tháng, quan hệ giữa Huyền Tuyết Ngưng cùng Tôn Tiểu Nhã tốt hơn không ít, nhưng nhóm người Hoàng Sa vẫn vô cùng e ngại nàng, căn bản không dám tới gần, Huyền Tuyết Ngưng cũng chỉ nói chuyện với Tôn Tiểu Nhã cùng Tiết Mặc Kỳ. Huyền Tuyết Ngưng cũng không nói gì, tựa hồ đồng ý với lời của Tôn Tiểu Nhã, dọc theo đường đi càng thêm tò mò với Lục Lâm Thiên, tựa hồ người bên cạnh cực kỳ giữ gìn hắn, cũng tuyệt đối thần phục hắn. Phanh phanh phanh, thanh âm trầm thấp vang lên, 21 người không một ai đào thoát, đều bị đánh chết. Loại chuyện này mọi người đã sớm ăn ý 10 phần, cũng không phải lần đầu tiên, chỉ hoàn thành trong thời gian ngắn, năm tu vi niết bàn cảnh đủ quét ngang hết thảy. Cuối cùng thu được hơn 60 khối phong thần thạch trong tay, cũng không thiếu linh dược, linh khí cùng thế giới tinh thạch, thu hoạch xem như không ít, chẳng qua phong thần thạch sớm đã thu thập đầy đủ. Mọi người đang định tiếp tục xuất phát, Huyền Tuyết Ngưng chợt nói. Ta nhớ được cách đây không xa hẳn có một đầu nguyên cổ linh tinh thú, tính toán thời gian cũng đã sắp có linh trí. Nguyên cổ linh tinh thú là vật gì? Lục Lâm Thiên hỏi. Nguyên cổ linh tinh thú là một loại tồn tại đặc thù, xen lẫn trong thiên sinh linh vật, tồn tại thật nhiều năm, thậm chí khi ta xuất hiện nó cũng đã tồn tại, nhưng rất khó có linh trí, đối với nhân loại các ngươi mà nói là tuyệt đối trọng bảo. Huyền Tuyết Ngưng nói. Dọc theo đường đi Huyền Tuyết Ngưng luôn nhắm vào Lục Lâm Thiên, việc này ai cũng nhìn ra, trong lòng mọi người đều hoài nghi, chỉ sợ đội trưởng cùng nữ tử khủng bố cực điểm kia nhất định là có chuyện xưa mà người khác không biết. Là trọng bảo, ở địa phương nào, chúng ta đi nhìn xem đi. Nghe được là trọng bảo, ánh mắt Lục Lâm Thiên sáng ngời, thật không muốn bỏ qua cơ hội. Vì sao ta phải tiện nghi ngươi? Huyền Tuyết Ngưng nói, căn bản không có ý tứ muốn nói với Lục Lâm Thiên. Chỉ cố ý lộ tin tức là muốn chọc tức hắn. Nữ nhân này, ta và ngươi có cửu oán hay sao, tại vì không đánh lại ngươi, bằng không nhất định đánh vào mông ngươi vài cái mới được, làm vậy tiện nghi ngươi, nhất định lấy hết quần áo mới tiếp tục đánh. Lục Lâm Thiên nhìn Huyền Tuyết Ngưng, lời này cũng chỉ ngẫm lại trong lòng mà thôi, không dám nói ra ngoài. Vô sỉ hạ lưu. Lục Lâm Thiên vừa hiện lên ý nghĩ này, Huyền Tuyết Ngưng chợt hung hăng trợn mắt nhìn hắn, mắng to một tiếng. Thân ảnh lập tức biến mất ngay tại chỗ. Ánh mắt mọi người lập tức rơi lên người Lục Lâm Thiên, còn tưởng rằng vừa rồi hắn truyền âm nói gì đó với nữ nhân kia, lời nói khẳng định là không bình thường. Ta vô sỉ hạ lưu gì chứ? Nhìn thấy ánh mắt kinh ngạc của mọi người, vẻ mặt Lục Lâm Thiên vô tội, vừa rồi hắn cũng đâu có nói gì, làm sao lại biến thành vô sỉ hạ lưu? Đội trưởng, vừa rồi trong lòng ngươi nhất định là suy nghĩ chuyện gì chọc giận Tuyết Ngưng tỷ đi. Có một số việc cũng không thể tùy tiện suy nghĩ. Tiết Mặc Kỳ liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt khác thường, rõ ràng là hoài nghi Lục Lâm Thiên. Ta không có a. Lục Lâm Thiên kiên định lắc đầu, vừa rồi trong lòng nghĩ cởi hết quần áo Huyền Tuyết Ngưng, nhất định không thể thừa nhận. Tiết Mặc Kỳ rõ ràng không tin lời Lục Lâm Thiên, nói. Đội trưởng, quên nói cho người biết, Tuyết Ngưng tỷ thân là viễn cổ thiên hoang Huyền Ngọc Lan, có thiên phú trời sinh, có thể tâm linh cảm ứng. Trong lòng ngươi nghĩ gì chỉ cần nàng muốn biết là sẽ biết rõ ràng, cho nên vừa rồi rõ ràng là ngươi đã nghĩ bậy lung tung gì đó. Tâm linh cảm ứng. Lục Lâm Thiên nhất thời sửng sốt, hồi tưởng lại những lần nàng biết trong lòng hắn đang nghĩ gì, đều có thể đoán được, nguyên lai nàng có thiên phú, trời đời này không ngờ còn có thiên phú như thế. Còn có thiên phú như thế, cũng may trong lòng ta không có nghĩ lung tung. Mọi người nghe vậy có chút khiếp sợ. Vậy nàng không phải đã biết ta muốn cởi hết quần áo đánh mông của nàng. Lục Lâm Thiên nghẹn họng nhìn chân chối, lập tức vẻ mặt tối đen, nữ nhân kia có thiên phú gì không tốt, không ngờ lại có thiên phú như thế. Mọi người tiếp tục lên đường đi, ta đi tìm Tuyết Ngưng tỷ hỏi một chút, rốt cục nguyên cổ linh tinh thú là gì. Tiết Mặc Kỳ cười cười nhìn Lục Lâm Thiên, thân ảnh đuổi theo Huyền Tuyết Ngưng. Tôn Tiểu Nhã nhìn Lục Lâm Thiên, khẽ thở dài nói. Không nghĩ tới nam nhân đều là thế này, còn là đội trưởng ngươi, ai? Các ngươi đừng hiểu lầm, không phải ý tứ mà các ngươi nghĩ đâu. Lục Lâm Thiên nhất thời nói. Đội trưởng, đừng giải thích, đều là nam nhân chúng ta hiểu được, chỉ là thực lực của nàng quá mạnh mẽ, vì mạng, ta sẽ không nói thêm cái gì. Long Bàn vỗ vai Lục Lâm Thiên nói, lập tức đi về phía trước. Không biết bao nhiêu người hâm mộ a. Hổ cứ lại đi qua.
dù sao ta thật không dám nghĩ. Tử Viêm đi ngang qua, dùng ánh mắt kính nể nhìn Lục Lâm Thiên. Hoàng Sao lại đi qua, dừng một chút, liếc nhìn Tôn Tiểu Nhã, lập tức ngẩng đầu nói. Ta cũng không dám nghĩ. Nói xong lập tức truy theo Tôn Tiểu Nhã. Không phải ai cũng dám nghĩ lung tung, đội trưởng không hổ là đội trưởng. Bạch Lang nói nhỏ một câu, Quỷ Oa liếc mắt nhìn Lục Lâm Thiên, vỗ vai hắn. Đội trưởng, ta ủng hộ ngươi. Cuối cùng Kim Viên đi tới bên người hắn, muốn nói lại thôi. Ngươi muốn nói cái gì? Lục Lâm Thiên hỏi. Ta đương nhiên là hiểu ngươi, nhưng với tính tình của yêu nữ kia, nếu biết được chỉ sợ ngươi sẽ có phiền toái. Kim Viên nói xong nghênh ngang rời đi. Nguyên cổ linh tinh thú là bảo vật gì? Lục Lâm Thiên ngẩn ngơ, lẩm bẩm một thoáng mới đuổi theo sau. Bên trong một sơn cốc, cây cối rậm rạp, từng đạo chân khí thức tỉnh, không khí biến thành căng thẳng. Đông đảo ánh mắt nhìn chăm chú vào sâu trong sơn cốc, tựa hồ đang chờ mong điều gì. Đội trưởng, hiện tại người tụ tập càng nhiều, thực lực không đủ ở vòng ngoài, nhưng cường giả không ít, Phượng Dương thế giới, Thông Linh thế giới, Thông Thiên thế giới, Pháp Đạo thế giới đều đã tới. Ở một góc sơn cốc, một thanh niên áo xám khoanh tay đứng thẳng, tóc dài xõa vai, đôi mắt sáng ngời, khí độ bất phàm nhìn ra xung quanh, nói. Không nghĩ tới nhiều người cùng tới, Phượng Dương thế giới, Thông Linh thế giới, Thông Thiên thế giới, Pháp Đạo thế giới, những tiểu đội này cũng không dễ chọc, lần này nhất định có trận đánh ác liệt. Đội trưởng, chúng ta cần tìm đồng minh hay không? Một người nói, thái độ đúng mức, lại có đủ tôn kính tuyệt đối với thanh niên áo xám, từ chân khí dao động mà xem người này tuyệt đối không phải kẻ yếu, chỉ sợ đã đột phá tới niết bàn cảnh. Không có đồng minh nào có thể đáng tin, thực lực mạnh hơn chúng ta tìm tới thì chúng ta biến thành vật hy sinh, thực lực yếu hơn lại biến thành gánh nặng cho chúng ta. Thanh niên áo xám nói. Nhưng nếu không tìm đồng minh, cơ hội của chúng ta không quá lớn, đạp không vô ngân thiên thương ngấn, vô pháp vô thiên ngô phá thiên, phong hoa tuyệt đại tuyệt phong hoa, hoành đao diệt không độc nhất đao, những người này cũng không phải dễ chọc. Thanh niên khi nãy nói. Mấy người này đích xác không dễ chọc. Trong giới trẻ tuổi thượng thanh đại thiên thế giới, người có thể làm gì được họ tuyệt đối không vài người, cho dù muốn làm gì, cũng phải trả giá đại giới tuyệt đối. Thanh niên áo xám nói. Siêu siêu. 11 thân ảnh xuyên phá trường không, cầu vồng thu liếm, từng thân ảnh rơi xuống đất, chính là nhóm người Lục Lâm Thiên. Ở phía trước, hình như có không ít người đã phát hiện nguyên cổ linh tinh thú. Huyền Tuyết Ngưng thản nhiên nói. Mọi người nghe vậy đều nhìn theo. Ở núi non bên dưới, bên trong rừng rậm có một sơn cốc dốc đứng, diện tích thật lớn, nhưng vì có rừng rậm bao vây nên không dễ phát hiện. Nguyên cổ linh tinh thú. Ánh mắt Lục Lâm Thiên chớp động, hắn cũng nghe Tiết Mặc Kỳ tìm hiểu được tin tức. Sau khi nghe được lai lịch của nguyên cổ linh tinh thú, hắn cũng rất khiếp sợ, cho nên trong lòng hạ quyết tâm, nhất định phải đạt tới. Nguyên cổ linh tinh thú cực kỳ kỳ lạ, cũng tương tự như thiên sinh linh vật. Nhưng chỉ là một tồn tại quái dị, nghe nói đã tồn tại rất nhiều năm tháng. Nghe nói nguyên cổ linh tinh thú vô cùng ngây thơ thiên chân, hoàn toàn do thiên địa năng lượng ngưng tụ, tu luyện giả đạt được sẽ lấy được vô số chỗ tốt. Quan trọng nhất là có được nó, sẽ dễ dàng tìm được địa phương có linh mạch thế giới tinh thạch, giá trị có thể biết, nếu trong linh mạch còn có thượng phẩm thế giới tinh thạch, quả thật là phát tài lớn. Ngoài ra nghe đồn đãi nguyên cổ linh tinh thú còn có thể tụ tập thiên địa năng lượng. Đó là vật thuần khiết nhất trong thiên địa, sau khi được nó, có thể tẩy rửa toàn bộ ma chướng, đủ làm cho tu luyện giả điên cuồng. Với những ưu đãi này Lục Lâm Thiên đương nhiên không muốn bỏ qua, sau khi nghe được tin tức, hắn lập tức nhờ Tiết Mặc Kỳ nói với Huyền Tuyết Ngưng, để nàng lộ ra vị trí của nguyên cổ linh tinh thú. Huyền Tuyết Ngưng cũng đã đáp ứng, nàng chỉ đưa mọi người tới địa phương kia nhưng tuyệt đối sẽ không giúp đỡ. Nguyên cổ linh tinh thú ở phía trước, ta có thể cảm giác được chân khí. Huyền Tuyết Ngưng nhìn thoáng qua phía trước, lại giống như nói chuyện với Tiết Mặc Kỳ, lại như đang nói với Lục Lâm Thiên. Đội trưởng, xung quanh có không ít người, chân khí cũng không yếu. Tử Viêm nhìn vào rừng rậm, cảm giác được đông đảo chân khí. Hô! Cảm giác được thật nhiều chân khí xung quanh, Lục Lâm Thiên thở sâu một hơi, có không ít cường giả chân chính, mà nhân số tụ tập ít nhất là 2-3 ngàn người. Nhiều người tụ tập chung một chỗ đúng là lần đầu tiên. Lục Lâm Thiên nói. Sốt cục náo nhiệt. Tâm thần quan sát xung quanh,
Lục Lâm Thiên lập tức nói với mọi người. Mọi người cẩn thận một chút. Mọi người cũng cảm nhận được xung quanh có nhiều người, tuy thực lực của họ cũng gia tăng không ít, nhưng không ai dám có chút khinh thường. Trong lòng tất cả mọi người đều biết rõ, có thể tiến vào vạn thế liệp tràng không có ai là kẻ yếu, mà có thể sống sót tới hiện tại thực lực đều là người nổi bật, đều có chỗ bất phàm. Mọi người chậm rãi đi tới sơn cốc, xuyên qua rừng rậm vừa đi tới bên ngoài, nhất thời từng luồng chân khí dao động lập tức tràn tới. Khi mọi người bước vào sơn cốc, ánh mắt những người khác lập tức nhìn qua, đều bị Huyền Tuyết Ngưng hấp dẫn. Đứng lại! Ngay khi bọn họ vừa đi thêm vài bước, một tiếng hét lớn từ phía sau truyền tới. Có mười mấy thân ảnh khoanh chân ngồi, lúc này cùng đứng dậy, ánh mắt sắc bén dừng lại trên thân nhóm người Lục Lâm Thiên. Tổng cộng là 13 người, hẳn là do người các thế giới tự tạo thành tiểu đội, hoặc là người của hai đại liên minh, chân khí đại đạo cảnh, đầu lĩnh là một người râu quai nón, khoảng 30 tuổi, vẻ mặt dữ tợn mang theo khí thế hung hãn. Có việc gì thế? Mọi người dừng lại, Quỷ Oa quay đầu âm trầm hỏi. Các ngươi là người thế giới nào? Đầu lĩnh râu quai nón nhìn nhóm người Lục Lâm Thiên như có điều cố kỵ hỏi. Quỷ Oa âm trầm nói. Vô sắc trung thiên thế giới. Vô sắc trung thiên thế giới, chẳng lẽ không biết quy củ tới trước sau hay sao? Nghe vậy vẻ băn khoăn trong mắt đầu lĩnh râu quai nón thiếu đi không ít, vô sắc thế giới chỉ là một trung thiên thế giới không có danh tiếng gì mà thôi. Chúng ta muốn tới phía trước nhìn xem, chẳng lẽ không được sao, hay là nơi đây là địa phương tư nhân của ngươi, chúng ta cần thủ quy củ của ngươi. Quỷ Oa thản nhiên hỏi. Nhìn dáng vẻ các ngươi ngại mạng dài. Muốn đi tới cũng được, vậy lưu lại chữ vật giới chỉ, ta sẽ cho các ngươi đi qua. Đầu lĩnh râu quai nón nói, trong mắt tràn ngập lạnh ý, chân khí 12 người phía sau càng thêm sắc bén. Từng luồng khí tức sắc bén mang theo huyết tinh khí, loại chân khí này chỉ có thể tồn tại trong giết chóc, đủ thấy tiểu đội kia đi được tới nơi này cũng không đơn giản. Muốn chết! Một tiếng quát lạnh vang lên, cơ hồ đồng thời khí tức nóng bỏng liền thổi quét, không gian xung quanh đột nhiên run lên. Suy, một đạo tử sắc thân ảnh đi tới trước mặt đầu lĩnh râu quai nón, một đạo quyền ấn như sấm đánh nháy mắt công kích thẳng vào lồng ngực đầu lĩnh kia. Phanh, thanh âm nổ tung trầm thấp vang ra, đầu lĩnh kia không kịp phản ứng, thân hình lập tức bị đánh bay. Cảm giác nóng cháy quỷ dị lao vào trong lồng ngực người kia, ngọn lửa thổi quét, với xu thế gió cuốn mây tan đem ngũ tạng lục phủ hắn thiêu hủy khô héo, ngay lúc hắn phun máu tươi cũng biến thành xương khói màu đen. Oanh. Khi người kia rơi xuống đất, thân hình đều bị phá hủy, từ mi tâm bay ra linh hồn phân thân cùng hồn anh, hoảng sợ bỏ chạy. Chỉ bằng đám người các ngươi lại dám giễu võ dương oai trước mặt chúng ta, lần này các ngươi đá trúng tấm sắt rồi, tha cho ngươi không được. Thanh âm âm trầm truyền ra, khí tức âm trầm cô đọng không gian, chảo ấn trống giống hạ xuống nhất thời đem linh hồn phân thân cùng hồn anh chộp vào trong tay. Đội trưởng bị một chiêu đánh chết, tiểu đội này có tu vi niết bàn cảnh. Nhóm người còn lại thấy thế kinh hãi ngây dại. Một tên cũng không để lại. Lục Lâm Thiên quát. Giết. Mọi người lao ra nhanh như chớp, ra tay liền dùng sát chiêu, không chút lưu thủ, nếu kéo dài thời gian sẽ tự gây phiền cho chính mình. Minh Quỷ Trảo. Thiên Lang Quyền. Phanh phanh phanh. A. À. Tiếng kêu thảm thiết cùng tiếng nổ vang liên tục vọng ra, đầu lĩnh của tiểu đội kia cũng mới tới đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong. Tử Viêm đánh ra một chiêu đã giết chết hắn, kết cục người khác liền có thể biết. Lục Lâm Thiên cùng Tiết Mặc Kỳ cũng không xuất thủ, chỉ đứng yên tại chỗ nhìn qua. 12 người còn lại chớp mắt liền bị giải quyết, linh hồn phân thân cùng hồn anh đều rơi vào tay Quỷ Oa. Giải quyết xong, mọi người lập tức thu thập chiến trường, phối hợp ăn ý, sau đó quay về bên cạnh Lục Lâm Thiên. Tiểu đội này có 4 niết bàn cảnh. Đến từ một thế giới, 4 niết bàn cảnh. Không phải trung thiên thế giới bình thường. Một tên cũng không để lại, xuống tay gọn gàng, tiểu đội này tuyệt đối không dễ trêu chọc. Hình như bọn hắn nói là vô sắc thế giới, ta nhớ vô sắc thế giới chỉ bình thường, thậm chí còn chưa tiến vào 500, tại sao lại có niết bàn cảnh? 4 niết bàn cảnh, đủ sắp xếp trước 20 đi, hoặc là còn hơn nữa. Những người xung quanh lập tức lui xa hơn một ít, loại thực lực này thật không có ai dám tùy tiện trêu chọc. Nhóm người Lục Lâm Thiên lập tức đi thẳng về phía trước, dọc theo đường đi không còn ai dám ngăn cản, ánh mắt biến hóa nhìn họ đi qua, cũng không dám nói thêm lời gì. Nhưng ánh mắt họ cũng không rời khỏi,
giống như đang chờ đợi điều gì đó. Trong ánh mắt chăm chú của mọi người, Lục Lâm Thiên bỗng nhiên dừng bước. Nhóm người Tử Viêm có chút kỳ quái, nơi lối vào sơn cốc không còn ai ngăn cản, tại sao đội trưởng lại đột nhiên dừng lại? Người bên ngoài nghe đây, mặc kệ các ngươi tới từ thế giới nào, đều phải tuân thủ quy củ ở đây, nơi này chỉ có 10 tiểu đội có thể tiến vào, các ngươi muốn mạnh mẽ xông tới thì phải thử xem các ngươi có thể đối kháng được 10 tiểu đội liên thủ tiếu sát hay không. Ngay lúc thân ảnh Lục Lâm Thiên tạm dừng, bên trong sơn cốc truyền ra một thanh âm, nói. Các ngươi muốn vào, vậy ý nghĩa có một tiểu đội phải ra ngoài, cho nên dựa theo quy củ, muốn vào phải xem thực lực, có đủ thực lực mới có thể đổi cho người khác ra ngoài cho các ngươi tiến vào. Hiện tại các ngươi có thể phái ra một người giao thủ với người của tiểu đội trong này phái ra, thắng có thể vào, bại thì ngoan ngoãn lưu bên ngoài đi. Thanh âm sâu kín rơi xuống, nói chuyện hẳn là một thanh niên, mang theo một ít kiêu ngạo, đương nhiên theo chân khí phán đoán hắn cũng có tiền vốn để kiêu ngạo. Bên trong sơn cốc, một thanh niên áo xám khoanh tay đứng thẳng, thanh niên đứng phía sau nói. Đội trưởng, hình như có tiểu đội muốn tiến vào sơn cốc. Thanh niên áo xám giống như đang chờ đợi điều gì, nói. Lần này lại là người của thế giới nào tiến vào đây? Còn không biết, cũng không biết có thể vào được hay không đâu. Thanh niên phía sau mỉm cười nói. Thanh niên áo xám nghe vậy cũng không quá để ý, chỉ tùy ý hỏi một câu. Cuối cùng tiến vào là tiểu đội của thế giới nào? Vẻ mặt thanh niên phía sau khẽ động, nói. Cuối cùng tiến vào là tiểu đội của thú mãnh thế giới, tổng cộng 9 người. Thanh niên áo xám nghe vậy nhíu mày nói. Nếu ta không nhớ lầm, thú mãnh thế giới chính là thế giới lấy thú tộc làm chủ yếu trong thượng thanh đại thiên thế giới. Lần trước bài danh 15, chúng ta cũng đã gặp qua dọc đường, đầu lĩnh tên Hắc Mãnh, bản thể Hắc Diễm Cương Giao, thực lực niết bàn sơ giai, dựa vào bản thể tuyệt đối khó đối phó. Cho nên tiểu đội muốn đi vào chỉ sợ gặp phiền toái lớn, tính tình Hắc Mãnh không tốt lắm, lần trước gặp phải chúng ta nếu không phải hắn kiêng kỵ đội trưởng. Chỉ sợ đã động thủ với chúng ta. Thanh niên phía sau nói. Ta muốn ở đây xem, các ngươi muốn xem náo nhiệt thì đi đi. Thanh niên áo xám nói. Trong đông đảo ánh mắt nhìn soi mói, chín thân ảnh trống rỗng đi ra, chín cỗ chân khí mênh mông nhất thời buông xuống, mang theo mùi huyết tinh sắc bén. Đi đầu là một hắc y thanh niên, hắc bào đen như mực, thậm chí làn da cực kỳ đen, đồng tử lóe hắc mang, ánh mắt thâm thúy. Mơ hồ còn có chân khí nóng cháy. Ba niết bàn sơ giai, ít nhất có 5 thú tộc. Lục Lâm Thiên nhíu mày, trong lòng có chút rung động, đội hình bên trong sơn cốc mạnh hơn bên ngoài rất nhiều, tiểu đội có 3 niết bàn cảnh cũng là lần đầu tiên gặp được. Những người này bất phàm, không giống như người trong thế giới bình thường. Tiết Mặc Kỳ nói, để cho ta đi thế nào, ta đi giao thủ với bọn hắn xem sao. Ta làm đội trưởng, để cho ta đi. Đây không giống niết bàn cảnh bình thường, cũng cho ta thử xem thân thủ. Lục Lâm Thiên cười khẽ, mặc dù đội ngũ phía trước rất mạnh, nhưng hắn cũng không để trong lòng. Hừ, là thế giới phương nào tới đây, nếu nghĩ có chút thực lực là có thể diễu võ dương oai thiên hạ vô địch, muốn đi vào trong hãy nhìn xem các ngươi có thực lực này hay không, hiện tại nhận thua còn kịp, nếu không chúng ta nhất định tấu hắn tới mức mẹ hắn cũng không nhận ra. Hắc bào thanh niên bước ra, ánh mắt lướt qua mọi người. Hiện tại ngươi đầu hàng cũng còn kịp, bằng không nếu động thủ ta nhất định làm răng ngươi rơi đầy đất. Lục Lâm Thiên cười lớn, bá đạo nói. Tiểu tử, ngươi sẽ vì câu nói này mà trả giá thật nhiều. Sau lưng hắc bào thanh niên có một người tu vi niết bàn cảnh nghe vậy cười lạnh nói. Một người khác cũng tu vi niết bàn cảnh cười lạnh, nói. Đội trưởng, tận tâm giáo huấn tiểu tử liều lĩnh kia, giết gà dọa khỉ cũng tốt. Đương nhiên. Tiểu tử này nhất định sẽ hối hận đã cùng ta động thủ. Hắc bào thanh niên nói, chân khí nóng cháy lan tràn, ý bảo mọi người lui ra phía sau, bước lên một bước, mặt đất nhất thời run lên, nứt nẻ, quát. Nhớ cho kỹ, thú mãnh trung thiên thế giới hắc mãnh, ai dám đi lên. Vô sắc trung thiên thế giới Lục Lâm Thiên, cho người động thủ trước đấy, thế nào? Lục Lâm Thiên tiến lên một bước, thân ảnh xuyên qua không gian, khoanh tay đứng thẳng. Hờ hững nhìn hắc mãnh. Nguyên lai là kẻ vô danh vô sắc trung thiên thế giới, còn muốn nhường ta một chiêu sao, nếm ta một quyền. Hắc mãnh hét lớn, giẫm mạnh dưới đất, mặt đất nhoáng lên, thân hình rắn chắc lao về hướng Lục Lâm Thiên, năm ngón tay siết chặt, một đạo quyền ấn bay ra. Suy, quyền ấn đi qua,
không gian nứt vỡ, hung hăng đánh tới. Lục Lâm Thiên nhíu mày, tay phải hạ xuống, một quyền đánh ra, va chạm quyền ấn kia. Phanh! Thanh âm nổ tung trầm thấp, năng lượng hào quang bắn ra, hắc bào thanh niên thối lui hơn 10 thước, mặt đất hóa thành cho tàn, thân hình có chút chật vật, nắm tay run lên, mà thân thể Lục Lâm Thiên chỉ thoáng lảo đảo. Mạnh như vậy! Hắc mãnh bị một quyền đẩy lui, nắm tay run lên, bản thân là thú tộc lực phòng ngự lẫn công kích của hắn vô cùng cường hãn, tu vi đồng cấp ít có đối thủ, nhưng Lục Lâm Thiên rõ ràng là bất phàm. Lại đến, thân hình vừa ổn định, hắc mãnh biết vừa rồi mình có chút coi thường, còn chưa xuất toàn lực, lúc này cũng không dám tiếp tục sơ hở, chân khí nóng cháy kinh người đột nhiên thổi quét. Chân khí nóng chảy khiến linh hồn run rẩy, mơ hồ mạnh hơn cả tử sắc hỏa viêm trên người Tử Viêm. Hắc bào thanh niên dẫm xuống đất, thân hình lao thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Suy! Trên đầu ngón tay hắc mãnh lập tức bắn ra năm đạo hắc sắc hỏa viêm, năm ngón tay siết chặt lại, hắc sắc hỏa viêm bao trùm đánh thẳng vào lồng ngực Lục Lâm Thiên. Tới tốt lắm! Lục Lâm Thiên cười một tiếng, bàn tay đẩy ngang ra. Nhìn qua thật thong thả, kỳ thật nhanh tới cực hạn, chớp mắt gấp khúc biến thành chảo ấn. Suy! Khí tức quỷ dị lan tràn, thời không dao động. Thân ảnh Lục Lâm Thiên tiến tới, một đạo chảo ấn nhẹ nhàng rơi lên nắm tay hắc mãnh. Răng rắc, chảo ấn hạ xuống, đem hắc sắc hỏa viêm bao phủ bên trong, ngay trong ánh mắt kinh ngạc của hắc mãnh, hàn băng khí bao trùm lan tràn, dập tắt ngọn lửa trên tay hắn. Nắm tay hắc mãnh lập tức bị đóng băng, tầng băng nhanh chóng lan tràn, hàn băng khí ập tới, xuyên thấu qua nắm tay tràn vào trong cơ thể hắn. Hàn băng khí thật quỷ dị, sao lại mạnh như vậy? Hắc mãnh kinh ngạc, nguyên lực trào ra muốn dẫy thoát khỏi chảo ấn bao vây, ánh mắt biến hóa liên tục. Linh võ quyết. Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, linh hồn lực tuôn tràn, chảo ấn lưu lại tàn ảnh, hung hăng đập thẳng lên nắm tay hắc mãnh, linh hồn công kích nhất thời xâm nhập vào cơ thể hắn. Hắc mãnh đột nhiên ngây dại. Suy. Lục Lâm Thiên cười lạnh, thân ảnh nhanh như chớp hiện ra trước người hắc mãnh, một quyền đánh thẳng vào lồng ngực hắn. Phanh. Quyền ấn đánh ra, cự lực chút xuống, thân hình hắc mãnh bay ngược ra ngoài, khóe môi phun máu, nhưng ánh mắt nhanh chóng khôi phục lại bình thường, hỏa viêm hắc sắc lan tràn, nháy mắt hóa thành thân ảnh khổng lồ trôi nổi giữa không trung. Ngao! Vật khổng lồ này chính là một đầu hắc sắc giao long, dài ngàn thước, toàn thân bao trùm lớp vảy đen, hắc sắc hỏa viêm tràn ra. Nguyên lai là hắc diễm cương giao. Tử Viêm nhíu mày, hắc diễm cương giao huyết mạch mạnh hơn Tử Diễm Huyền Xà một ít. Cho nên hắn cũng hiểu rõ sự lợi hại của người kia. Nguyên lai là hắc diễm cương giao. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu, hắc diễm cương giao ở trong toàn bộ thú tộc xem như cực kỳ cường hãn, thực lực hắc mãnh đích thật là không kém. Tiểu tử, người thành công chọc giận ta, hiện tại ta thu thập ngươi. Hắc mãnh lớn tiếng rít gào, bản thể uốn éo, cự vĩ mang theo hắc diễm quất thẳng về hướng Lục Lâm Thiên. Suy, cự vĩ đi qua, không gian liên tục nứt toác. Nhiệt độ khủng bố thậm chí thiêu hủy toàn bộ hơi nước trong hư không, giống như hắc sắc vẫn thạch nện xuống. Một đầu hắc giao mà thôi, thậm chí còn không tính là tạp long, có gì đáng hung hăng càn quấy. Lục Lâm Thiên dứt lời, thân ảnh tiến tới, dùng tốc độ không thể tưởng tượng oanh ra đạo trưởng ấn. Hàn băng đống kết sát. Hàn băng chân khí ngập trời lan tràn, trưởng ấn vỗ thẳng lên trên cự vĩ. Hai bên va chạm. Hàn băng khí khủng bố cùng hắc sắc hỏa viêm khuếch tán, khe không gian lan tràn khắp không trung. Hắc sắc hỏa viêm lập tức bị hàn băng khí bao trùm tan rã, cự vĩ rằng co giữa không trung không cách nào tiến thêm nửa phần. Khóe môi Lục Lâm Thiên cười lạnh, hàn băng khí đột nhiên gia tăng, một tầng băng lập tức bao phủ cự vĩ lan tràn lên trên. Gì? Hắc mãnh kinh ngạc cảm giác được hàn băng khí chen chúc chui vào thân thể, giống như muốn đông cứng máu của hắn, băng hàn thấu xương. Vô cùng khủng bố. Ngao. Ánh mắt hắc mãnh đại biến, rít gào một tiếng, thiên địa năng lượng dao động, hắc sắc hỏa viêm lan tràn, nhiệt độ kịch liệt kéo lên, nửa thân trên vặn vẹo, đầu của hắn phá không giữ tợn áp xuống, hướng Lục Lâm Thiên cắn tới, một đạo hắc sắc hỏa viêm phun ra. Hừ. Trong miệng Lục Lâm Thiên khẽ quát một tiếng, hắc sắc hỏa viêm xuyên thủng thân hình hắn, nhưng chỉ lưu lại tàn ảnh. Đã tới lúc rồi. Thanh âm truyền ra bên tai hắc mãnh, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện, đã đi tới trước đầu của hắc mãnh. Giờ khắc này toàn thân Lục Lâm Thiên chợt lóe ra kim quang lan tràn,
một đạo quyền ấn bao phủ kim mang mang theo chân khí tiêu sát sắc bén xuyên thủng không gian, nháy mắt rơi lên miệng hắc mãnh. Oanh! Một quyền vung ra, thanh âm trầm đỡ upsilon, C vang lên, hắc mãnh phun ra máu tươi, tựa hồ còn phun cả răng nanh. Thân thể khổng lồ ầm ầm nện thẳng xuống dưới, hung hăng rơi rụng xuống đất. Trời ạ, hắc mãnh tựa hồ gặp phiền phức. Sắc mặt tám người thú mãnh thế giới nhất thời đại biến. Phanh phanh phanh. Thân hình hắc mãnh nặng nề xuất trên mặt đất, đất rung núi chuyển, như bị động đất không ngừng chao đảo, không ít khe nứt lan tràn. Ngao. Hắc mãnh đau đớn rít gào, thân hình không ngừng vặn vẹo, một quyền kia làm hắn nếm mùi đau khổ, không tự chủ được gầm rú. Ta sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc mãnh gào thét, thân hình lại bay lên. Sẽ không bỏ qua ta, ngươi đủ tư cách sao? Thanh âm Lục Lâm Thiên lạnh lùng rơi xuống, hoàng mang lập tức lan tràn. Oanh long! Không trung gió dục mây vần, không gian động lại, khí lãng hoàng mang bao phủ lên thân thể hắc mãnh. Thân hình hắc mãnh nhất thời không thể nhúc nhích, giống như bị ngọn núi vạn quân trọng áp, căn bản không cách nào cử động. Đại địa vô ảnh cước. Thân hình Lục Lâm Thiên giáng xuống, một cước mạnh mẽ dẫm lên lưng hắc mãnh. Phốc! Hắc mãnh phun máu tươi, lớp vảy trên lưng nứt nẻ, máu tươi không ngừng tràn ra. Ngao! Hắc mãnh đau đớn liên tục rít gào, căn bản không thể giãy thoát, trong mắt tràn ngập tức giận, đây là lần đầu tiên trong đời hắn chật vật như thế. Hắc mãnh, giao ra giới chỉ cùng phong thần thạch, ta sẽ tha ngươi, như thế nào? Lục Lâm Thiên dẫm trên lưng hắc mãnh, vẻ mặt thản nhiên cười nói. Ngươi nằm mơ! Hắc mãnh hét lớn một tiếng, nguyên lực khởi động, muốn tránh thoát trói buộc quỷ dị. Phanh phanh phanh! Lục Lâm Thiên thoáng khom người. Hàn ý lóe ra, từng đạo quyền ấn bao phủ kim mang lập tức nện thẳng lên người hắc mãnh. Mỗi quyền hạ xuống, máu tươi phun ra, lớp vảy nứt vỡ. Từng đòn nghiêm trọng đánh xuống không chút lưu tình làm ánh mắt người xung quanh kinh hãi, chà đạp hắc mãnh kiểu như vậy mà thanh niên kia vẫn tươi cười, xuống tay lại khủng bố cực điểm, người như thế tuyệt đối không thể trêu chọc. Ngao! Hắc mãnh không ngừng rít gào thảm thiết, vô số máu tươi tuôn ra như suối. Tiểu tử dừng tay. Hai niết bàn cảnh của thú mãnh thế giới rốt cục không còn nhịn được, kiểu đánh như vậy hắc mãnh có thể bị đánh chết. Các ngươi tốt nhất ngoan ngoãn một chút, các ngươi dám động ta sẽ tiêu diệt các ngươi, một tên cũng không để lại. Bốn người Tử Viêm, Hoàng Sa cùng Long Bàn Hổ cứ đồng thời bước ra, khí tức lan tràn, chân khí bốn niết bàn cảnh lập tức tập trung lên thân hai người. Hai người kia nhất thời bị chấn nhiếp không dám cử động, dù họ ra tay cũng không thay đổi được gì. Oanh long! Một đạo quyền ấn lại hạ xuống, đầu lẫn đuôi hắc mãnh bị đánh tới cong lên, thân hình lõm xuống mặt đất, toàn thân vết máu loang lổ không còn lực đối kháng. Ngao! Hắc mãnh kêu thảm thiết, tiếng kêu nhỏ dần, ánh mắt biến thành sợ hãi. Dừng tay, ta bại, ta nguyện ý giao ra giới chỉ cùng phong thần thạch. Hắc mãnh hét lớn, khí tức càng thêm uể oải. Bên trong sơn cốc, một thanh niên lướt tới bên cạnh thanh niên áo xám, có chút rung động nói. Đội trưởng, hắc mãnh bị đánh bại, bị trà đạp thật thảm, tiểu tử kia hạ thủ thật mạnh mẽ, cuồng hắc mãnh phải đầu hàng, thậm chí bị đoạt cả giới chỉ. Vậy sao, có được loại thực lực này, chẳng lẽ tiểu đội kia cũng sắp xếp trước 15 sao? Thanh âm áo xám ngạc nhiên hỏi. Không phải trước 15, hình như là vô sắc trung thiên thế giới, tên là Lục Lâm Thiên. Thanh niên kia nói. Cái gì, ngươi lặp lại lần nữa? Thanh niên áo xám bỗng nhiên quay đầu. Ánh mắt run lên. Phản ứng của hắn làm người kia có chút ngạc nhiên, gật đầu nói. Ta chính tai nghe được, là vô sắc thế giới Lục Lâm Thiên, tiểu tử đó rất mãnh liệt. Không chỉ mãnh liệt, hắc mãnh gặp phải tên kia nhất định là tìm tai vạ, không thảm mới là lạ, không nghĩ tới tiểu tử này cũng tới giúp vui, rốt cục chịu rời khỏi thị hoang thế giới rồi sao? Thanh niên áo xám lập tức cười nói. Mọi người theo ta đi ra ngoài. Đội trưởng. Đi ra ngoài làm chi? Thanh niên kia nghi hoặc hỏi. Minh hữu của chúng ta đã tới, tuyệt đối có thể yên tâm làm đồng minh. Thanh niên áo xám nói xong, thân ảnh chợt lóe biến mất ngay tại chỗ. Bên ngoài sơn cốc, hắc mãnh mang theo thân thể thê thảm đưa ra giới chỉ, lập tức chín người chật vật thối lui ra sau, trong mắt vô cùng phẫn hận. Chúng ta đi thôi, vào xem. Lục Lâm Thiên cầm giới chỉ trong tay thưởng thức, lập tức thu lại định tiến vào sơn cốc. Vô sắc thế giới,
nghĩ sơn cốc này dễ tiến vào như vậy hay sao? Nhưng đúng ngay lúc này một tiếng hét lớn từ trong sơn cốc truyền ra, một thanh niên áo xám nhất thời xuất hiện, tóc đen áo choàng, cực kỳ phiêu giật, lộ ra thân ảnh cao ngất, khí vũ hiên ngang. Siêu siêu, chín thân ảnh cùng hạ xuống, chân khí sắc bén, hai niết bàn cảnh, thực lực thấp nhất cũng tới đại đạo cảnh trung giai đỉnh phong. Tiểu đội thật mạnh, nhóm người Tử Viêm nhất thời cảnh giác, nhóm người mới xuất hiện này còn mạnh hơn nhóm người Hắc Mãnh. Lục Lâm Thiên nhìn người trước mắt, nhất thời lộ ra ý cười. Sao vậy, chẳng lẽ ta muốn đi vào còn phải đánh với ngươi một trận hay sao? Lục Lâm Thiên xuyên qua không gian, nháy mắt như thuấn di đi tới trước mặt thanh niên áo xám, nói. Chúc mừng đột phá niết bàn cảnh. Tiến bộ của ngươi tựa hồ còn lớn hơn nữa, Hắc Mãnh cũng bị ngươi đánh gục. Thanh niên áo xám mỉm cười nói. Mấy năm nay ta nhớ ngươi muốn chết, không nghĩ tới gặp lại ngươi ở nơi này. Ta cũng nhớ ngươi muốn chết. Lục Lâm Thiên khẽ cười, hai người giang tay ôm chầm lấy nhau. Nguyên lai là người quen biết của đội trưởng. Nhóm người Tử Viêm kinh ngạc, nhất thời thở ra một hơi nhẹ nhõm. Thanh niên áo xám không phải ai khác mà chính là Mạc Kình Thiên, Phong Vân Sơn, Phong Vân Thế Giới, cũng là Trung Thiên Thế Giới, chẳng qua nơi này có chút kỳ lạ mà thôi. Không tệ lắm, đội hình cũng không yếu, chẳng lẽ vô sắc thế giới mạnh như vậy hay sao? Hai người buông ra, Mạc Kình Thiên nhìn nhóm người Tử Viêm, gật đầu ý bảo, ánh mắt cũng kinh ngạc. Với ánh mắt của Mạc Kình Thiên đương nhiên đã nhìn ra được nhóm người này có năm tu vi niết bàn cảnh, mà cuối cùng khi ánh mắt hắn nhìn qua Huyền Tuyết Ngưng, nhất thời sửng sốt, cỗ chân khí hoang vu lạnh lẽo sâu như hắc động làm cho hắn vô cùng rung động. Suy, cỗ chân khí hoang vu lạnh lẽo nhất thời bắn ra, va chạm lên tâm thần của Mạc Kình Thiên, khiến trong đầu hắn run lên. Nhất thời cảm xúc tuyệt vọng dâng tràn. Thật mạnh. Mạc Kình Thiên nháy mắt khôi phục lại, sắc mặt tái nhợt, không khỏi lảo đảo thối lui mấy bước. Ta đối với người dung hợp thiên sinh linh vật không có bao nhiêu hảo cảm, nếu còn tiếp tục dình ta, không chỉ bị đơn giản như vậy đâu. Huyền Tuyết Ngưng thản nhiên nói một câu, thân ảnh chợt lóe đã đi vào trong sơn cốc. Ta cũng không dám trêu chọc nàng. Lục Lâm Thiên nhún vai, Mạc Kình Thiên dung hợp hồn thiên hàn băng bích long liên. Mà bản thân Huyền Tuyết Ngưng lại là thiên sinh linh vật, tự nhiên sẽ không có hảo cảm với Mạc Kình Thiên. Thực lực thật quá mạnh. Mạc Kình Thiên kinh ngạc, trực giác nói cho hắn biết thực lực nữ tử tuyệt mỹ kia tuyệt đối là khủng bố. Sau một lát mọi người đều đi vào trong sơn cốc. Nghe Mạc Kình Thiên giới thiệu, đội ngũ của hắn có bốn niết bàn cảnh, đều đến từ Phong Vân Thế Giới, Mạc Kình Thiên là đội trưởng. Ba niết bàn cảnh kia là Tang Trạm, Hùng Hỏa, còn có Lâu Tinh Minh. Lục Lâm Thiên gật đầu như chào hỏi. Nghe Mạc Kình Thiên nói, từ thị hoang thế giới trở về, quay lại Phong Vân Sơn, có cơ duyên gặp được trước đó, hắn tu luyện tam kỳ bí pháp đầy đủ cho nên đã đột phá niết bàn cảnh. Nhưng khi Lục Lâm Thiên hỏi thăm tin tức ma linh yêu nữ, ánh mắt Mạc Kình Thiên khẽ động, nói sau này sẽ kể lại tường tận, nhưng cũng nói ma linh yêu nữ không xảy ra vấn đề gì. Lục Lâm Thiên cũng không hỏi nhiều. Vừa rồi nhìn thấy Mạc Kình Thiên còn tưởng rằng ma linh yêu nữ cũng đi cùng, nhưng không gặp được nên trong lòng có chút mất mát. Khi mọi người đi vào trong sơn cốc, lập tức phát hiện có một khu vực tràn ngập năng lượng, đều là thiên địa năng lượng, là tinh thuần nhất. Sơn cốc thật lớn cũng có chút kỳ lạ, có một mảnh mặt đất bằng phẳng, xung quanh xanh biếc nồng đậm. Nhưng xung quanh lại có 10 đỉnh núi, có 8 đỉnh núi lan tràn ra chân khí hùng hậu. Trên 8 đỉnh núi đều có một tiểu đội đang khoanh chân ngồi, cảm giác chân khí cũng phải mạnh hơn đội ngũ thú mãnh thế giới. Lâm Thiên huynh đệ, nơi này xuất hiện bảo vật, nhưng không thể làm nó hoảng sợ, một khi hoảng sợ sẽ không dám đi ra, cho nên không thể để cho mọi người đều tiến vào, ai muốn vào sẽ bị tiểu đội trong này bao vây tiễu trừ. Mạc Kình Thiên mang theo Lục Lâm Thiên đi tới đỉnh núi cách lối vào sơn cốc gần nhất, nói. Các ngươi ở lại đây, chúng ta đã đợi tròn một tháng. Đêm nay là đêm trăng tròn, chỉ có đêm trăng tròn bảo vật kia mới đi ra, nếu còn có tiểu đội muốn tiến vào, là các ngươi phải đi ra cản trở. Thì ra là thế. Lục Lâm Thiên xem như hiểu rõ, khó trách, nguyên lai là do bảo vật không thể bị kinh động. Lướt mắt nhìn quanh, Lục Lâm Thiên lại hỏi. Có biết bảo vật kia là vật gì không? Hẳn là nguyên cổ linh tinh thú, là một loại bảo vật kỳ lạ. Nguyên cổ linh tinh thú hẳn đã có linh trí, thực lực khủng bố. Niết bàn cảnh trung giai bình thường cũng khó thể làm gì nó, muốn đạt được thật không đơn giản,
huống chi người trong này đều cường hãn, lần trước bài danh trước 10 cũng có 5 tiểu đội có mặt ở đây. Tiểu đội bài danh trước 10. Lục Lâm Thiên khẽ động, nghe nói vô sắc thế giới thậm chí còn chưa tiến vào được trước 600, bài danh trước 10, thực lực có thể nghĩ. Ngươi vừa đánh bại hắc mãnh thuộc thú mãnh thế giới, bài danh 15, tiểu đội đỉnh núi bên trái bài danh thứ 10 thông linh thế giới, đầu lĩnh là vô pháp vô thiên Ngô Phá Thiên, đỉnh núi thứ 2 bài danh thứ 7 pháp đạo thế giới, đầu lĩnh Hoành Đao Diệt Không Độc Nhất Đao, đỉnh núi thứ 3 bài danh thứ 6 Phượng Dương thế giới, đầu lĩnh Phong Hoa Tuyệt Đại Tuyệt Phong Hoa, đỉnh núi thứ 4 bài danh thứ 4 thông thiên thế giới, đầu lĩnh Đạp Không Vô Ngân Thiên Thương Ngấn, còn lại mấy tiểu đội bài danh cũng cực cao. Đầu lĩnh đầu là người nổi bật trong niết bàn cảnh, đội hình thật cường hãn. Mạc Kình Thiên nhìn lướt qua các đỉnh núi, nói. Mặc dù bài danh như vậy cũng không hoàn toàn đại biểu thực lực hôm nay, bất quá cũng đủ chứng minh họ bất phàm, bài danh trước 10 nhiều năm qua cũng không quá biến hóa. Thế giới bài danh trước 10, đích thật là không tầm thường. Hoàng Sa nhìn xung quanh, tràn ngập hướng tới. Không biết vô sắc trung thiên thế giới tới khi nào mới có thể đặt chân trước 10. Tử Viêm siết chặt nắm tay, tử bào phất phơ, chân khí nóng cháy thản nhiên lan tràn. Bài danh làm sao có được? Lục Lâm Thiên quan sát xung quanh, hỏi. Bình thường thông qua mỗi lần tổng số lượng bái tướng phong hoàng mà định ra, mỗi lần quán quân tự nhiên đại biểu thứ nhất, cụ thể tính ra có chút phiền toái, nhưng tổng quát mà nói bài danh lần trước cũng không thể chứng minh thực lực lần này, nhưng ở trình độ nào đó mà nói cũng đủ để đại biểu. Mạc Kình Thiên nói. Lần trước phong vân thế giới bài danh bao nhiêu? Lục Lâm Thiên tò mò hỏi. Tang Trạm nghe vậy mang theo vẻ kiêu ngạo nói. Phong vân thế giới chúng ta 5.000 năm qua đều tiến trước 10, lần trước bài danh thứ 9. Cũng là trước 10. Lục Lâm Thiên khẽ động, khó trách lúc trước Thiên Thủy Môn nghe nhắc về Phong Vân Sơn cũng không dám động, nguyên lai không chỉ vì đạo phỉ Phong Vân Sơn cường hãn, mà cũng vì không ai dám tùy tiện trêu chọc phong vân thế giới. Lần này vô sắc thế giới cũng đủ bài danh trước 10, xem ra vô sắc thế giới cần quật khởi. Mạc Kình Thiên cười nói. Hai người trò chuyện thêm chốc lát, Mạc Kình Thiên mới quay lại đỉnh núi xa xa, chờ đợi nguyên cổ linh tinh thú xuất hiện. Nghe nói nguyên cổ linh tinh thú ẩn thân ở địa phương vô cùng bí mật, không ai có thể tìm được, một khi kinh động sẽ được không bù nổi mất, hiện tại chỉ có thể chờ đợi nó xuất hiện. Tới lúc đó phong ấn cửa động, cùng nhau vây quanh, cuối cùng ai lấy được phải xem bổn sự. Cường giả hội tụ, nhất định là một trận đánh nhau ác liệt. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, ánh mắt đảo qua những đỉnh núi xa xa. Lần này vô sắc thế giới cũng nên quật khởi, vì tài nguyên tu luyện cùng vinh dự của hàng tỷ sinh linh vô sắc trung thiên thế giới, vì vinh dự của gia tộc, mọi người nỗ lực lên. Hoàng Sa nhìn quanh nói, trong mắt hướng tới. Thực lực niết bàn sơ giai làm trong lòng hắn dâng lên cỗ hào khí. Ta sẽ làm cho vô sắc thế giới tự hào vì chúng ta, bất kể như thế nào chúng ta cũng là một phần tử đến từ vô sắc thế giới. Tử Viêm nhìn mọi người nói. Nếu tới lúc đó chúng ta không thể bước lên phong thần đài, vậy vô sắc thế giới phải dựa vào mọi người. Bạch Lang, Quỷ Oa nhìn Tử Viêm, Hoàng Sa cùng Thiết Mặc Kỳ nói. Ta nghĩ có đội trưởng ở đây, sẽ không có vấn đề gì. Lần này bái tướng Phong Hoàng chắc chắn sẽ có tên của vô sắc thế giới, chúng ta sẽ chiến thắng trở về. Tử Viêm nói xong, ánh mắt mọi người lại nhìn Lục Lâm Thiên, trong lòng họ đều rõ ràng, tuy tu vi Lục Lâm Thiên chưa tới Niết Bàn Cảnh, nhưng thực lực chân chính đã sớm có thể giết chết Niết Bàn Cảnh, lần này hy vọng lớn nhất tự nhiên cũng là hắn. Lục Lâm Thiên thản nhiên cười, không nói lời nào, trong lòng cảm thán, trong vô sắc thế giới các đại gia tộc tranh giành cấu xé lẫn nhau. Nhưng khi đi vào vạn thế liệp tràng mọi người đều giúp đỡ cho nhau, đoàn kết nhất trí, vì danh dự của cả vô sắc thế giới cùng gia tộc của chính mình mà cố gắng. Nguyên cổ linh tinh thú rốt cục có bộ dáng thế nào? Sau một lát, Lục Lâm Thiên nhìn thấy khe núi trong sơn cốc tràn ngập năng lượng nồng đậm, thiên địa năng lượng cực kỳ trong veo. Mọi người lặng lặng chờ đợi, cũng không thấy bên ngoài có người muốn vào, cho nên nhóm người Lục Lâm Thiên cũng không cần đi ra ngăn cản. Sắc trời vào đêm. Tinh tú lóe sáng. Một vầng trăng sáng chiếu vào sơn cốc, đỉnh núi xung quanh như phủ thêm một tầng lụa mỏng, phảng phất như một tầng sương mờ, mềm nhẹ động lòng người. Ánh trăng vừa hiện, mọi người ngừng thở, gắt gao nhìn chằm chằm khe núi. Ánh trăng dần dần lên đỉnh, ánh mắt mọi người khẩn trương nhìn chăm chú, ánh trăng bao phủ khắp cả mặt đất. Nguyên cổ linh tinh thú, thích cắn nuốt ánh trăng đêm trăng tròn,
bởi vì có ưu đãi cho sự tu luyện của nó. Huyền Tuyết Ngưng đứng trên đỉnh núi, ánh mắt cũng nhìn chăm chú xuống khe nứt. Suy, lời của nàng vừa dứt, dao động đột nhiên lan tràn, dao động như hấp lực thật lớn, đem ánh trăng trên bầu trời ngưng tụ lại, sau đó hóa thành thực chất như giải lụa bắn xuống. Oanh long, ánh trăng chói mắt rơi thẳng vào trong khe nứt, nơi đó giống như có hấp lực thật lớn đang cắn nuốt ánh trăng. Chỉ tích tắc, cả sơn cốc bao phủ ánh trăng, như hình cung lan tràn khắp cả không gian. Có động tĩnh, bảo vật sắp ra rồi. Bên ngoài sơn cốc, mọi người ngẩng đầu nhìn lên trời cao, một đạo ánh trăng giải lụa chiếu xuống, ánh mắt họ đều run lên, từng thân ảnh lập tức đứng dậy, chân khí dao động lan tràn. Nguyên cổ linh tinh thú xuất hiện. Toàn bộ ánh mắt đều rơi xuống chỗ khe nứt, lặng lặng chờ đợi, ở thời điểm khẩn yếu quan đầu mọi người đều thu liễm chân khí, không ai dám gây ra tiếng vang. Suy, một đạo bạch quang từ trong khe lan tràn ra ngoài. Bạch quang lan tràn, khuếch tán trong sơn cốc, cả không gian tràn ngập khí tức làm người vui vẻ thoải mái vô cùng. Từ trong khe nứt lộ ra một cái đầu giống lộc phi lộc, đôi mắt linh động cảnh giác nhìn quanh bốn phía, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó. Mặc dù đầu nguyên cổ linh tinh thú này mở ra một ít linh trí, nhưng vẫn vô cùng ngu ngốc, thật không biết tại sao lại có đồ đần như vậy tồn tại. Huyền Tuyết Ngưng thản nhiên nói, ánh mắt nổi lên dao động. Lúc này đầu linh tinh thú vươn đầu ra, vùng cổ thon dài như linh lộc, thân hình hoàn toàn xuất hiện trong sơn cốc. Đó là một sinh vật dài chừng 3 thước, cao 1 thước rưỡi, cổ gáy thon thả, như lộc phi lộc, nửa thân dưới lại giống tượng phi tượng, toàn thân tuyết trắng, trên trán còn có cặp sừng thật dài, hình thái vô cùng duyên dáng. Sinh vật kia trắng như tuyết, ánh mắt linh động, toàn thân tràn ngập chân khí dịu dàng, khí tức vô cùng thuần khiết, làm cho người ta cảm thấy thoải mái nói không nên lời. Không gian nhất thời yên tĩnh, từng ánh mắt biến thành tham lam nóng cháy. Đó là nguyên cổ linh tinh thú sao? Lục Lâm Thiên nhìn chăm chú vào sinh vật kia, khí tức của nó so với diễn linh thiên quả cùng niết bàn luân hồi tử cũng giống nhau, đều có tác dụng tẩy rửa linh hồn. Ánh mắt sinh vật linh động nhìn chăm chú xung quanh, tựa hồ không phát hiện được gì, lập tức duỗi đầu há miệng, bắt đầu cắn nuốt ánh trăng trên cao. Suy! Hào quang dao động, ánh trăng biến thành thực chất bị nó cắn nuốt vào trong miệng, sinh vật kia như động không đáy, đắm chìm trong việc cắn nuốt ánh trăng. Động thủ! Một tiếng quát khẽ vang lên, từng luồng chân khí dao động lan tràn, thật nhiều thân ảnh nhảy xuống núi nhanh như chớp. Phong tỏa lối vào khe nứt, không cho nó thối lui. Có không gian áo nghĩa phong tỏa không gian. Có thời gian áo nghĩa ảnh hưởng thời không, đừng cho nguyên cổ linh tinh thú chạy thoát. Từng tiếng quát vang lên, hơn 10 thân ảnh nhảy ra, từng luồng chân khí dao động, nguyên cổ linh tinh thú nháy mắt bị kinh động. Đôi mắt đen nhánh của linh tinh thú cả kinh, cấp tốc dừng lại việc hấp thu ánh trăng, thân hình lại muốn chui xuống khe nứt bên dưới. Hiu hiu. Trong tích tắc, đông đảo lực công kích đồng thời đánh thẳng xuống khe nứt bên dưới. Oanh long long. Đông đảo lực công kích thổi quét, mặt đất run rẩy, khe nứt nhất thời bị phong tỏa, lối vào hoàn toàn nứt vụn. Nguyên cổ linh tinh thú không còn đường lui, cấp tốc bỏ chạy về phía trước. Phong tỏa không gian. Hơn 100 thân ảnh nhất thời lao ra, cấp tốc bao phủ toàn bộ không gian nơi này, đem cả phiến hư không đều phong tỏa bên trong. Thoáng chốc nguyên cổ linh tinh thú nhất thời bị bao vây, bị phong tỏa trong không gian sơn cốc. Ngao. Nguyên cổ linh tinh thú bị nhốt, nhất thời lộ ra diễn cảm kinh hãi, miệng phát ra tiếng rít gào trầm thấp, cũng không cách nào giãy thoát hơn 100 người bao quanh. Bên trong động thủ, bảo vật xuất thế. Mặc kệ, người có duyên có được, dựa vào cái gì bị bọn hắn độc chiếm, chúng ta nhiều người cùng tiến vào, bọn hắn có thể làm được gì, chẳng qua cùng bọn hắn liều mạng. Xông lên, bảo vật chỉ thuộc người hữu duyên. Thật nhiều thân ảnh hóa thành lưu quang lao thẳng vào trong sơn cốc, mấy ngàn thân ảnh lướt qua trời cao, chân khí gào thét, cảnh tượng vô cùng rung động. Oanh long. Bên trong sơn cốc. Hơn 100 thân ảnh đem nguyên cổ linh tinh thú phong tỏa, ngoài sơn cốc mấy ngàn thân ảnh cấp tốc lao vào. Vừa lao vào sơn cốc bọn họ liền nhìn thấy một đầu dị thú màu trắng bị vây quanh, trong mắt đều lộ vẻ tham lam, không chút do dự lập tức xông tới trước. Bảo vật dành cho người hữu duyên, cùng nhau ra tay cướp a. Xông lên. Mấy ngàn thân ảnh lao tới, chân khí bàng bạc khởi động, nhìn thấy mấy ngàn người lao vào, sắc mặt hơn 100 người đại biến, vô cùng khó xem. Không có đủ thực lực còn dám tới gây sức ép, vậy đi chết đi.
Một thanh niên sắc mặt khó xem dẫn đầu bước ra, hàn ý lan tràn, một đoàn hỏa diễm lập tức bừng lên. Oanh! Hỏa diễm cuồn cuộn, chỉ nháy mắt đã bao phủ hơn 10 thân ảnh lao tới đầu tiên, hỏa diễm khủng bố lan tràn, khí tức nóng bỏng làm linh hồn nóng cháy héo rút, nhiệt độ đáng sợ nháy mắt lan tràn. Vô pháp vô thiên Ngô Phá Thiên. Lục Lâm Thiên nhủ thầm, ban ngày người lên tiếng bên trong sơn cốc chính là người này. Phanh phanh phanh. Nhiệt độ khủng bố bao phủ, thanh âm nổ bạo trầm thấp liên tục vang lên, hơn 10 người hóa thành cho tàn, bị hỏa diễm cực nóng thiêu hủy thành hư vô. Dám đi vào quấy rối, muốn chết. Giết, giết bọn hắn không dám quấy rối mới thôi. Đông đảo thân ảnh bước ra, từng đạo công kích khủng bố bộc phát, nguyên lực vỡ áp giữa không trung. Người ở bên ngoài quá nhiều, tiến vào chỉ biết quấy rối, giết. Ánh mắt Lục Lâm Thiên trầm xuống, ba người Tiết Mặc Kỳ, Long Bàn cùng Hổ Cứ đang hỗ trợ vây khốn nguyên cổ linh tinh thú, mà Hoàng Sa, Tử Viêm, Bạch Lang, Kim Viên cùng Quỷ Hoa nghe vậy bắt đầu động thủ, công kích khủng bố thổi quét ra ngoài. Liều mạng với bọn họ, ra tay. Mấy ngàn thân ảnh lao vào trong sơn cốc nhìn thấy người bên trong đã ra tay, lập tức cắn răng đánh tới, vô số công kích phá hủy cả phiến không gian. Oanh long! Nhất thời cả sơn cốc đều biến thành gió dục mây vần. Thiên địa run run, đại chiến hết sức căng thẳng. Phanh phanh phanh! Từng tiếng nổ vang trầm thấp truyền ra, đông đảo thân ảnh hóa thành huyết vụ, thực lực không đủ bạo thể mà chết. Thời không hư lao! Hiu hiu! Cả không gian xuất hiện hư không tuyến tối đen, khe không gian lướt qua như quang nhận, mười mấy tu vi đại đạo cảnh tan thành mây khói. Đi chết đi! Thân ảnh Mạc Kình Thiên xuất hiện trong đám người, quyền mang gào thét dựng lên, hình thành long quyển phong bạo, xé rách không gian, mấy đại đạo cảnh lập tức bị đánh chết bên trong. Oanh long! Lúc này đã có không ít người bên ngoài nhân cơ hội lao vào trong sơn cốc, kinh khí dư ba khủng bố làm người đang vây khốn nguyên cổ linh tinh thú cũng bị đẩy lui. Phanh phanh phanh! Một đám niết bàn cảnh ra tay đại khai sát giới. Phanh phanh phanh! Chỉ vài lần giao thủ, đông đảo thân ảnh lao vào trong sơn cốc rơi xuống, máu tươi tuôn trào khiến những người còn lại đều cảm thấy lạnh lẽo. Người xông tới cũng đã khôi phục lý trí, ánh mắt hoảng hốt, đối chiến cùng niết bàn cảnh, họ không cách nào chạy thoát. Mau lui lại, thực lực bọn hắn quá mạnh mẽ, không cách nào đối kháng. Người đang lao vào lập tức thối lui, cũng không dám xông về phía trước. Hống! Toàn thân nguyên cổ linh tinh thú tràn ngập bạch mang, lực lượng bàng bạc dâng lên, không gian bạo vỡ, thân hình lại dẫy thoát khỏi bao vây. Mau bắt nguyên cổ linh tinh thú! Nhìn linh tinh thú dẫy thoát, đông đảo niết bàn cảnh cũng không còn quản được người bên ngoài xông vào, lập tức lao qua. Hiu hiu! Từng thân ảnh lao qua ngăn cản linh tinh thú, chân khí cuồn cuộn trói buộc nó bên trong. Hống! Nguyên cổ linh tinh thú rít gào trầm thấp, hướng một hoàng y thanh niên mở to miệng, quang trụ nhất thời bắn ra. Ánh mắt hoàng y thanh niên lóe lên, chân khí cũng không thua gì hắc mãnh, trưởng ấn đánh tới, xuyên thủng không gian oanh về hướng quang trụ kia. Oanh! Tiếng nổ trầm thấp vang vọng, năng lượng kinh khí khủng bố khuếch tán, hoàng y thanh niên phun ra máu tươi, thân hình bị đánh bay ra ngoài. Một màn này làm người xung quanh vô cùng kinh ngạc. Nhưng linh tinh thú cũng không hề có ý tiếp tục công kích mọi người, ánh mắt mang theo vẻ bất lực cùng sợ hãi, lập tức hóa thành tia chớp phá không chạy đi. Cùng nhau ra tay, nếu để nó chạy thoát cũng không tìm được nữa, trước lưu lại rồi nói sau. Một thanh niên mặc hoa phục tuấn lãng bất phàm dẫn đầu lao tới, ngăn cản trước người linh tinh thú, khí thế khủng bố vỡ áp không gian, một đạo nguyên lực giải lụa bạo oanh ra. Thực lực thật mạnh, chỉ sợ sắp tới niết bàn sơ giai hậu kỳ đi. Lục Lâm Thiên đã sớm chú ý người này, phong hoa tuyệt đại tuyệt phong hoa của Phượng Dương thế giới, thực lực cường hãn. Cùng ra tay, lưu lại nguyên cổ linh tinh thú rồi nói sau. Suy, hơn 10 đạo quang trụ cùng giải lụa hiện lên, oanh thẳng tới linh tinh thú, tựa hồ muốn đánh trọng thương nó trước tiên. Hống, thân ảnh linh tinh thú khựng lại, trong đôi mắt linh động hiện lên vẻ kích động bất lực, nhưng không hề e ngại. Thân thể linh tinh thú đột nhiên bành trướng. Hào quang trắng xóa dịu dàng nháy mắt bao vây quanh người nó. Bạch quang như vầng trăng sáng, chiếu rọi chói mắt. Phanh phanh phanh. Toàn bộ công kích va chạm vào vầng bạch quang kia, từng đạo năng lượng phát ra hào quang chói mắt, tiếng nổ như sấm sét quanh quẩn trên không. Răng rắc. Không gian nứt vụn từng khúc, hắc mang làm linh hồn người phủ phục,
nháy mắt bị không gian động sâu cắn nuốt, năng lượng kinh người bạo tuôn, chân khí triệt để phóng thích, cuồng bạo thổi quét. Oanh long, suy suy, không gian hỗn loạn nháy mắt khôi phục, bạch quang chói mắt vẫn hiện lên giữa không trung, chỉ là hào quang mở đi không ít. Hống, bạch mang thu liếm, linh tinh thú hiện ra giữa không trung, nhìn qua giống như không chút tổn thương. Không thể nào, điều này sao có thể? Mọi người nghẹn họng nhìn chân chối, còn tưởng là mình đã nhìn lầm. Lực phòng ngự thật mạnh. Ngươi là đồ đần, thiên hạ không có ai còn ngu dốt hơn ngươi, với thực lực của ngươi còn sợ hãi như vậy. Ngay trong lúc mọi người còn đang khiếp sợ, một thanh âm thiên nhiên truyền ra, thanh âm như bay trong mây, phát xem ra linh hoạt kỳ ảo. Một thân ảnh lướt qua không gian, xuất hiện trên trời cao. Váy dài nhẹ nhàng, dáng người uyển chuyển trôi nổi giữa không trung, toàn thân tản ra hương thơm ngát. Nữ tử nhìn nguyên cổ linh tinh thú, bàn tay như ngọc vung lên, giọng nói như nũng nịu hờn giận nói. Còn không mau lại đây. Nguyên cổ linh tinh thú đang kích động, vừa nghe thanh âm liền nhìn qua, vừa thấy thân ảnh tuyệt mỹ kia, trong ánh mắt kích động bất lực nhất thời lộ xem ra sợ hãi lẫn vui mừng. Hống. Nguyên cổ linh tinh thú vui sướng rít gào một tiếng, lập tức chạy như điên về hướng nữ tử, thân thể xuyên phá không gian, khi xuất hiện ngay trước mặt nữ tử cũng đã rút nhỏ lại chỉ còn kích thước của con thỏ con. Nữ tử vươn hai tay ôm lấy linh tinh thú, vuốt ve bộ lông trắng như tuyết, nói. Có linh trí còn đần như vậy, sau này đi theo ta đi. Hống. Nguyên cổ linh tinh thú trầm thấp hô, tựa hồ đang nói gì đó, không ngừng gật đầu, lại giống như sợ hãi gắt gao rúc vào trong lòng nữ tử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Là nàng. Nguyên cổ linh tinh thú đã rơi vào tay nữ nhân kia. Nguyên cổ linh tinh thú tựa hồ có quan hệ không đơn giản với nữ nhân này, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Cơ hồ mọi người lập tức nhận ra được nữ tử này đi cùng nhóm người Lục Lâm Thiên. Nhất thời vô số ánh mắt cũng rơi lên người Lục Lâm Thiên, có cả ánh mắt của 9 tiểu đội bên trong sơn cốc. Mạc Kình Thiên kinh ngạc nhìn nữ tử, nhưng lại không dám nhìn lâu, ánh mắt chuyển qua trên người Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên kinh ngạc nhìn Huyền Tuyết Ngưng, cũng không hiểu là chuyện gì xảy ra. Nhưng ngay sau đó trong lòng hắn chợt vui mừng, rơi vào trong tay Huyền Tuyết Ngưng vẫn tốt hơn thuộc về người khác, hơn nữa cũng không ai đủ khả năng tiếp tục cướp đi. Suy. Không gian dao động, Huyền Tuyết Ngưng đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, liếc mắt nhìn hắn, không nói lời nào, nhẹ nhàng vuốt ve nguyên cổ linh tinh thú. Linh tinh thú nhìn đám người Lục Lâm Thiên, ánh mắt sợ hãi, gắt gao dán chặt trong lòng Huyền Tuyết Ngưng. Nguyên cổ linh tinh thú này cũng thật háo sắc. Lục Lâm Thiên nhủ thầm. Hạ lưu vô sỉ, thật không biết trong lòng ngươi còn có bao nhiêu vô sỉ hơn đâu. Huyền Tuyết Ngưng quay đầu mắng Lục Lâm Thiên, hung hăng trợn mắt nhìn hắn, nói. Nguyên cổ linh tinh thú là vật tinh khiết nhất trên đời này, không có hạ lưu vô sỉ như trong đầu ngươi nghĩ đâu. Ta! Lục Lâm Thiên mấp máy môi, lập tức câm miệng, dù sao hắn cũng đấu không lại nữ tử này. Huyết Tuyết Ngưng tựa hồ thật hưởng thụ thái độ ngoan ngoãn của Lục Lâm Thiên, nói. Chúng ta có thể đi rồi. Đi thôi. Lục Lâm Thiên khẽ gật đầu, nguyên cổ linh tinh thú đã rơi vào trong tay Huyền Tuyết Ngưng, tự nhiên có thể rời đi, mọi người nghe vậy cũng chuẩn bị đi theo. Như vậy đã đi, các ngươi không cảm thấy có chút quá mức hay sao? Một tiếng quát ngạo nghễ truyền ra, một thanh niên bước tới, toàn thân mang theo chân khí nóng cháy. Ánh mắt tập trung lên nhóm người Lục Lâm Thiên. Vô pháp vô thiên Ngô Phá Thiên. Ngoại trừ nhóm người của Mạc Kình Thiên, những người khác đều tập trung lên nhóm người Lục Lâm Thiên. Những đạo chân khí kia không chút thiện ý, chỉ sợ nhóm người Lục Lâm Thiên vừa bước đi, bọn hắn sẽ không chút do dự phát động công kích. Từng đạo chân khí tập trung bọn họ, nhưng ngoại trừ Ngô Phá Thiên cũng không có ai bước ra, chờ xem Ngô Phá Thiên đi thăm dò sâu cạn của đối phương. Ngô Phá Thiên tựa hồ cũng hiểu ý tưởng của bọn họ, bởi vì thanh niên này tuy tu vi đại đạo cảnh cao giai, nhưng thực lực có thể đánh bại hắc mãnh, đủ chứng minh hắn không dễ trêu chọc. Sao vậy, chúng ta không thể đi sao, chẳng lẽ ngươi còn muốn chiêu đãi chúng ta hay sao? Thần sắc Lục Lâm Thiên ngưng lại, nhưng cũng không quá khẩn trương, dù sao chuyện này do Huyền Tuyết Ngưng gây ra, mời nàng giải quyết rất tốt, ít nhất sau này cũng không còn ai tiếp tục dám làm phiền. Chúng ta nhiều người như vậy, thậm chí cũng đã ở đây chờ đợi cả tháng thời gian, các ngươi lại đem nguyên cổ linh tinh thú mang đi, như vậy thì quá đơn giản rồi,
người nói thế nào cũng nên cho mọi người lời công đạo mới tốt. Lục Lâm Thiên nhìn qua Huyền Tuyết Ngưng, ý bảo nàng tự mình giải quyết là tốt nhất, bởi vì chỉ cần nàng ra tay, sự tình sẽ vô cùng đơn giản. Huyền Tuyết Ngưng vẫn thản nhiên, ánh mắt đảo qua mọi người, cỗ chân khí hoang vu lạnh lẽo lan tràn, làm mọi người chợt run lên. Ngươi đơn giản là muốn nguyên cổ linh tinh thú, như vậy đi, nếu ngươi có thể đánh bại Lục Lâm Thiên, ta tặng nó cho ngươi, cam đoan không ai có thể cướp khỏi tay ngươi. Huyền Tuyết Ngưng nói, nhưng nếu ngươi bị thua, ngươi phải giao ra chữ vật giới chỉ. Mọi người nghe vậy ánh mắt nghi hoặc, mà Lục Lâm Thiên nhìn Huyền Tuyết Ngưng, không nghĩ tới nàng lại nhắc tới mình, nữ nhân này nhất định là cố ý. Ánh mắt Ngô Phá Thiên khẽ động, dừng lại trên người Lục Lâm Thiên, cười lạnh cắn răng trầm giọng nói. Có chuyện tốt như vậy, ta tiếp nhận. Chúng ta có thể lui xa một chút. Huyền Tuyết Ngưng khẽ cười, nhìn Tiết Mặc Kỳ cùng Tôn Tiểu Nhã nói, lập tức thối lui ra sau. Nhóm người Tiết Mặc Kỳ kể cả Kim Viên lập tức lui về phía sau, cũng không ai lo lắng cho Lục Lâm Thiên, biểu tình kinh ngạc nhìn Ngô Phá Thiên, không khỏi cầu nguyện cho hắn, hy vọng hắn sẽ không thua quá thảm. Mạc Kình Thiên ngẩng đầu phất tay, đội ngũ của hắn cũng lui ra sau, toàn bộ những người xung quanh đều thối lui, ánh mắt mừng rỡ xem náo nhiệt. Đội trưởng, Ngô Phá Thiên thật không dễ đối phó, Lục Lâm Thiên chỉ đạt tới đại đạo cảnh cao giai, thực lực thiên phú tuy đáng sợ nhưng ban ngày mới đối phó hắc mãnh, bây giờ còn có thể đối phó Ngô Phá Thiên sao, thực lực người này rất mạnh, nghe nói thủ đoạn không ít. Tang Trạm hỏi, thông linh thế giới chỉ bài danh thứ 10 mà thôi, nếu bài danh trước 5 thì còn khó thể phán đoán, mặc dù thực lực Ngô Phá Thiên không kém, thậm chí đủ đặt chân phong thần đài phong tướng phong hoàng, bất quá hôm nay hắn gặp phải người không nên gặp, cho nên kết cục chỉ sợ không khá hơn chút nào, hy vọng vận khí tốt một chút, tới lúc đó còn có thể đặt chân phong thần đài, nếu vận khí không tốt chỉ sợ có hối hận cũng không còn kịp rồi. Mạc Kình Thiên cười nhạt nói, không nhắc tới thực lực khủng bố của nữ tử kia, với ánh mắt cùng tâm thần cảm giác, hắn tự nhiên nhìn ra được mấy năm nay Lục Lâm Thiên lại biến hóa nghiêng trời lệch đất, thực lực càng thêm đáng sợ, Ngô Phá Thiên tuyệt đối không chiếm được tiện nghi. Người của phong vân thế giới nghe vậy đều tò mò nhìn Lục Lâm Thiên. Có thể đánh bại hắc mãnh, đích thực là có chút thực lực, tu vi đại đạo cảnh cao giai mà có thể đánh bại được hắn, thiên phú tuyệt đối kinh người, cho dù là ta cũng không thể xem thường ngươi. Bất quá ngươi chỉ có tu vi đại đạo cảnh cao giai, hiện tại ngươi đầu hàng còn kịp, bằng không một khi động thủ ta sẽ không khách khí, ta vừa ra tay sẽ toàn lực ứng phó, thương tình ngươi tu luyện không dễ, đừng hủy trong tay ta, sớm đầu hàng đi. Ngô Phá Thiên âm trầm nhìn Lục Lâm Thiên, nhưng không hề xem thường, lạnh lùng nói. Lục Lâm Thiên biết mình không còn lựa chọn nào khác, nhất định phải ra mặt cho Huyền Tuyết Ngưng. Nhìn thấy đông đảo thân ảnh xung quanh, ánh mắt đều vui sướng khi thấy người gặp họa, cũng có rất nhiều người muốn ngư ông đắc lợi, thậm chí đang chờ đợi thời cơ. Có thể nói toàn bộ những người có mặt đều đánh chủ ý với nguyên cổ linh tinh thú, như vậy cần phải có thực lực tuyệt đối làm kinh sợ, nhưng thực lực tuyệt đối còn chưa đủ, còn cần thủ đoạn thiết huyết. Hạ quyết tâm, Lục Lâm Thiên nhìn Ngô Phá Thiên khẽ cười, tiến tới một bước, nói. Nhìn xem ngươi hủy ta hay ta hủy ngươi, nói thật, ta còn chưa đặt ngươi trong lòng. Không gian nổi lên dao động kịch liệt, bởi vì đã quyết định chủ ý, Lục Lâm Thiên cần dùng Ngô Phá Thiên bắt đầu. Sắc mặt Ngô Phá Thiên âm trầm, hừ lạnh nói. Hừ, thật nghĩ đánh bại hắc mãnh thì có thể cản rỡ trước mặt ta sao, tuy đồng cấp nhưng thực lực vẫn có khác nhau, huống chi ngươi chỉ là đại đạo cảnh mà thôi. Dứt lời, trường bào run lên, chân khí nóng cháy lan tràn, hỏa diễm thực chất nhảy lên, bao phủ về hướng Lục Lâm Thiên. Chỉ có chút tài mọn đó thôi sao? Lục Lâm Thiên cười nhạt một tiếng, hàn băng chân khí lan tràn, hỏa diễm nhất thời tiêu tán tản ra, căn bản không thể đến gần người. Tiểu tử, nói mạnh miệng thì phải xuất đủ thực lực. Ngô Phá Thiên quát lạnh một tiếng, thủ ấn kết xuất, nguyên lực hỏa hệ khởi động, thiên địa năng lượng hỏa hệ hội tụ, đem bầu trời tô thành màu đỏ đậm. Hỏa hệ áo nghĩa bổn nguyên. Lục Lâm Thiên nhíu mày. Vô pháp hỏa ảnh quyền. Ngô Phá Thiên hét lớn, toàn thân mang theo nguyên lực mênh mông nóng cháy, như kéo theo dao động trong thiên địa, nguyên lực hỏa hệ cùng thiên địa năng lượng nháy mắt ngưng tụ thành quyền ấn. Suy, thân ảnh Ngô Phá Thiên dẫm mạnh hư không, không gian liên tiếp dẫm vỡ, thân hình như hỏa cầu nháy mắt xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, quyền ấn hỏa diễm đốt cháy không gian thành cho tàn, lan tràn tới ngực Lục Lâm Thiên. Oanh long, Lục Lâm Thiên không hề tránh né,
một bộ khải giáp kim sắc bao phủ trên người, bất ngờ lóe sáng. Oanh! Quyền ấn khủng bố đánh tới, không gian nổ tung, hỏa diễm kích tán đầy trời như khói hoa. Thân hình Lục Lâm Thiên trúng một quyền vỡ nát, phân thành 4-5 mảnh, nhưng không thấy có máu tươi phun ra. Tàn ảnh! Sắc mặt Ngô Phá Thiên kinh hãi, gần trong gang tấc vẫn bị Lục Lâm Thiên tránh thoát, tốc độ này thật sự quá nhanh, đối phương tuyệt đối tu luyện không gian hoặc thời gian áo nghĩa. Suy! Chỉ nháy mắt thân ảnh Lục Lâm Thiên lại xuất hiện sau lưng Ngô Phá Thiên, khóe môi cười lạnh, thủ ấn ngưng kết, 5 loại hào quang kim, thanh, lam, xích, hoàng đồng thời phóng lên cao. 5 cỗ năng lượng nháy mắt hội tụ, trên bầu trời đêm đột nhiên hiện lên hắc bạch lốc xoáy khổng lồ. Ở giữa có một đường cong tương liên, hình thành đồ án hắc bạch âm dương hình tròn, bên dưới kim quang rạng rỡ, thiên địa biến thành tiêu sát sắc bén. Không tốt! Ngô Phá Thiên tựa hồ cảm nhận được điều gì, kinh ngạc quay đầu lại, giờ phút này không gian đang run rẩy không ngớt. Thời không lao ngục! Oanh long! Tiếng sấm sét nổ vang, chân khí khủng bố xa lạ lan tràn. Ngô Phá Thiên cảm nhận được nguy hiểm, sắc mặt hoảng hốt, lập tức ngưng tụ công kích. Vô pháp vô thiên viêm hỏa ấn. Một tiếng hét lớn truyền ra, nguyên lực bạo tuôn, chỉ nháy mắt hội tụ thành một đạo hỏa viêm trường ấn khổng lồ giữa không trung, từng luồng chân khí nóng cháy khủng bố tràn ngập, cả phiến không gian run rẩy không ngớt. Thật mạnh! Oanh! Hỏa viêm trường ấn mang theo uy thế đáng sợ bay thẳng tới trước. Lục Lâm Thiên bước lên một bước, phất tay vỗ ra. Suy! Một đạo kim sắc thủ ấn vặn vẹo không gian, như sấm đánh thẳng tới. Suy, hư không nứt vụn, không gian phá nát, ầm ầm va chạm vào hỏa viêm trưởng ấn, như hai viên vẫn thạch chạm vào nhau. Hỏa viêm trưởng ấn bị chấn vỡ, hóa thành hỏa viêm ngập trời khuếch tán trên thiên không. Suy, kim sắc thủ ấn vẫn chưa tiêu tán, thế như trẻ che vỗ lên người Ngô Phá Thiên. Oanh, kim sắc trưởng ấn vỗ xuống, xung quanh hiện lên khe không gian tối đen, năng lượng ngập trời khuếch tán. Phốc! Ngô Phá Thiên phun ra máu tươi. Phanh! Thân hình hắn lập tức nện xuống đống đá vụn dưới sơn cốc, mất đi dấu vết. Lục Lâm Thiên lăng không đứng giữa không trung, thanh linh khải giáp trôi nổi hoàng mang, trong mắt tràn ngập hàn ý sắc bén làm người run sợ. Thực lực thật biến thái, đại đạo cảnh cao giai một chiêu trà đạp Ngô Phá Thiên, điều này sao có thể? Chỉ một chiêu, Lục Lâm Thiên thật sự là người của vô sắc thế giới sao? Răng rắc! Bên trong đống đá vụn bên dưới sơn cốc, thân hình Ngô Phá Thiên chật vật bò lên, sắc mặt tái nhợt cực điểm, khuôn mặt rung động kinh hãi, khóe môi không ngừng tràn ra máu tươi. Ngơ ngác nhìn thân ảnh trên không trung, Ngô Phá Thiên vẫn không dám tin mình bị một chiêu đánh bại, đối phương chỉ là đại đạo cảnh cao giai mà thôi, lẽ ra không thể mạnh như vậy, vì sao khác biệt giữa hai cấp bậc lại không hề xảy ra trên người hắn. Ngươi nên giao ra giới chỉ chữ vật, tính nhẫn nại của ta không tốt lắm. Lục Lâm Thiên thản nhiên nói. Ngô Phá Thiên nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt kiêu ngạo có chút ảm đạm, lập tức ném giới chỉ về hướng đối phương, một chiêu bị thương nặng, hắn đã không còn lực tái chiến, thương thế nặng bao nhiêu chỉ có hắn tự mình hiểu được. Nếu bị người biết hắn trọng thương thế nào, chỉ sợ sẽ khiến không ít người đánh chủ ý với tiểu đội của hắn, cho nên hắn không còn lựa chọn nào khác, chỉ phải giao ra giới chỉ. Suy! Ngay khi giới chỉ bay về hướng Lục Lâm Thiên, hắn định thu lấy thì có một bàn tay ngọc vươn ra thu lấy giới chỉ, một thân hình tuyệt mỹ trôi nổi giữa không trung, chính là Huyền Tuyết Ngưng. Chỉ nháy mắt Huyền Tuyết Ngưng đã mở ra giới chỉ, xuất ra một gốc linh dược bên trong. Năng lượng dị thường lan tràn, mọi người còn chưa kịp nhìn thấy rõ ràng cũng đã bị nàng thu vào trong người, ánh mắt nhìn xuống Ngô Phá Thiên. Nhớ kỹ, có nhiều thứ không phải ngươi muốn thì có thể lấy. Dứt lời nàng đem giới chỉ ném cho Lục Lâm Thiên. Lục Lâm Thiên khẽ động, khó trách Huyền Tuyết Ngưng muốn lấy giới chỉ của Ngô Phá Thiên, nguyên lai bên trong có vật mà nàng cần, linh dược kia có chút quái dị, không biết là vật gì. Thu hồi giới chỉ, thu liễm thanh linh khải giáp, Lục Lâm Thiên nhìn quanh, nói. Ta nghĩ hiện tại không cần ta cấp thêm công đạo gì nữa đi, nguyên cổ linh tinh thú chỉ thuộc về người hữu duyên, muốn động thủ, tiếp theo ta sẽ không khách khí như vậy. Nghe lời của hắn, không ít ánh mắt dao động, nhưng không ai bước lên. Trước mặt thực lực tuyệt đối cũng đủ làm người kinh sợ, không ai nắm chắc có thể đi cướp đoạt. Lục Lâm Thiên nhìn thấy phản ứng của mọi người, đang định rời đi, Mạc Kình Thiên chợt nói. Ta đi cùng ngươi, dọc đường có bằng hữu đồng hành. Được,
Lục Lâm Thiên gật đầu, hai đội ngũ hóa thành lưu quang biến mất tại chỗ. Bên trong sơn cốc, từng ánh mắt phẫn nộ nhìn theo bọn họ rời khỏi, nhưng cũng đành bỏ qua. Không gian hoàn toàn yên tĩnh, ánh trăng như nước. Vô sắc thế giới, Lục Lâm Thiên. Trong mấy đội hình trôi nổi giữa không trung, mấy thanh niên nhìn theo bóng lưng Lục Lâm Thiên, trong mắt cuồn cuộn chiến ý, nhưng đều bị họ nhẫn nhịn xuống. Trong dãy núi yên tĩnh, ánh trăng bao phủ, Huyền Tuyết Ngưng ôm dị thú trong lòng, từ xa nhìn lại thân hình tuyệt mỹ khiến lòng người rung động. Có thể mời ngươi giúp một việc hay không? Một thanh y nam tử đi tới, nhìn dị thú trắng như tuyết hỏi. Ngươi muốn ta hỗ trợ nhìn xem thương thế của đệ tử ngươi, nhưng vì sao ta phải giúp ngươi? Huyền Tuyết Ngưng cũng không nhìn Lục Lâm Thiên, như hiểu được hắn muốn làm gì. Lần này ta giúp ngươi, huống chi đây chỉ là nhấc tay làm phiền mà thôi. Lục Lâm Thiên nói, Thái A đã ngủ say lâu như vậy, cho dù là nhóm người Tiết Mặc Kỳ cũng đã bước chân vào niết bàn cảnh, cho nên Lục Lâm Thiên vô cùng lo lắng, huống chi thời gian chỉ còn lại một tháng. Huyền Tuyết Ngưng chậm rãi quay đầu lại, nguyên cổ linh tinh thú nhìn thấy Lục Lâm Thiên liền rúc vào lòng nàng, giống như thật e ngại hắn. Nhiệt xúc này cố ý làm vậy đi. Lục Lâm Thiên không khỏi thấp giọng mắng một tiếng. Huyền Tuyết Ngưng nhìn hắn, nói. Nguyên cổ linh tinh thú là sinh vật ngây thơ nhất trên đời này, thiên tính thiện lương, không giết chóc, bằng không với thực lực những người kia sao có thể đối phó nó, tuy rằng nó mở ra linh trí nhưng hiện tại cũng chỉ như tiểu đồng 3 tuổi, người đối phó nó thì nó tự nhiên sẽ nhớ rõ ngươi, cho nên ngươi tốt nhất đối đãi tốt với nó, bằng không sẽ không có lợi cho ngươi. Nhiệt xúc này chẳng lẽ còn biết nhớ thù hay sao? Lục Lâm Thiên trừng mắt nhìn nguyên cổ linh tinh thú, nhưng vẫn lộ ra nụ cười thoạt nhìn thật giả dối. Nhưng nguyên cổ linh tinh thú rõ ràng không nể mặt hắn, càng hoảng sợ rúc sâu vào lòng Huyền Tuyết Ngưng. Muốn ta giúp ngươi đi xem đệ tử của ngươi cũng được, nhưng ta có một điều kiện. Huyền Tuyết Ngưng vuốt ve linh tinh thú nói. Nói đi, điều kiện gì cũng được. Lục Lâm Thiên gật đầu, tình huống bây giờ của Thái A không biết tốt hay xấu, tam kỳ lão nhân lại vắng mặt, chỉ có nữ tử này mới có thể giúp đỡ. Huyền Tuyết Ngưng nhìn hắn, nói. Điều kiện rất đơn giản. Dưới tình huống bình thường mỗi ngày nguyên cổ linh tinh thú phải cắn nuốt thế giới tinh thạch để trưởng thành, sau này nó sẽ đi theo bên cạnh ta, cho nên thế giới tinh thạch của nó sẽ do ngươi phụ trách. Lục Lâm Thiên lập tức gật đầu, nói. Không thành vấn đề, giao cho ta là được rồi. Lục Lâm Thiên vỗ ngực cam đoan, hiện tại hắn không thiếu vật này, lần này thu được trong vạn thế liệp tràng thật sự không ít. Vậy được rồi, ta sẽ giúp ngươi đi xem. Huyền Tuyết Ngưng vừa lòng gật đầu. Một lát sau trong tầng hai thiên trụ giới, Thái A khoanh chân ngồi, sinh cơ như không có, chỉ có linh hồn lực mẫn tuệ mới phát hiện linh hồn lực Thái A đang trôi nổi dao động. Chỉ là thời gian này kéo dài thật quá lâu, nếu tính toán thời gian trong thiên trụ giới cũng đã qua 50 năm. Lúc này Mạc Kình Thiên cũng có mặt. Đối với tình huống của Thái A, Mạc Kình Thiên cũng hết cách, nhìn qua như không có vấn đề gì lớn, nhưng rõ ràng là không bình thường. Gì? Huyền Tuyết Ngưng đứng trước mặt Thái A, ánh mắt dao động, nàng có thể cảm giác được trên người Thái A mang theo cỗ chân khí man hoang thương cổ đang tán phát. Một lát sau Huyền Tuyết Ngưng chợt mở mắt, thở sâu một hơi. Tuyết Ngưng tỷ, Thái A thế nào? Tiết Mặc Kỳ hỏi. Hắn không có việc gì, ngược lại gặp được cơ duyên không nhỏ, còn đi trước các ngươi, ta nghĩ không bao lâu nữa hắn có thể thức tỉnh. Huyền Tuyết Ngưng có chút kinh ngạc nói. Thái A thật sự không có việc gì sao? Lục Lâm Thiên vui vẻ hỏi, thả lỏng một hơi. Chẳng lẽ các ngươi không nhìn ra hiện tại hắn đang ở Diệt Hữu Dư sao? Huyền Tuyết Ngưng nhìn mọi người. Niết bàn tam giai, Diệt Hữu Dư, qua vô dư, độ sinh tử, hiện tại các ngươi mới đặt chân niết bàn cảnh mà thôi, đang ở giai đoạn hữu dư niết bàn, còn chưa chứng ngộ hữu dư niết bàn, mà Thái A đã chứng ngộ hữu dư niết bàn, lúc hắn thức tỉnh cũng đã tới niết bàn trung giai. Cái gì? Mọi người nghe vậy khiếp sợ không thôi, không nghĩ tới Thái A có thể liên tục đột phá như thế. Việc này có gì đáng kinh ngạc, cấp độ niết bàn cảnh vốn là một cấp độ đặc biệt, chứng ngộ niết bàn cùng thời gian, không gian, là không có vấn đề gì, vừa qua hữu dư niết bàn cũng không có gì là kỳ quái, cho dù vừa qua vô dư niết bàn, chỉ cần thiên phú đủ cũng đều có thể. Huyền Tuyết Ngưng nói, không sai, niết bàn cảnh vốn là cấp độ cực kỳ huyền ảo. Chỉ cần thiên phú biến thái, không có gì là không khả năng. Đồn đãi cổ tộc trong hỗn độn thế giới,
người có thiên phú biến thái có thể vừa diệt hữu dư là đặt chân vô dư niết bàn, loại tình huống này cùng thiên phú mặc dù là hiếm thấy, nhưng không phải là không có. Mạc Kình Thiên thoáng dừng lại, ánh mắt khẽ động, nói. Đồn đãi từng xuất hiện người có thiên phú tuyệt đỉnh, vừa chứng ngộ diệt hữu dư niết bàn, qua vô dư, độ sinh tử, đặt chân tuyên cổ cảnh. Nói tới đây hắn cũng hít sâu một hơi, nói. Đương nhiên, thiên phú khủng bố như vậy chỉ xuất hiện trong truyền thuyết, có thể qua vô dư, vừa đặt chân sinh tử niết bàn cũng đã là tồn tại trong truyền thuyết. Niết bàn cảnh không ngờ huyền diệu như thế. Mọi người nghe vậy có chút cảm thán, dù thiên phú của họ thật tốt, có thể lên tới niết bàn cảnh, cũng đã không tầm thường, nhưng so sánh với người liên tục chứng ngộ niết bàn, họ còn kém không ít. Vừa liên tục đột phá đại biểu cho thiên phú, nhưng cũng không phải nói không thể liên tục chứng ngộ hữu dư niết bàn thì thiên phú kém hơn người liên tục đột phá, có lẽ có người ở hữu dư niết bàn vượt hẳn tới sinh tử niết bàn cũng không nhất định, chứng ngộ niết bàn, đột phá hàng rào thời không, diệt hữu dư, qua vô dư, độ sinh tử, tuyên cổ bất biến, lịch vạn kiếp mà thường tân, tâm bao thái hư, lượng chu xa giới, vật như ta, người ta như nhau, các ngươi chậm rãi lĩnh ngộ đi. Hôm nay tâm tình Huyền Tuyết Ngưng tựa hồ không sai, nói không ít chuyện với mọi người. Trong Niết Bàn, Vô Thượng Niết Bàn là sao vậy? Vì sao trong Tam Giai Niết Bàn cảnh không nghe nhắc tới Vô Thượng Niết Bàn? Ta nhớ được ngươi hẳn là Vô Thượng Niết Bàn đi. Lục Lâm Thiên chợt hỏi. Vô Thượng Niết Bàn. Mạc Kình Thiên nghe vậy ánh mắt run lên, nói. Vô Thượng Niết Bàn chỉ có trong đồn đãi, cấp độ như vậy đã siêu việt cấp độ Niết Bàn cảnh bình thường. Ngươi cũng biết không ít. Huyền Tuyết Ngưng liếc nhìn Mạc Kình Thiên, vuốt ve linh tinh thú, ngẩng đầu nói. Hữu dư niết bàn, vô dư niết bàn, sinh tử niết bàn, đây chỉ là tiểu thừa niết bàn, mà vô thượng niết bàn cũng là đại thừa niết bàn, có thể đại thừa niết bàn, người trong hỗn độn thế giới cũng không có vài người, nói cho ngươi biết cũng vô dụng, đừng quên, ngươi chỉ có 100 năm, cho dù có bảo vật thời gian cũng không thể thay đổi được gì. Đại thừa niết bàn. Lục Lâm Thiên nhủ thầm, nghe qua giống như rất lợi hại. Cái gì, mỗi ngày 10 vạn trung phẩm thế giới tinh thạch, nguyên cổ linh tinh thú chính là thứ hàng đốt tiền, có lầm hay không? Sau một lát, trong dãy núi truyền ra tiếng hét lớn đau lòng của Lục Lâm Thiên. Huyền Tuyết Ngưng vừa báo cho hắn mỗi ngày nguyên cổ linh tinh thú cần cắn nuốt 10 vạn trung phẩm thế giới tinh thạch, chẳng khác gì là 100 triệu sơ phẩm thế giới tinh thạch. Đây vẫn chỉ là số lượng mà linh tinh thú cần cắn nuốt mỗi ngày mà thôi, một tháng chính là 300 vạn trung phẩm thế giới tinh thạch, một năm là 3.600 vạn trung phẩm thế giới tinh thạch. Nhưng đây chỉ là số lượng tiêu chuẩn, sau này khi linh tinh thú lớn dần, số lượng còn có thể tiếp tục gia tăng. Điều này làm cho Lục Lâm Thiên hỏng mất, cái gì gọi là đốt tiền, đây là chân chính đốt tiền. Mặc dù thực lực linh tinh thú cường hãn, nhưng trời sinh không giết chóc, không động thủ với người khác. Mặc dù có chỗ tốt thật lớn với tu luyện giả, nhưng bây giờ nhìn lại cũng hao tổn tài nguyên vô cùng, cho nên Lục Lâm Thiên hỏng mất. Bên trong vô sắc trung thiên thế giới, trên quảng trường người người tấp nập, toàn bộ ánh mắt đều nhìn chăm chú lên ngọc bích, hào quang không ngừng quanh quẩn, đại biểu người tham gia trong vạn thế liệp tràng, trong đó màu sắc của 10 đạo quang mang đều khác biệt, đại biểu cho 10 người của vô sắc trung thiên thế giới. Còn 3 ngày là kết thúc, 10 người của chúng ta vẫn còn. Tổng cộng còn có hơn 5.000 người, không tính đầu hàng miễn chết, chỉ bị liệp sát cũng đã hơn 4.000, 3 năm giết chóc, rơi xuống nhiều trẻ tuổi bất phàm như vậy, thật sự là ngoan độc. Hy vọng 10 người của vô sắc thế giới chúng ta không phải vì đầu hàng, có người đặt chân được lên phong thần đài. Một khi có người lên phong thần đài, vô sắc thế giới chúng ta sẽ quật khởi. Ở lầu các cạnh quảng trường, mấy ngày nay các thế lực lớn không ngừng quan sát Ngọc Bích, trong lòng vô cùng khẩn trương. Còn 3 ngày cuối cùng, hết thảy hy vọng đều đặt trong 3 ngày này, lần này đã phá kỷ lục, điều này làm mọi người càng thêm chờ mong. Không biết Lục đại ca cùng Tiểu Nhã tỷ có thể đi lên phong thần đài hay không? Trên một lầu các, Tôn Oánh Oánh nhìn Ngọc Bích, đôi mắt khẩn trương. Tiểu Nhã tỷ của ngươi chỉ sợ khó khăn quá lớn, nhưng có một người nhất định có thể, lần này vô sắc thế giới cần quật khởi, vô minh tiểu thiên thế giới cũng quật khởi. Hướng Hầu Minh nói. Trong dãy núi mở mang, ngọn núi trùng điệp, cao vê upsilon tê trong mây. Trên một đỉnh núi cao ngất, một khối đá nhô cao ra khỏi vực sâu, đỉnh thiên lập địa, cao tới mức làm người choáng váng. Trên khối đá có vài người khoanh chân ngồi, chính là Tang Trạm, Hùng Hỏa, Lâu Tinh Minh bọn họ.
Đại hồn anh cũng khoanh chân ngồi bên cạnh, gần đó có một nham động không bố trí cấm chế. Có huyền tuyết ngưng, không cần sợ hãi có chuyện gì ngoài ý muốn, Lục Lâm Thiên biết nàng sẽ không nhúng tay, nhưng có mặt nàng ít nhất sẽ không ai dám dễ dàng tới gần. Oanh long! Không gian tầng 2 thiên trụ giới ầm ầm chao đảo, ánh mắt mọi người nhìn chăm chú vào chỗ năng lượng lốc xoáy, chân khí làm linh hồn người phát run đang lan tràn với tốc độ cực nhanh. Sau một lát, chân khí kinh người dần dần bình ổn, thiên địa năng lượng gào thét tán đi, thân hình Thái A rõ ràng xuất hiện trong mắt mọi người, không có chút chân khí tràn ra ngoài. Mọi người đưa mắt nhìn nhau, trên thân hình kia mơ hồ tràn ra chân khí dao động, làm mọi người đều run sợ. Suy suy, Thái A đột nhiên mở mắt, trong mắt bắn ra tinh quang, xuyên thủng không gian phía trước. Đồng thời năng lượng cuồn cuộn tràn ngập, khí tức chấn khai không gian xung quanh. Uy áp mạnh mẽ cực độ nhất thời lan tràn. Uy áp giai vị niết bàn cảnh trung giai. Tôn Tiểu Nhã không khỏi thối lui ra sau, bằng không không thể đối kháng với uy áp kia. Tiểu tử này rất biến thái. Mạc Kình Thiên tán thán. Niết bàn cảnh trung giai, Thái A nhân họa đắc phúc, thực lực tiến bộ thật biến thái. Khóe môi ba người Tiết Mặc Kỳ cười khổ, hiện tại Thái A đã tiến bộ trước bọn họ, có thể nói sư đồ hai người này thật sự là vô cùng yêu nghiệt. Huyền Tuyết Ngưng đưa mắt nhìn qua, trong mắt hiện lên vẻ nghi hoặc. Tinh linh thú vẫn rúc vào trong lòng nàng, ánh mắt linh động tò mò nhìn qua, trên cặp sừng lại có chân khí trong veo lan tràn. Mọi người đứng gần đều có cảm giác khoan khoái dễ chịu, nhưng vì có Huyền Tuyết Ngưng cũng không ai dám tiến tới bên nàng. Khí tức Thái A dần dần bình phục lại, nhìn quanh mọi người, lập tức đứng lên hành lễ. Bái kiến sư phụ, bái kiến Kình Thiên sư thúc. Sư thúc cái gì? Hiện tại ta mới niết bàn cảnh sơ giai, người đã tới trung giai, thật sự người so với người, tức chết người. Mạc Kình Thiên trợn mắt nói, trong lòng lại cao hứng, âm minh dạ xoa có thể vì hắn mà tự hào. Thái A có chút mờ mịt gãi đầu, đột phá niết bàn cảnh trung giai, bản thân hắn cũng thật mờ mịt. Ngươi lại không biết, mọi người thấy vậy buồn bực hộc máu, thật sự là đả kích mọi người. Niết bàn quan trọng nhất là thanh tịnh tự tính, chân thật tự thể. Ý tưởng của Thái A tốt hơn các người rất nhiều, cho nên mới có thể chứng ngộ hữu dư niết bàn, đặt chân vô dư niết bàn. Huyền Tuyết Ngưng lướt qua mọi người, chậm rãi nói. Các người có biết vì sao trước niết bàn cảnh, tốc độ tu luyện của nhân loại nhanh không ít, đồng thời tu vi so với thú tộc mà nói số lượng nhiều hơn, vì sao trong 3.000 đại thế giới, nhân tộc chiếm cứ đa số? Huyền Tuyết Ngưng nói. Bởi vì nhân loại phần lớn giảo hoạt, gian trá, ích kỷ. Tham lam cho nên tu luyện nhanh hơn không ít, ở trong hàng tỷ sinh linh, nhân loại sinh sản cũng nhanh, cho nên mới có loại tình huống hôm nay. Nhưng khi lên tới niết bàn cảnh, tính tình gian trá tham lam giảo hoạt của nhân loại lại nhất định biến thành ma chướng trên con đường tu luyện, cho dù chứng ngộ niết bàn, nhưng cách chính đạo ngày càng xa, tình huống sau này ngày càng tệ hại. Trái ngược lại, ý tưởng của thú tộc đại đa số đơn giản một ít, chứng ngộ niết bàn cũng dễ dàng hơn không ít. Cho nên tu vi sau niết bàn cảnh, thú tộc tỷ lệ cực cao, nhân tộc rất ít, cũng may số lượng nhân loại nhiều, cho nên trong 3.000 đại thế giới mới có thể tiếp tục bảo trì nhân loại là chủ yếu. Thì ra là thế. Mọi người nghe vậy không ai phản bác Huyền Tuyết Ngưng, bởi vì nàng nói chính là tình hình thực tế. Lục Lâm Thiên cũng sực tỉnh, ý tưởng của Thái A đích thật là không sai, điều này mới có thể giúp hắn thuận lợi đạt tới niết bàn cảnh. Ngu Si, Vô Minh. Tà kiến có thể tận diệt tức là niết bàn, tham dục tiêu hết, sân si tiêu hết cũng là niết bàn, các ngươi có thể hiểu được bao nhiêu, tự mình lĩnh ngộ. Huyền Tuyết Ngưng nói, thanh âm thiên nhiên rơi vào tai mọi người, làm tâm thần người cũng run rẩy. Đêm đen yên tĩnh, thanh âm truyền ra ngoài động khiến nhóm thanh niên bên ngoài nghe được, tâm thần rung động không ngừng. Bên trong sơn động u ám, hai thân hình trần trụi dây dưa cùng nhau, mà thanh niên chính là Hoài Linh Ngọc. Thật lâu sau trận mây mưa mới chấm dứt. Lưu Vân, Minh Tuyền, các ngươi vào đi. Hoài Linh Ngọc đứng dậy nói. Hoài sư huynh, chúng ta tra được tin tức của Lục Lâm Thiên. Lưu Vân cùng Minh Tuyền đi vào sơn động, nhìn thấy nữ tử mỹ mạo trần trụi, ánh mắt không khỏi luyến tiếc rời đi. Nữ tử đang mặc lại trường bào cho Hoài Linh Ngọc, nhưng ánh mắt lại đầy mị thái nhìn Lưu Vân cùng Minh Tuyền, trắng trợn dụ hoặc. Tin tức gì, nói đi. Hoài Linh Ngọc chậm rãi nói. Lục Lâm Thiên chiếm được nguyên cổ linh tinh thú, đánh bại bài danh 15 thú mãnh thế giới hắc mãnh,
đánh bại bài danh thứ 10 thông linh thế giới Ngô Phá Thiên, hai người đều là niết bàn sơ giai. Minh Tuyền cúi đầu nói, ánh mắt rời khỏi thân thể nữ tử kia. Niết bàn sơ giai chỉ là phế vật mà thôi, lần này bài danh trung thiên thế giới nhất định đổi chủ, nguyên cổ linh tinh thú cuối cùng cũng là của ta. Trong mắt Hoài Linh Ngọc chợt lóe hàn mang, khóe môi cười lạnh nói. 3 năm thời hạn hẳn đã tới rồi đi, nên đăng phong thần đài. Hoài sư huynh, sáng mai hẳn là sẽ đóng cửa vạn thế liệp tràng đăng phong thần đài, không ít người đã tới phong thần sơn, ta tra được tin tức, Lục Lâm Thiên cũng đã tới phong thần sơn, chúng ta có cần động thủ ngay bây giờ hay không? Lưu Vân hỏi, ánh mắt không nhịn được lướt qua người nữ tử kia. Tới sao? Trong mắt Hoài Linh Ngọc lóe hàn mang, lập tức nói. Các ngươi có hứng thú với sư muội sao? Vậy thì cho các ngươi, đi theo ta, sẽ không để các ngươi hối hận. Dứt lời thân ảnh hắn biến mất không còn bóng dáng. Lưu Vân sư huynh, Minh Tuyền sư huynh, lại đây đi, ta muốn. Nữ tử làm đủ loại động tác mị hoặc, đôi mắt nóng bỏng nhìn hai người. Lưu Vân thở sâu một hơi, lập tức lao về hướng nữ tử. Ta đi trước. Minh Tuyền nhìn thoáng qua nữ tử, đi ra sơn động, từng tiếng cười râm uế truyền ra. Núi non chập trùng, như ba đào phập phồng trên biển, mãnh liệt mênh mông, hùng vĩ tráng lệ. Ngọn núi cao ngất, mây mù lượn lờ, như bao phủ một tầng lụa mỏng, mờ ảo chợt xa chợt gần như xa. Bên trong núi non là một mảnh đất bằng phẳng thật lớn, dãy núi uốn lượn xoay quanh. Siêu siêu, xung quanh dãy núi thỉnh thoảng lại vang lên tiếng xé gió, từng tiểu đội hạ xuống, liếc mắt nhìn quanh, ánh mắt cảnh giác tự tìm chỗ đặt chân, như đang đợi gì đó. Phanh phanh, thỉnh thoảng lại có thanh âm tiếng nổ bạo trầm thấp truyền ra, ngẫu nhiên có người giao thủ giữa không trung, ra tay sắc bén, thực lực không tệ, mà những người khác nghe được cũng không kỳ quái. Vạn thế lập tràng sắp đóng cửa, tới thời điểm này những người chưa có đủ phong thần thạch cũng bí quá hóa liều, lựa chọn ra tay ở đây. Trên một ngọn núi, ngẩng đầu có thể nhìn thấy từng dãy núi xanh ngắt, xung quanh vách núi thẳng đứng, một cây tùng khổng lồ sinh trưởng trên đỉnh núi, như bao phủ cả trời đất. Lúc này có 20 người đang ngồi dưới gốc tùng, xung quanh cũng có không ít người đặt chân, nhưng nơi vị trí gốc tùng lại không có ai dám tùy ý tới gần. Oanh oanh! Thỉnh thoảng lại có thanh âm đánh nhau truyền tới, có thể biết có người đang giao thủ. Đây là phong thần sơn mạch, sáng mai vạn thế liệp tràng sẽ đóng cửa đăng phong thần đài, đây là cơ hội cuối cùng, chỉ có thể xuất thủ lúc này. Mạc Kình Thiên quan sát xung quanh, nói. Toàn bộ những người còn lại hẳn đã chạy tới nơi đây. Xem thử ngày mai có 240 người nào đi lên số ghế kia, bái tướng phong hoàng, ngạo tiếu thành thần. Tâm thần Lục Lâm Thiên quan sát xung quanh, nơi này hội tụ mấy ngàn người, những người từng tranh giành nguyên cổ linh tinh thú cũng đã tới đây. Ai? Lục Lâm Thiên chợt thở dài một hơi. Ngươi than thở cái gì, chẳng lẽ lo lắng ngày mai không thể đăng phong thần đài sao? Mạc Kình Thiên hỏi. Ta cảm thấy được trong vạn thế liệp tràng này đúng thật là thảm thiết. Cường giả luôn cần tôi luyện, nếu muốn cảm thán cũng chỉ có thể nói tu luyện vô tình, luôn phải trả giá thật nhiều cố gắng. Mạc Kình Thiên khoanh tay đứng thẳng, mắt nhìn viễn không. Ngươi nói, nếu trên phong thần đài chúng ta nhất định phải có một trận chiến, ngươi nói kết quả sẽ như thế nào? Lục Lâm Thiên nhìn Mạc Kình Thiên, khẽ cười nói. Ta sẽ toàn lực ứng phó, lấy việc đánh bại ngươi làm mục đích. Ta cũng vậy. Mạc Kình Thiên thoáng dừng lại. Lập tức nói. Chỉ mong đừng gặp được ngươi. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, sáng mai chuẩn bị đăng phong thần đài, có thể đi lên hay không, phải xem chính mình, không ai có thể hỗ trợ. Mạc Kình Thiên quay đầu nói. Mọi người gật đầu, lập tức khoanh chân ngồi điều tức, bảo trì trạng thái đỉnh phong, chờ ngày mai tới. Lục Lâm Thiên khoanh chân ngồi xuống, cũng không tiếp tục suy nghĩ nhiều. Trên ngọn tùng, một thân ảnh tóc bạc, dáng người thướt tha. Váy dài xanh trắng phiêu theo gió, trong tay ôm dị thú tuyết trắng, nhìn như trích tiên, khiến người rung động. Sắc trời dần dần vào đêm, ánh trăng lúc sáng lúc tối, nơi nơi có vẻ lạnh lùng lại hắc ám. Đêm dần khuya, giữa không trung thỉnh thoảng truyền tới tiếng nổ, nhưng đã dần dần giảm bớt, trong không gian tràn tới huyết tinh. Suy, nguyên cổ linh tinh thú đang rúc trong lòng Huyền Tuyết Ngưng, đột nhiên mở mắt. Trên đỉnh núi, một đạo dao động cực nhỏ hiện lên. Giấu trong thiên địa năng lượng, căn bản khó thể phát hiện,
nếu không phải thực lực tới nỗi siêu tuyệt thì chứng tỏ người kia có thủ đoạn ẩn nấp đặc thù. Suy! Trong bầu trời đêm, một đạo thân ảnh như biên bức đột nhiên đập ra, mang theo chân khí dao động sắc bén. Suy! Một đạo thú chảo trôi nổi bạch quang phá không bạo lướt tới, uy áp buông xuống, xé rách không gian, công kích vô cùng độc ác, mục tiêu chính là quỷ hoa. Còn tưởng rằng ngươi biến mất, không nghĩ ngươi còn dám tới. Thanh âm quát lạnh thản nhiên truyền ra, một đạo thân ảnh nhanh như chớp xuất hiện trước thân ảnh kia, một đạo kim sắc quyền ấn rơi lên bạch sắc thú chảo. Oanh! Quyền ấn thú chảo va chạm, kim mang tiêu sát sắc bén chút xuống, không gian biến thành long quyển phong bạo cuốn tới, xung quanh giống như sơn băng địa liệt, hiển lộ hắc sắc quang quyển thật lớn. Răng rắc! Cổ tùng nháy mắt bị tiêu hủy hơn phân nửa, thân ảnh kia phun máu tươi, thân hình bị đánh bay ra ngoài. Áo nghĩa linh khí, là âm hồn bất tán nào lại đây đánh lén? Cùng một thời gian, Thái A, Tiết Mặc Kỳ bọn họ chân khí run lên, thân ảnh lướt ra, trong tích tắc đem người kia bao vây. Mười tu vi niết bàn cảnh tập trung người nọ, khí tức bao phủ thiên không. Sao lại có nhiều niết bàn cảnh như vậy? Người kia một chiêu bị trọng thương, ổn định lại thân hình, đó là một thanh niên âm hàn, chính là thanh niên thuộc tiểu đội đầu tiên mà mọi người gặp được lúc mới bước vào vạn thế liệp tràng đã chạy trốn lúc đó. Khóe môi thanh niên đầm đìa máu tươi, một chiêu đã bị thương nặng, cảm giác được chân khí xung quanh, sắc mặt đại biến. Kháo, nhìn ta dễ khi dễ hay sao, mỗi lần đều đánh lén ta. Quỷ hoa tức giận, thanh âm càng thêm âm trầm, mỗi lần đều đánh lén hắn, cho hắn là quả hồng mềm hay sao? Minh quỷ chảo, thiên địa năng lượng hội tụ, chảo ấn bay ra, không gian xung quanh bị ngăn cách, lộ ra khe không gian tối đen. Đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, thực lực sao lại tăng cường nhanh như vậy? Sắc mặt thanh niên đại biến, chỉ hơn 2 năm theo khí thế mà xem người này đã từ trung giai lên cao giai đỉnh phong, nhất thời hoảng sợ vung tay, bạch sắc thú chảo lại bắn ra, nháy mắt va chạm cùng chảo ấn của quỷ hoa. Răng rắc, hai đạo chảo ấn va chạm, không gian hiển lộ tối đen, dư âm rơi lên cổ tùng, lập tức hóa thành vỡ vụn. Phốc, thanh niên lại phun ra máu tươi. Thân hình liên tục lui ra sau. Đặng đặng, quỷ hoa cũng lảo đảo thối lui, trên lưng bàn tay hiện ra 5 dấu vết chảo ấn, áo nghĩa linh khí của đối phương quá cường hãn, nếu không có áo nghĩa linh khí hắn cũng nếm thiệt thòi. Nhưng thanh niên kia đã bị trọng thương, cho nên quỷ hoa lại đánh thương hắn lần nữa. Suy, thanh niên thấy tình thế không ổn, thân hình vừa bị đẩy lui, bạch sắc thú chảo nhất thời xé rách không gian sau lưng, muốn tiếp tục bỏ chạy. Có ta ở đây, người đừng mong chạy thoát. Một thân ảnh áo xám xuất hiện, Mạc Kình Thiên nháy mắt lướt ra, không gian lập tức nổi lên dao động. Suy, thanh niên vừa xé rách khe không gian, nháy mắt lại biến mất. Không gian áo nghĩa thật mạnh. Sắc mặt thanh niên đại biến, người ra tay không ngờ cường hãn như thế. Người trốn không thoát. Thân ảnh Lục Lâm Thiên chợt lóe, nháy mắt đã đi tới trước người thanh niên. Trốn không thoát thì đã sao? Là các ngươi giết sư muội của ta tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Thanh niên âm lệ quát, hai mắt bắn ra hàn ý, hai tay run lên, hai đạo bạch sắc thú chảo lan tràn bay ra. Ô ô, chảo ấn cuồn cuộn, hai hư ảnh dị thú khổng lồ trầm thấp xít gào, uy thế cực kỳ khủng bố, áo nghĩa linh khí tràn ra, hai đầu hư ảnh dị thú dữ tợn lao về hướng Lục Lâm Thiên. Là chính ngươi muốn tìm chết tới liệp sát chúng ta, mất mạng còn oán ai? Tu luyện vốn vô tình, nếu đã tới mà ngươi còn muốn rời đi, ta sẽ rời khỏi vạn thế liệp tràng. Trong mắt Lục Lâm Thiên bắn ra hàn ý, song trưởng run lên, kim long hư ảnh xoay quanh, khoảnh khắc hóa trưởng thành quyền, kim mang bạo phát ầm ầm bay ra. Ngao! Hai hư ảnh hoàng kim cự long bắn ra, bốc thẳng lên cao, phúc phú phiên vân, hung hăng đánh về hướng hai hư ảnh dị thú, bốn đạo hư ảnh nhất thời va chạm lẫn nhau. Oanh oanh! Không trung bị kiềm hãm, quang mang chói mắt bộc phát, không gian bị phá nát, khe không gian tối đen tràn ngập, năng lượng kình khí nháy mắt khuếch tán. Phốc, thanh niên lại phun ra máu tươi, thân hình bay ngược trở ra. Đi chết đi, thân hình Lục Lâm Thiên lướt tới, hữu chảo gấp khúc hướng thanh niên vỗ xuống. Tê thiên liệt địa chảo, không gian biến sắc, năng lượng hỏa hệ hội tụ đầy trời, một đạo chảo ấn đỏ đậm bay ra, uy lực vô cùng khủng bố. Hưu, chảo ấn nháy mắt xé nát không gian đi tới trước người thanh niên kia. Tại sao cả đám đều mạnh như vậy,
mạng ta xong rồi. Trong mắt thanh niên lộ ra sợ hãi, thân hình hắn bị ảnh hưởng tuyệt đối, còn bị thương nặng, vô lực xoay chuyển trời đất. Kiệt Kiệt, Lục Lâm Thiên, người của ta không phải ngươi muốn giết thì có thể giết, có ta ở đây, hôm nay ngươi giết không được. Đúng ngay lúc này giữa không trung vang lên một tiếng cười lạnh âm trầm, cùng một lúc bên trong không gian của Mạc Kình Thiên phong tỏa, đột nhiên không gian xung quanh uốn éo, một thân ảnh phá không bay ra, xuất hiện bên cạnh thanh niên kia, một tay nắm lấy đầu vai hắn, một tay đánh ra trưởng ấn va chạm cùng chảo ấn của Lục Lâm Thiên. Trưởng ấn lướt ra, tà khí bao phủ đầy trời, tà khí lan tràn khiến mọi người giật mình run rẩy. Oanh long! Chảo ấn nứt vụn từng khúc, nháy mắt biến mất trên trời cao. Chỉ một thoáng vô số ánh mắt tập trung nhìn tới. Khí tức tà long. Trên vách đá cách đó không xa, Huyền Tuyết Ngưng nhất thời nhíu mày, nhìn qua thân ảnh kia. Thật mạnh. Người kia dễ dàng xé rách không gian phong tỏa của Mạc Kình Thiên, chấn vỡ chảo ấn của Lục Lâm Thiên, thực lực làm người ngưng trọng, từng ánh mắt cũng tập trung về phía hắn. Là hắn. Ánh mắt mọi người vừa nhìn thấy người kia, nhất thời kinh biến. Hoài Linh Ngọc. Lục Lâm Thiên nhìn thấy người kia, nhất thời hàn ý tràn ra, người kia chính là người đánh trọng thương Thái A, đem đám người Hồng Vân thế giới Lưu Vân tới đối phó tiểu đội của mình, Hoài Linh Ngọc. Chân khí không bình thường. Nhưng lúc này nhìn thấy Hoài Linh Ngọc, cảm giác khí tức trên người hắn, Lục Lâm Thiên kinh ngạc, bởi vì khí tức bây giờ của Hoài Linh Ngọc đã khác hẳn ngày trước. Lục Lâm Thiên cảm giác được cỗ tà khí trên người Hoài Linh Ngọc có cảm giác quen thuộc. Chân khí dao động mơ hồ lan tràn làm linh hồn người run rẩy, nhận lấy áp bách thật lớn, thực lực đã tới nông nỗi khủng bố. Người này rất mạnh, chân khí thật tà, nếu ta suy đoán không sai trên người hắn hẳn có thiên sinh linh vật cực kỳ khủng bố. Mạc Kình Thiên đi tới bên cạnh Lục Lâm Thiên, ánh mắt cảnh giác nhìn Hoài Linh Ngọc. Có quan hệ với thiên sinh linh vật sao, khó trách lại mạnh như vậy. Lục Lâm Thiên nhướng mày. Hoài sư huynh. Thanh niên tìm được đường sống trong chỗ chết, hồi phục lại tinh thần, người này chính là Minh Tuyền, nghe Lưu Vân điều tra được nhóm người Lục Lâm Thiên đi tới Phong Thần Sơn cho nên chạy tới đánh lén. Minh Tuyền, ngươi làm cho ta thật thất vọng, tự tiện hành động, sau khi trở về ta mới thu thập ngươi. Hoài Linh Ngọc thản nhiên nói, ném Minh Tuyền sang bên cạnh, ngẩng đầu nhìn nhóm người Lục Lâm Thiên, lại nhìn Tiết Mặc Kỳ, vẻ mặt dâm uế nói. Mặc Kỳ! Mấy năm nay đi theo bên người Lục Lâm Thiên, có phải đã quên ta hay không, ta cho ngươi biết, ta rất nhớ ngươi. Ánh mắt Tiết Mặc Kỳ thay đổi, trầm giọng nói. Không nghĩ tới ngươi còn chưa chết, thực lực hẳn có tiến bộ, bất quá vô sắc thế giới có người vô sỉ như ngươi, thật sự bôi đen vô sắc thế giới. Kiệt Kiệt, đi theo bên người Lục Lâm Thiên quả nhiên khác với lúc trước. Hoài Linh Ngọc không hề có chút tức giận, âm tà cười lạnh nói. Ta chỉ muốn đánh chết Lục Lâm Thiên mà thôi, không biết sao lại bôi đen vô sắc thế giới, các ngươi đơn giản là muốn tìm chỗ dựa vững chắc, hiện tại ta cho các ngươi một cơ hội, đi nhờ và ta không trách lỗi xưa, thế nào? Hoài Linh Ngọc, ngươi còn chưa đủ tư cách, còn dám xuất hiện, hôm nay ngươi nhất định phải chết. Tử Viêm phun nước bọt, chân khí nóng cháy nhất thời trào ra. Kiệt Kiệt, cấp mặt không biết xấu hổ, cấp cơ hội mà các ngươi không cần. Cho rằng mình bò lên Lục Lâm Thiên chiếm chút tiểu ân tiểu huệ của tiểu tử đó thì xem là chỗ dựa vững chắc sao, ta sẽ cho các ngươi hối hận. Hoài Linh Ngọc cười lạnh, lập tức nhìn Tiết Mặc Kỳ, lướt mắt nhìn lên thân hình nảy nở của nàng, nói. Mặc Kỳ, ngươi luôn biết tâm ý của ta đối với ngươi, hiện tại ta cho ngươi cơ hội, trở thành nữ nhân của ta sẽ cho ngươi vô số chỗ tốt, dục sinh dục tử, ta nghĩ mùi vị của ngươi tốt hơn nhiều dòng chi tục phấn khác. Đồ vô sỉ. Ngươi không đủ tư cách. Tiết Mặc Kỳ run lên, sắc mặt giận dữ. Kiệt Kiệt. Hoài Linh Ngọc cũng không trả lời Tiết Mặc Kỳ, ánh mắt nhìn chăm chú vào Lục Lâm Thiên cùng Thái A, âm hiểm quái dị cười nói. Lục Lâm Thiên, chúng ta lại gặp mặt, không nghĩ tới Thái A còn chưa chết, kỳ tích A, vậy còn không chết được. Ngươi sẽ phải trả giá thật nhiều, cả Hoài gia cũng vì ngươi mà trả giá thật nhiều. Lục Lâm Thiên lạnh lùng nói, trong mắt tràn ngập sát ý. Sát ý thật lớn. Hoài Linh Ngọc thản nhiên cười lạnh nói. Lục Lâm Thiên, ngươi không phải tự cho là có chút thực lực sao, ngươi nghĩ còn là lúc trước chứ gì, bây giờ ngươi ở trước mặt ta đã không còn tư cách hung hăng càn quấy, hiện tại ta muốn giết ngươi thật dễ dàng, bất quá ta thay đổi chủ ý, hôm nay ta không giết ngươi, không biết bất luận kẻ nào, muốn biết vì sao không. Dừng một chút,
ánh mắt hắn lướt qua mọi người, cười lạnh nói. Bởi vì ta cần lưu các ngươi tới cuối cùng, ta muốn cho các ngươi chứng kiến một khắc đi lên phong thần đài, bái tướng phong hoàng, ngạo tiếu thành thần, sau đó ta sẽ đem các ngươi cùng cả gia tộc Sơn Môn các ngươi nhổ tận gốc, chó gà không tha, đây là kết cục đối lập với ta, Mặc Kỳ, tới lúc đó ta sẽ cho ngươi chủ động leo lên chờ ta sủng ái, mặc ta thưởng thức, trở thành nữ nô tùy ý cho ta phát tiết. Về phần Lục Lâm Thiên, ta biết ngươi có chút bổn sự, những lão gia hỏa vô sắc thế giới đem tiền đặt cược trên người ngươi, cho nên ta thành toàn ngươi, cho ngươi đi lên phong thần đài, cho ngươi cuối cùng gặp ta, ta sẽ ở trước mặt thượng thanh đại thiên thế giới đem ngươi dẫm nát dưới chân của ta, ta sẽ nói cho mọi người ngươi ở trước mặt ta chỉ là một con kiến, kiệt kiệt. Hoài Linh Ngọc cười to không ngớt, phảng phất như đã đem Lục Lâm Thiên dẫm nát dưới chân của hắn. Ta nghĩ, chờ ngươi còn sống nhìn thấy Thái Dương ngày mai thì hãy nói sau đi. Lục Lâm Thiên bước ra, sát ý lan tràn, sát khí thổi quét, khí lãng dâng lên khắp thiên không. Sư phụ, hãy giao tên này cho ta đi, ngươi trước tiên đi đối phó u hồn không tiêu tan kia đã. Thanh âm Thái A truyền ra, thân ảnh dẫm hư không, nương theo cỗ linh hồn phong bạo cuồn cuộn, như cơn lốc thổi quét không gian, làm cả thiên địa đều run lên. Thực lực thật mạnh. Chỉ một thoáng xung quanh truyền ra không ít thanh âm than thở, thậm chí có không ít người lăng không đứng xa xa quan sát bên này. Hoài Linh Ngọc, dám đánh lén ta, ta không chết, tới ngươi trả giá thật nhiều. Thân ảnh Thái A lao tới nhanh như chớp, uy thế linh hồn cùng linh hồn áo nghĩa lan tràn, hình thành cỗ linh hồn phong bạo nóng cháy. Tu La Diệt Hồn Trưởng. Một thanh âm quỷ khóc thần hào xen lẫn trưởng ấn, không gian gió dục mây vần, khí tức man hoang thương cổ lan tràn. Đánh thẳng về hướng Hoài Linh Ngọc. Oanh! Thực lực thật mạnh, đây là thực lực niết bàn cảnh trung giai hay sao? Nhóm người Tử Viêm ngẩng đầu nhìn lên, ánh mắt run rẩy, khí thế kinh khủng đủ cho họ có cảm giác áp bách, niết bàn cảnh trung giai cùng sơ giai, cách nhau thật quá lớn. Đây là, niết bàn cảnh trung giai, tiểu đội vô sắc thế giới không ngờ có cả niết bàn cảnh trung giai. Tiểu đội phong vân thế giới nhìn lên không trung, vẻ mặt khiếp sợ. Thanh niên gầy gò kia chỉ là đồ đệ của Lục Lâm Thiên mà thôi, không ngờ tu vi cao như vậy. Gì, sao lại mạnh như vậy? Hoài Linh Ngọc biến sắc, hai mắt lộ vẻ kinh ngạc lẫn nghi hoặc, một tay hung hăng đánh ra, nguyên lực cùng hắc phụ cuồn cuộn dâng trào. Tà Long Ảnh. Hoài Linh Ngọc khẽ quát một tiếng, một đạo hư ảnh long hình rít gào lao ra, mang theo thanh âm dâm đáng khiến linh hồn người rung động, giữ tợn xuyên thủng không gian đánh về phía Thái A. Oanh Long. Tiếng sấm sét nổ vang, ầm ầm vang vọng trên bầu trời, nhất thời thiên không run rẩy, từng luồng hủy diệt lực cùng tà khí linh hồn lực minh mông thổi quét hư không, kinh khí đáng sợ như thủy triều lan tràn, hư không lung lay sắp đổ. Đặng đặng, thân hình Thái A cùng Hoài Linh Ngọc đều bị đẩy lui, sắc mặt kinh ngạc, ánh mắt nhìn đối phương tràn đầy vẻ không thể tin. Suy, trong tích tắc thân hình Lục Lâm Thiên đã chắn ngang trước mặt Minh Tuyền, không gian dao động cuồn cuộn đem Minh Tuyền ngăn cản lại. Lục Lâm Thiên, ta nói rồi, người không giết được hắn. Hoài Linh Ngọc giậm mạnh một cước, không gian xung quanh liên tục nổ tung, thân ảnh lao thẳng tới trước. Hừ, ngươi là của ta. Thái A chuyển động, lưu quang bay ra khỏi ấn đường, hóa thành một thanh trường kiếm tràn ngập nham tương lưu động quái dị, bí văn quanh quẩn. Chính là tà ảnh hồn dương kiếm. Hưu, tà ảnh hồn dương kiếm lập tức lao thẳng về hướng Hoài Linh Ngọc, kiếm ảnh sắc bén lan tràn. Nhanh như thiểm điện khiến xung quanh đều biến thành đỏ đậm, không gian xung quanh bị chấn thành mảnh nhỏ. Đáng chết! Hoài Linh Ngọc cũng không dám thở ơ, hắc phụ lập tức tràn ngập, thân hình nháy mắt liền biến mất. Lục Lâm Thiên, ta liều mạng với ngươi. Minh Tuyền không thể thoát thân, trong mắt tràn đầy oán hận, đôi thú chảo tràn ngập hào quang xé rách không gian, mang theo kình khí ngập trời cùng thanh âm tiếng rít hung hăng đánh về hướng Lục Lâm Thiên. Trên mặt Lục Lâm Thiên hiện tia cười lạnh. Tay vung lên, một đạo huyết quang hội tụ, huyết quang thu liếm, huyết lục hiện ra. Ngao! Thanh âm đao minh vang lên, huyết lục chém ra, mang theo kim huyết sắc quang mang phá không xuyên ra, ầm ầm va chạm vào thú chảo. Răng rắc! Hai đạo thú chảo rơi lên thân huyết lục, vẩy ra vô số hào quang, chân khí lan tràn, không hề lưu lại chút dấu vết. Suy! Cùng lúc đó, tà ảnh hồn dương kiếm xuyên phá trời cao. Thân ảnh Hoài Linh Ngọc cũng biến mất trong hắc vụ cuồn cuộn không còn bóng dáng. Siêu! Ngay lúc huyết lục ngăn cản đôi thú chảo, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện sau lưng Lục Lâm Thiên, âm lệ hét lớn.
Lục Lâm Thiên, người của ta không tới lượt ngươi giết, ngươi dám giết phải trả giá thật nhiều. Trả giá cái rắm, cút ngay đi. Cùng một thời gian, Mạc Kình Thiên hét lớn một tiếng, hàn băng năng lượng bạo tuôn, như kéo theo thiên địa năng lượng bạo động, hình thành uy áp làm người cảm thấy áp lực, linh hồn như bị đóng băng. Ngao! Trong tay Mạc Kình Thiên đột nhiên vang lên tiếng long ngâm, một đầu bích long hư ảnh lập tức trướng lớn, hàn băng lực khởi động, không gian tràn ngập bông tuyết, đầu bích long giữ tợn há to miệng phun ra hàn băng khí lao thẳng về hướng Hoài Linh Ngọc. Cùng nhau ra tay, tiêu diệt tiểu tử này. Hoàng Sa lớn tiếng quát, Tiết Mặc Kỳ, Tử Viêm, Long Bàn, Hổ Cứ, Hùng Hỏa, Tang Trạm, Lâu Tinh Minh, tổng cộng 8 tu vi niết bàn cảnh đồng thời nhảy ra. Oanh! Khí thế kinh người bộc phát, nhất thời không gian run rẩy lên, năng lượng hào quang vặn vẹo ngưng tụ giữa không trung. 8 niết bàn sơ giai liên tục kết xuất thủ ấn, từng đạo quang trụ trào ra, cả phiến thiên không run rẩy chao đảo không ngừng. Oanh long long! Đồng thời với công kích của Mạc Kình Thiên, 8 đạo năng lượng nháy mắt oanh thẳng về hướng Hoài Linh Ngọc. Đồ khốn! Hoài Linh Ngọc đành dừng lại thân hình, hắc vụ cuồn cuộn bao trùm trời đất, khí âm tà tràn ngập không gian, mang theo thanh âm rên rỉ dâm uế. Ngao! Bên trong hắc vụ cuồn cuộn, 9 đầu hư ảnh tà long rít gào lao ra, lập tức va chạm cùng công kích của 9 người Mạc Kình Thiên. Phanh phanh phanh! Đặng đặng! Thân hình nhóm người Mạc Kình Thiên lảo đảo thối lui. Kình khí gió lốc đáng sợ cũng va chạm thẳng vào trong hắc vụ ngập trời. Đặng đặng! Hắc vụ lập tức chấn vỡ, thân ảnh Hoài Linh Ngọc lảo đảo bật lui, không gian xung quanh bị đỡ upsilon.ng nát, lui hơn 10 bước mới chật vật ổn định thân ảnh. Hiu! Cùng lúc đó, huyết lục rạng rỡ kim quang, một đạo quyền ấn bao phủ kim mang đánh thẳng vào bụng Minh Tuyền vốn đã bị trọng thương. Oanh! Tiêu sát khí sắc bén nhất thời bộc phát, toàn thân Minh Tuyền bị kim quang chút xuống, đan điền khí hải nổ vang, nguyên đan tạc vỡ, bị một quyền của Lục Lâm Thiên chấn nát. Phanh! Thân hình Minh Tuyền tạc vỡ, thậm chí còn không kịp tự bảo. Suy! Đồng thời khi Hoài Linh Ngọc vừa ổn định thân hình, một thân ảnh gầy gò xuất hiện ngay sau lưng của hắn. Hiu hiu! Linh hồn lực nóng cháy khởi động, một đạo kiếm ảnh xuyên thấu không gian đâm thẳng tới trước, kiếm quang tà khí tận trời. Ba đạo năng lượng vặn vẹo cả không gian như muốn tạc vỡ cả hư không phía trước. Đáng chết! Hoài Linh Ngọc cấp tốc xoay người, trong mắt hiện lên hàn ý, giờ phút này cũng bị hoảng sợ nhìn thấy một kiếm xuyên thủng không gian ập tới, một đạo hắc vụ âm tà dâng lên, âm hàn khí bạo tuôn, lại giống như vô số năng lượng hắc xà triền thẳng tới thanh kiếm kia. Suy suy! Vô số hắc vụ âm tà cuốn lấy kiếm ảnh, không gian đều run lên, giống như triệt để đông cứng lại, nhất thời dây dưa không dứt. Oanh! Cùng một thời gian, tay trái Thái A mang theo linh hồn năng lượng nóng cháy hung hăng vỗ lên người Hoài Linh Ngọc. Đặng đặng! Hoài Linh Ngọc lập tức bị đẩy lui. Suy suy! Thân hình Minh Tuyền nổ tung, hai đạo linh hồn lưu quang đột nhiên nhảy ra, linh hồn phân thân cùng hồn anh đang cấp tốc bỏ chạy. Đã nói người phải chết vậy trốn không thoát, đi chết đi! Một tiếng quát băng xương hạ xuống, thân ảnh Lục Lâm Thiên run lên, huyết lục chấn khai hai đạo thú chảo. Một đạo thanh lục sắc đao mang nương theo sau chân khí hủy diệt sinh cơ xuyên qua bầu trời, đao mang xuyên thủng linh hồn lưu quang đầu tiên, sau đó lại xuyên thủng đạo thứ hai, phá hủy sạch sẽ. Hiu hiu! Hai đạo linh hồn lưu quang bị hủy diệt, hai kiện áo nghĩa linh khí thú chảo trắng tinh cùng giới chỉ chữ vật lặng yên rơi vào trong tay Lục Lâm Thiên. Đặng đặng! Hoài Linh Ngọc bị đẩy lui, liếc mắt nhìn xung quanh, chân khí càng thêm âm hàn. Trơ mắt nhìn Minh Tuyền bị đánh chết ngay trước mắt, Minh Tuyền chết sống hắn cũng không quan tâm, nhưng lại bị đánh chết ngay trước mặt hắn chẳng khác gì đánh vào mặt của hắn. Giỏi, giỏi, giỏi! Lục Lâm Thiên, Thái A, ta sẽ nhớ kỹ các ngươi, món nợ này sẽ chậm rãi tính toán với các ngươi. Dứt lời, tuy trong mắt hắn hiện lên sát ý, nhưng quanh thân cuồn cuộn âm tà hắc vụ, thân ảnh run lên biến mất bên trong hắc vụ tối đen. Suy! Chỉ nháy mắt hắc vụ co rút lại, hư không tiêu thất giữa không trung, thân ảnh Hoài Linh Ngọc cũng biến mất. Trốn đi đâu? Thái A muốn truy theo, Lục Lâm Thiên lập tức ngăn cản, nói. Thái A, không cần đuổi theo, để cho hắn đi, đã đuổi không kịp. Các ngươi thật sự đuổi không kịp, nếu không phải hắn xuất hiện vấn đề, chỉ sợ toàn bộ các ngươi liên thủ cũng bị giết, vì mạng nhỏ của mình, không nên đuổi theo tốt hơn. Huyền Tuyết Ngưng đi tới. Nhìn theo Hoài Linh Ngọc biến mất,
trong mắt lộ ra tinh quang. Hoài Linh Ngọc rốt cục gặp được cơ duyên gì, biến thành đáng sợ như thế. Ánh mắt Lục Lâm Thiên ngưng trọng, vừa rồi ra tay cũng nhìn ra được, Hoài Linh Ngọc đối phó chín niết bàn cảnh sơ giai cũng không bị thương, thực lực quá kinh khủng, huống chi Thái A cũng không làm gì được hắn. Người này là ai, thực lực thật mạnh. Mạc Kình Thiên ngưng trọng hỏi. Nói thì dài dòng. Lục Lâm Thiên nói, thực lực Hoài Linh Ngọc mạnh như vậy, ngày mai lên phong thần đài, lần này chỉ sợ gặp phiền toái không nhỏ. Trên một vách núi, 10 người lăng không đứng lơ lửng, mơ hồ có 10 cỗ chân khí kinh khủng lan tràn, ít nhất có 9 người đã tới niết bàn cảnh, người còn lại chỉ sợ cũng đã tới bán niết bàn cảnh. Nhóm người kia thuộc thế giới nào? Thanh niên đứng phía trước khoảng 28-29 tuổi, thân hình cao ngất, khí vũ hiên ngang, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, khóe môi luôn giống như mỉm cười, làm người ta có cảm giác thật tiêu sái nhẹ nhàng. Nhâm sư huynh, nhóm người đó là phong vân thế giới Mạc Kình Thiên, ngoài ra là người vô sắc thế giới, dẫn đầu tên Lục Lâm Thiên, nghe nói đoạn thời gian trước đã trà đạp Ngô Phá Thiên cùng Hắc Mãnh trước mặt Tuyệt Phong Hoa, Thiên Thương Ngấn, Độc Nhất Đao, đoạt được nguyên cổ linh tinh thú. Thanh niên mặc hoa phục tu vi niết bàn cảnh đứng sau lưng lên tiếng. Diệu thủ không không Mạc Kình Thiên, cũng không yếu, vô sắc thế giới Lục Lâm Thiên, có thể trà đạp Hắc Mãnh cùng Ngô Phá Thiên, đoạt lấy nguyên cổ linh tinh thú trước mặt Tuyệt Phong Hoa, Thiên Thương Ngấn, Độc Nhất Đao, đoán chừng là có được thực lực khiến ba người kia kiêng kỵ, xem ra tuyệt đối là một đối thủ. Thanh niên mặc cẩm bào ngẩng đầu, trong mắt hiện tinh quang, nói. Nhưng cực mạnh hẳn là tên mang theo khí tức âm tà, cùng thanh niên gầy gò bên cạnh Lục Lâm Thiên, lần này không chỉ có Hoàng Lạc Nhan cùng Tịnh Vô Ngân rồi. Trên đỉnh núi, một thân ảnh quần áo đỏ như lửa, dáng người là lướt, mà chín nam nữ đứng phía sau đều lan tràn khí tức như có như không, khí tức vượt trên đại đạo cảnh. Gió đêm thổi qua, nữ tử áo đỏ nói. Bên cạnh diệu thủ không không Mạc Kình Thiên là người phương nào? Ta đã tìm hiểu được, đó là vô sắc thế giới Lục Lâm Thiên. Một thanh niên lạnh lùng đứng phía sau nói, chân khí ẩn tàng sâu đậm, lộ ra cỗ khí thế sắc bén cường hãn. Lục Lâm Thiên, chính là kẻ đánh trọng thương Hắc Mãnh cùng Ngô Phá Thiên, đoạt nguyên cổ linh tinh thú trước mặt Tuyệt Phong Hoa, Thiên Thương Ngấn cùng Độc Nhất Đao, nhìn dáng vẻ hẳn là có chút bản lĩnh thật sự. Thanh âm nữ tử áo đỏ thanh thúy. Nhưng tên có khí thức âm tà cùng thanh niên tu vi niết bàn trung giai kia, chỉ sợ thực lực không kém hơn Tịnh Vô Ngân cùng Nhâm Tiêu Diêu, những năm gần đây không biết thực lực hai người họ đã tới cấp độ ra sao. Núi non trùng điệp, mây mù che phủ, trong đêm tối một mảnh thâm thúy u ám. Trên đỉnh núi, ngọn cổ tùng, một thân ảnh cao gầy lăng không đứng lơ lửng, nhìn xuống dãy núi bên dưới, song trưởng ôm một trường kiếm màu trắng, trên vỏ kiếm bí văn quanh quẩn. Một người một kiếm, hồn nhiên thiên thành, người kia khoảng 28-29, khuôn mặt cương nghị, góc cạnh lãnh tuấn, mày rậm mũi cao, khí tức khiến người có cảm giác như bị áp chế. Chín thân ảnh chợt lóe mà tới, chín người vô thanh vô tức xuất hiện, chân khí ẩn nấp dao động cả không gian. Suy, thanh niên ôm kiếm chợt mở mắt, ánh mắt như xuyên thủng không gian, nói. Tìm hiểu được tin tức gì? Bên cạnh Mạc Kình Thiên chính là người vô sắc trung thiên thế giới không chút danh tiếng, đầu lĩnh là Lục Lâm Thiên đã cướp được nguyên cổ linh tinh thú, thực lực đại đạo cảnh cao giai. Một thanh niên mặc hoa phục nói tiếp. Nhưng trong vô sắc thế giới có không ít tu vi niết bàn cảnh, vừa rồi ra tay đối phó thanh niên âm tà tên Thái A, nghe nói là đệ tử Lục Lâm Thiên, mà tên âm tà kia cũng là người vô sắc thế giới, tên Hoài Linh Ngọc. Hoài Linh Ngọc mới là kẻ khó dây vào, có lẽ do hắn dung hợp thiên sinh linh vật, mà Thái A cũng rất mạnh, lần này ngoại trừ Nhâm Tiêu Diêu cùng Hoàng Lạc Nhan, hai người này cũng là đối thủ cường hãn, không nghĩ tới một vô sắc thế giới vô danh lại xuất hiện cường giả như vậy. Thanh niên ôm kiếm chợt nhíu mày, nói. Lục Lâm Thiên tựa hồ có chút nhìn không thấu, đại đạo cảnh cao giai, thật là thế sao? Phốc! Bên trong sơn động âm u, khí âm tà tràn ngập, Hoài Linh Ngọc khoanh chân ngồi, đột nhiên phun ra máu tươi, sắc mặt biến thành trắng bệch. Chết tiệt, muốn nhân cơ hội bắn ngược sao, bị ta luyện hóa, vậy đừng nghĩ tiếp tục nhảy nhót. Khóe môi Hoài Linh Ngọc lộ ra tia cười lạnh, thì thào nói. Lục Lâm Thiên, ta sẽ cho các ngươi sống không bằng chết, ở trước mặt thượng thanh đại thế giới đem các ngươi dẫm nát dưới chân. Siêu siêu, dù đã là đêm khuya, vẫn còn người chạy tới nơi này, tiếng xé gió thỉnh thoảng lại vang lên. Gần bên phong thần sơn mạch ngày càng tụ tập nhiều người,
nhưng người chạy tới ngày càng ít, nhân số cũng lên tới mấy ngàn. Trong những người này cũng có người thuần túy chạy tới xem náo nhiệt mà thôi, thậm chí có không ít người đã sớm đầu hàng, một mặt là tới xem náo nhiệt, mặt khác chờ ngày mai rời khỏi Vạn Thế Liệp Tràng. Bởi vì mỗi người cần 20 khối phong thần thạch, mà có gần vạn người vào Liệp Tràng, gần vạn phong thần thạch, như vậy có thể đi lên phong thần đài cũng chỉ khoảng 500 người. Trong số đó có người dư thừa phong thần thạch, lại có người thiếu vài khối, như vậy người đăng phong thần đài càng thêm ít. Bởi vậy ngoại trừ có người ra tay cướp đoạt lần cuối cùng, cũng có người bán ra phong thần thạch. Dù sao buôn bán vẫn bảo đảm nhất, mà ra tay cướp đoạt lại không nhiều. Hô hô! Giờ phút này bên trong dãy núi, đột nhiên có mấy ngàn đạo khí tức đồng thời thức tỉnh, chân khí dao động bàng bạc run lên. Hô hô! Trên ngọn núi, nhóm người Lục Lâm Thiên cùng Mạc Kình Thiên cũng thở mạnh một hơi, trong mắt chợt lóe tinh quang liền biến mất. Khi ánh mặt trời đầu tiên chiếu xuống đại địa, một thanh âm già nua chợt truyền ra. Toàn bộ người dự thi trong Vạn Thế Liệp Tràng hãy nghe, 3 năm thời gian đã đến, tướng hoàng không gian mở ra, mọi người tiến vào tướng hoàng không gian, người dự thi có đầy đủ phong thần thạch đăng phong thần đài. Thanh âm quanh quẩn, u u dương dương, tựa hồ đủ làm cho toàn bộ người trong Vạn Thế Liệp Tràng nghe được. 3 năm thời gian, rốt cục cần rời khỏi Vạn Thế Liệp Tràng. Mạc Kình Thiên đứng dậy, cảm giác được xung quanh có không ít chân khí cường hãn, ánh mắt khẽ động. Bái tướng Phong Hoàng, ngạo tiếu Phong Thần, là long là trùng, Phong Thần Đài có thể thấy rõ ràng. Lục Lâm Thiên khoanh tay đứng thẳng, trong mắt tràn ngập chiến ý nóng cháy. Huyền Tuyết Ngưng ôm nguyên cổ linh tinh thú, ánh mắt vẫn thản nhiên, chỉ có khí tức trong veo từ linh tinh thú tản ra làm mọi người đều được lợi ích. Suy suy. Vào thời khắc này, thiên địa đột nhiên dao động. Đông đảo ánh mắt đều nhìn chăm chú vào khoảng không phía trước. Trên bầu trời đột nhiên xuất hiện vô số quang mang, không gian dao động, không ngừng vặn vẹo. Hô hô! Chân khí dao động lòng người lan tràn, không gian vặn vẹo càng thêm kịch liệt, chỉ nháy mắt ngắn ngủi liền phát ra tiếng vang vù vù như long quyển phong. Chỉ một thoáng, giống như cả bầu trời đều đang run rẩy, chân khí áp lực lan tràn, làm linh hồn mọi người đều rung chuyển. Không bao lâu, chỉ thấy trên không trung hiện ra một tầng bích trướng vắt ngang thiên địa, không gian xung quanh gợn sóng, khí tức tang thương kinh người tràn ngập. Mọi người nghe đây, tướng hoàng không gian đã mở ra, đều vào đi thôi. Thanh âm già nua lại truyền ra, u u dương dương quanh quẩn trên không. Người này hẳn là siêu cấp cường giả trông coi Vạn Thế Liệp Tràng đi, không biết thực lực đã tới trình độ nào. Lục Lâm Thiên nghe thanh âm nhưng không cảm giác được chân khí. Thực lực mạnh mẽ không cách nào suy đoán. Siêu siêu. Thanh âm rơi xuống, thật nhiều thân ảnh phóng lên cao, mang theo tiếng rít gió xuyên vào trong bích trướng. Từng thân ảnh bao phủ hào quang lao vào trong không gian bích trướng, không gian nhộn nhạo vặn vẹo, thân ảnh nháy mắt biến mất không còn nhìn thấy. Siêu siêu. Chúng ta vào đi thôi, đi vào tướng hoàng không gian, chuẩn bị đăng phong thần đài. Mạc Kình Thiên nói. Được, chúng ta đi thôi. Lục Lâm Thiên gật đầu. Mọi người cùng gật đầu, đông đảo thân ảnh dẫm xuống đất, lao thẳng về hướng không gian bích trướng. Chúng ta cũng đi thôi. Huyền Tuyết Ngưng vuốt ve nguyên cổ linh tinh thú, thân hình uyển chuyển chợt biến mất. Sau khi Lục Lâm Thiên cùng mọi người xuyên vào không gian bích trướng, phá không bay ra, khi thân ảnh xuất hiện đã đi tới một không gian xa lạ. Nhất thời mọi người nhìn không được run lên, ánh mắt hoảng hốt, một cảm giác rung động dâng lên tận đáy lòng. Xuyên thẳng thiên linh cái. Lục Lâm Thiên lăng không đứng thẳng, vô cùng chấn động. Trước mắt là một mảnh hư không mở mang vô tận, trên bầu trời còn có nhật nguyệt tinh tú trôi nổi, làm trong lòng Lục Lâm Thiên chợt cảm giác mình vô cùng nhỏ bé. Mây mù mờ ảo, hư không cùng trời cao tương liên, liếc mắt không thấy cuối, hùng hồn mà mênh mông, thiên địa năng lượng tràn đầy mỗi ngõ ngách, khí tức tang thương cổ xưa lan tràn, làm mọi người cảm giác có tảng đá lớn áp chế, như sắp hết hơi. Nơi xa xa xuất hiện thật nhiều cung điện khổng lồ, cung điện thật lớn, bí văn quanh quẩn, phong cách xa xưa tang thương. Tổng cộng có mấy trăm cung điện to lớn, mỗi cung điện đều có quảng trường, có vài thân ảnh đang đứng, chân khí mơ hồ dao động, thậm chí cực kỳ khủng bố. Mấy trăm cung điện trôi nổi trong hư không, bị tầng sương mù dày đặc nâng lên, nhưng lại ổn như bàn thạch, không hề lay động. Bên ngoài cung điện có vô số cự thạch hình loa trôi nổi, mây mù quanh quẩn. Mỗi cự thạch đều cao vài chục trượng, rộng hơn 10 trượng, vô
vô cùng rung động hùng vĩ. Trong hư không vô biên vô hạn, cảnh tượng này đồ sộ thật sự làm người chấn kinh. Trên không trung còn có từng khối kim sắc cự thạch đang lơ lửng. Tổng cộng có 240 kim sắc cự thạch, độ cao trôi nổi hơn cả cung điện cùng cự thạch đá núi, phải ngẩng đầu mới có thể nhìn lên. Kim sắc cự thạch cũng hình loa, mỗi cự thạch cao 100 trượng, rộng hơn 10 trượng, cao thấp không đồng đều trôi nổi trên mây mù, hào quang lan tràn, mơ hồ còn có cỗ khí tức tràn ngập khiến người ta có cảm giác thật rung động. Khí tức thật mạnh, đây là phong thần đài. Mạc Kình Thiên cảm thán, ánh mắt nóng bỏng. Phong thần đài. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn lên, trong lòng run rẩy, phong thần đài trong truyền thuyết chính là nơi đây. Hô hô. Mọi người hít sâu một hơi lạnh, bút tích không gian như vậy chưa có ai được chứng kiến qua bao giờ. Sư phụ, Hoài Linh Ngọc cùng Lưu Vân ở bên kia. Thanh âm Thái A vang lên, Lục Lâm Thiên liền nhìn qua. Chỉ thấy hư không xa xa có vài người tề tụ, còn có Hoài Linh Ngọc bên trong. Bên cạnh Hoài Linh Ngọc chính là Hồng Vân thế giới Lưu Vân. Tựa hồ cảm giác được ánh mắt của Thái A cùng Lục Lâm Thiên, Hoài Linh Ngọc nhìn qua, trong mắt âm hàn lộ ra sát khí. Tướng Hoàng không gian nghiêm cấm tùy ý ra tay, người vi phạm sẽ bị khu trục hoặc đánh chết, muốn tiêu diệt Hoài Linh Ngọc phải nghĩ biện pháp khác mới được, huống chi thực lực của hắn cũng không dễ đối phó. Mạc Kình Thiên đi tới nói. Oanh long! Không trung đột nhiên run lên. Một đạo bạch quang chói mắt bắn xuống, lập tức đem 240 kim sắc cự thạch bao phủ bên trong. Hô hô! Đồng thời không gian rung động không ngớt, xương trắng dày đặc cuồn cuộn, bạch quang chói mắt, 240 kim sắc cự thạch bắt đầu xoay tròn, chân khí cuồn cuộn khởi động, tựa như mãnh thú thức tỉnh. Người dự thi có đầy đủ phong thần thạch, đem toàn bộ phong thần thạch cầm trong tay bắt đầu đăng phong thần đài, là long là trùng, vậy xem ai có thể đặt chân lên phong thần đài. Thanh âm già nua truyền ra. Siêu siêu. Cùng một thời gian, từng thân ảnh lấy ra phong thần thạch, nhanh như chớp lao vào trong bạch quang, rơi xuống kim sắc cự thạch bên dưới. Động thủ đi, đặt chân phong thần đài, có thực lực càng mạnh thì phong thần đài trôi nổi càng cao, càng lên cao uy áp càng lớn, hết thảy chỉ có thể dựa vào chính mình. Mạc Kình Thiên nói xong, trong tay cầm phong thần thạch, Tang Trạm, Hùng Hỏa, Lâu Tinh Minh bọn họ dẫm mạnh hư không, thân ảnh nhanh như chớp lao về hướng bạch quang. Chúng ta cũng đi thôi, hy vọng tất cả mọi người đều có thể đặt chân lên phong thần đài. Lục Lâm Thiên nói xong, nhìn qua mọi người. Lần này phong thần đài nhất định có danh hào của vô sắc thế giới. Tử Viêm nói xong lấy ra phong thần thạch. Mọi người toàn lực ứng phó đi, từ giờ trở đi, hết thảy phải dựa vào chính mình. Hoàng Sa nắm tay Tôn Tiểu Nhã nói. Xuất phát, nháy mắt thân ảnh mọi người chỉ còn lưu lại tàn ảnh, lao thẳng về hướng bạch quang. Suy, mọi người lao vào trong bạch quang, phong thần thạch đồng thời lóe ra bạch sắc quang mang. Bạch quang bao phủ mọi người, đồng thời áp lực ngập trời vỡ áp xuống. Suy suy, dưới áp lực ngập trời, mọi người đều run lên, áp lực cực lớn không chỉ tác dụng lên thể xác còn là linh hồn, như muốn đem linh hồn áp bạo, thân hình phá hủy thành mảnh nhỏ. Chỉ nháy mắt mọi người đồng thời khởi động khải giáp, năng lượng quang quyển phòng ngự, đối kháng cùng áp lực thật lớn. Thân hình lao thẳng tới kim sắc cự thạch. Oanh long! Có người rơi lên kim sắc cự thạch run lên, từ từ xoay tròn, kim quang tràn ra, như kim liên từ từ dâng cao. Siêu siêu! Ước chừng có 400 thân ảnh lao vào bạch quang, mà vị trí 240 kim sắc cự thạch cũng nhanh chóng có người chiếm lĩnh. Suy! Mọi người rơi xuống vị trí, nháy mắt nguyên lực trào ra, cuồng mãnh rơi lên phong thần đài, kim sắc cự thạch từ từ xoay tròn dâng lên. Áp lực cực lớn, người tu vi thấp căn bản không thể tranh đoạt vị trí trên phong thần đài, trừ phi thực lực cao hơn những người khác. Suy, thân ảnh Lục Lâm Thiên xuất hiện cạnh một kim sắc cự thạch, nơi đó đã có một thanh niên mặc hoa phục, thân hình Lục Lâm Thiên mạnh mẽ giáng xuống. Cút ngay, sắc mặt thanh niên mặc hoa phục đại biến, tốc độ cũng thật khủng bố, nguyên lực tràn ra, động tới năng lượng phong hệ, mang theo năng lượng khủng bố chấn vỡ không gian. Một đạo quyền ấn ngưng tụ hướng Lục Lâm Thiên đánh tới. Đại địa vô ảnh cước. Thân hình Lục Lâm Thiên chợt nghiêng, cước ảnh bạo lướt, nở rộ như đóa hoa phủ đầy trời, mỗi cước ảnh đều chấn vỡ cả không gian. Phanh phanh. Thanh niên còn chưa kịp phản ứng, thân hình không biết đã bị đá bay nơi nào. Lục Lâm Thiên rơi xuống kim sắc cự thạch, nguyên lực cuồn cuộn dâng trào, đổ chút lên cự thạch,
mà cự thạch dâng lên năng lượng hấp thu nguyên lực của Lục Lâm Thiên chút xuống. Oanh long! Cự thạch run lên, từ từ xoay tròn bay lên, uy áp ngày càng mạnh mẽ áp xuống trên người Lục Lâm Thiên. Thăng! Dưới áp lực cực lớn, Lục Lâm Thiên dẫm mạnh lên cự thạch bên dưới. Kim sắc cự thạch không hề bị ảnh hưởng, hai chân Lục Lâm Thiên dán chặt lên nó, khởi động thanh linh khải giáp, nguyên lực toàn thân tràn ra, đem uy áp kinh người ngăn cản bên ngoài. Thái A đã sớm đặt chân lên một kim sắc cự thạch, nhưng khi thân ảnh hắn vừa rơi xuống, một thanh niên nháy mắt cùng lao tới. Oanh! Thanh niên phất tay đánh ra trường ấn mang theo kình khí khủng bố cùng linh hồn công kích xen lẫn hàn khí nhất thời đánh về phía Thái A. Tu vi bán niết bàn, người tìm lộn người. Thái A lộ ý cười, phất tay đánh ra trường ấn nghênh tiếp, linh hồn nóng cháy tràn ra, nương theo thanh âm quỷ khóc thần hào va chạm tới. Oanh oanh! Thanh âm nổ mạch trầm thấp vang lên, thanh niên bị đánh bay, miệng phun máu tươi, thân hình nện xuống dưới. Đây là của ta. Kim viên cũng hiện lên cạnh một kim sắc cự thạch, bản thể khổng lồ hiển lộ. Muốn cướp, phải nhìn xem ngươi có bản lĩnh này hay không. Thanh niên đứng trên cự thạch trầm xuống, quát lớn một tiếng, nguyên lực dâng lên, năng lượng thổ hệ run rẩy, thiên địa năng lượng hội tụ, cánh tay phải rung lên. Một đạo hoàng mang năng lượng bao phủ quyền ấn hướng kim viên đánh tới. Phá thiên phủ Việt. Kim viên hét lớn, một thanh linh khí lập tức bổ thẳng vào quyền ấn. Suy. Không gian run lên, quyền ấn phá nát, năng lượng kình khí tàn sát bừa bãi giữa không trung. Cùng một thời gian, bản thể khổng lồ của kim viên chiếm lĩnh cự thạch, một đạo quyền ấn lập tức đánh thẳng vào thanh niên. Phanh. Thanh niên muốn thoát thân đã không còn kịp nữa, cự lực chút xuống. Miệng hắn phun máu tươi, thân hình bị đánh bay khỏi kim sắc cự thạch. Trên một kim sắc cự thạch khác, thân ảnh Tiết Mặc Kỳ thản nhiên đứng thẳng, thanh sắc quang mang lan tràn. Hưu, một nữ tử lao thẳng tới, kiếm ảnh vỡ trộn hư không, áp thẳng xuống dưới. Phá! Tiết Mặc Kỳ quát một tiếng, ống tay áo run lên, thanh sắc giải lụa bắn ra, nương theo khí tức cuồn cuộn nháy mắt đánh vào kiếm ảnh bao trùm tới. Oanh! Kiếm ảnh lập tức bị đánh nát. Thanh sắc giải lụa cũng va chạm lên người nữ tử, đánh bay thân hình nàng ra xa. Trong hư không, Huyền Tuyết Ngưng ôm nguyên cổ linh tinh thú, ngẩng đầu quan sát hết thảy, ánh mắt trong suốt như một ngoại tộc, lại khiến không ít ánh mắt nhìn chăm chú. Phanh phanh phanh, tiếng nổ bạo không ngừng vang vọng, năng lượng va chạm, không gian liên tục sụp đổ, phong vân biến sắc, mơ hồ còn vang lên tiếng sấm sét. Phanh phanh phanh, từng thân ảnh rơi xuống, máu tươi phun trào. Thú minh rít gào, bởi vì có không ít thú tộc trong đó. Oanh long! 240 kim sắc cự thạch dần dần lên cao, sức ép càng lớn, áp lực khổng lồ đủ tạc vỡ thân thể lẫn linh hồn mỗi người. Nhưng càng lên cao càng an toàn, bởi vì người tranh đoạt không phải ai cũng có thực lực đi lên cao. 240 vị trí đã đầy người, kim mang quanh quẩn, người có thể đặt chân lên đó khóe môi đều lộ ý cười. Thanh linh khải giáp lóe sáng hào quang. Nguyên lực cuồn cuộn khởi động, mồ hôi lạnh tuôn ra trên trán Lục Lâm Thiên, mãi tới khi sắc mặt hắn thoáng tái nhợt, độ cao của hắn cũng đem đại đa số cự thạch áp chế bên dưới. Lục Lâm Thiên ngẩng đầu nhìn chăm chú, độ cao của hắn tựa hồ không còn ai đủ khả năng nhảy lên, không gian xung quanh cũng có không ít người chiếm lĩnh cự thạch cũng đang thăng lên. Hô lạp lạp, ánh mắt Lục Lâm Thiên nhìn quanh, kim quang bốc lên, xoay quanh trên không trung. Trên đỉnh cao nhất có ba kim sắc cự thạch. Ba thân ảnh đứng bên trên, ba cỗ khí tức cuồn cuộn lan tràn. Vị trí đầu tiên là một thanh niên 28-29 tuổi, khí vũ hiên ngang, khóe môi luôn mỉm cười, nhìn thật tiêu sái. Vị trí thứ hai là một thân ảnh gầy gò ngạo nghễ, khuôn mặt lãnh tuấn, mày rậm mũi cao, song trường ôm một bạch sắc trường kiếm, hồn nhiên thiên thành. Vị trí thứ ba là một thân ảnh uyển chuyển xinh đẹp, quần áo đỏ như lửa, khuôn mặt tuyệt mỹ động lòng người, vô cùng cao quý. Thực lực ba người này, thật đáng sợ. Lục Lâm Thiên khẽ động, độ cao của ba người kia đủ chứng minh thực lực của họ. Kiệt kiệt. Nhưng vào lúc này, một tiếng cười to âm tà truyền ra, một kim sắc cự thạch thăng lên, vượt qua Lục Lâm Thiên, đuổi theo độ cao của ba người kia. Hoài Linh Ngọc. Lục Lâm Thiên nhướng mày. Ba người kia nhìn thấy Hoài Linh Ngọc, ánh mắt cũng thoáng dao động. Kiệt kiệt, vị trí cao hơn một chút, quả nhiên khác hẳn. Hoài Linh Ngọc âm hàn cười lạnh, nhìn Lục Lâm Thiên ở bên dưới, trong mắt hiện lên hàn ý. Sư phụ,
Lâm Thiên huynh đệ. Hai kim sắc cự thạch bay lên, là Thái A cùng Mạc Kình Thiên một trái một phải xuất hiện bên cạnh Lục Lâm Thiên không xa. Hoa lạp lạp. Không ít kim sắc cự thạch cũng lập tức bay lên, Lục Lâm Thiên liếc mắt nhìn lại, có vài thân ảnh quen thuộc, còn có mấy đầu lĩnh tiểu đội từng tranh đoạt nguyên cổ linh tinh thú. Trong đó có thông thiên thế giới thiên thương ngấn, phượng dương thế giới tuyệt phong hoa, pháp đạo thế giới độc nhất đao. Mặt khác còn vài người Lục Lâm Thiên cũng không nhận thức, khí chất bất phàm, người thường không khả năng có được. Trên quảng trường trong vô sắc thế giới, vô số ánh mắt nhìn chăm chú lên Ngọc Bích. 10 người vô sắc thế giới đều có mặt. Hy vọng lần này trong vô sắc thế giới có người đặt chân lên phong thần đài. Các thế lực đứng đầu vô sắc thế giới đều hội tụ một chỗ, ánh mắt có chút kích động, lần này tuyệt đối vượt qua sự tưởng tượng của mọi người. Ít nhất bọn họ đều còn sống. Hoàng Thiên Tứ nhìn 10 điểm sáng lóe ra trên Ngọc Bích, thấp giọng nói, thở ra một hơi nhẹ nhõm. Vào thời điểm này nếu không có gì bất ngờ xảy ra, bọn họ hẳn đăng phong thần đài. Nếu có người đi lên phong thần đài, tối nay chúng ta sẽ nhận được tin tức, nếu không có sẽ không có tin tức truyền về. Tiết Hưng Quốc nói, tối nay chúng ta ở đây chờ tin tức truyền tới. Tử Huyền nói, ta cũng đợi, tối nay nhất định sẽ có tin tốt lành truyền tới. Hướng Hầu Minh nói, giờ khắc này ánh mắt hắn cũng mang theo vẻ khẩn trương. Oanh Long, hư không lại run lên lần thứ hai, 240 kim sắc cự thạch rừng xoay tròn. Tận sâu trong hư không 240 kim quang phủ xuống, bao trùm lên 240 kim sắc cự thạch. Kim quang bao phủ, giờ phút này áp lực cực lớn cũng biến mất không còn nhìn thấy. Mọi người ngẩng đầu nhìn lên 240 người, xem như họ đã có quyền tiến vào bên trong, có thể bước lên phong thần đài, chứng minh thiên phú của họ, cho dù họ bị thua cũng có vinh dự. Trong mắt mọi người hiện xem ra hâm mộ lẫn ghen tị, 240 người đại biểu tiền đồ quang minh ngày sau. Dù không thể đi vào mật địa hỗn độn thế giới tu luyện, cũng sẽ được an bài tới bên ngoài hỗn độn thế giới tu luyện, sau này tiền đồ vẫn sẽ bừng sáng. Thành tích không sai. Toàn thân Lục Lâm Thiên bao phủ kim mang, đảo mắt nhìn qua, Tiết Mặc Kỳ ở cách đó không xa, Tử Viêm, Hoàng Sa, Bạch Lang, Quỷ Hoa cùng Kim Viên đều bước lên phong thần đài. Chỉ có Tôn Tiểu Nhã bị thua, bị không ít thương thế, vì vậy Bạch Quang gạt bỏ nàng ra ngoài. Lục Lâm Thiên cũng nhìn thấy thân ảnh hai huynh đệ Long Bàn Hổ Cứ, Tang Trạm, Hùng Hỏa, Lâu Tinh Minh cũng đứng trên phong thần đài. Trên phong thần đài, 240 chỗ ngồi đã đầy, các ngươi đặt chân phong thần đài, sẽ có người tới tiếp đón các ngươi vào trong cung nghỉ ngơi, chuyện kế tiếp sẽ có người nói với các ngươi. Sau khi vạn thế đối quyết chấm dứt, mọi người có thể rời khỏi tướng hoàng không gian. Thanh âm già nua truyền ra, lập tức liền biến mất. Siêu siêu. Cùng lúc đó trên quảng trường các cung điện, từng thân ảnh thả người bay về hướng kim sắc cự thạch. Từng thân ảnh lướt tới, ngay ngắn trật tự, như đã sớm sắp xếp xong xuôi. Suy, một trung niên xuất hiện trước người Lục Lâm Thiên, nói. Ta gọi là Bắc Đông, mời các hạ đi theo ta, kế tiếp mãi cho tới khi các hạ rời khỏi vạn thế đối quyết, mọi chuyện cần thiết ta đều sẽ an bài, có bất cứ chuyện gì cũng tìm ta là được rồi, ta sẽ đem hết toàn lực giải quyết cho các hạ. Trung niên cực kỳ khách khí, thái độ có chút tôn kính. Tu vi niết bàn cảnh trung giai. Lục Lâm Thiên cảm giác được khí tức của Bắc Đông, vô cùng kinh ngạc, người này tu vi niết bàn cảnh trung giai, còn mạnh hơn Hướng Hầu Minh, nhưng tựa hồ thân phận chỉ là người dẫn đường mà thôi. Lục Lâm Thiên có chút khách khí hỏi. Không biết ta có thể mang theo người trung tiểu đội trung thiên thế giới đi cùng hay không? Chỉ cần là người đặt chân lên phong thần đài, đều sẽ có người tiếp đón. Nhưng nếu là người chung một thế giới, chỉ cần các hạ nguyện ý là có thể đi cùng, cho dù không phải người cùng thế giới cũng có thể dựa theo yêu cầu của các hạ cùng ở chung một cung điện. Bắc Đông nhìn quanh, lại nói. Mà những người không đặt chân lên phong thần đài, hoặc là đã lên nhưng không thích bị quấy rầy, hoặc bị thất bại trong cuộc tranh đoạt, trong khoảng thời gian này chỉ có thể ở lại bên ngoài thạch đài nghỉ ngơi. Đãi ngộ của người thành công cùng người thất bại đúng là khác nhau à? Lục Lâm Thiên thầm cảm thán. Sau một lát, Lục Lâm Thiên, Tis Mặc Kỳ, Kim Viên, Quỷ Hoa, Bạch Lang, Tử Viêm còn có Huyền Tuyết Ngưng ôm nguyên cổ linh tinh thú đi vào một cung điện khổng lồ, phía sau đều có người dẫn đường của riêng mỗi người. Trong cung điện hùng vĩ, hết thảy trang trí theo phong cách cổ xưa xen lẫn xa hoa, làm mọi người rung động. Các hạ, vị này là Tô Nhan, là tiểu sư muội của ta,
sau này nếu có sự tình gì cũng có thể tìm nàng, nàng sẽ an bài hết thảy, trong khoảng thời gian này chúng ta sẽ phụ trách hết thảy công việc cho các hạ. Bắc Đông dẫn một thiếu nữ thanh xuân đi tới, bộ dáng thanh tú, mặc một bộ áo thanh bạch sắc, đôi mắt sáng ngời. Thông thiên cảnh cao giai đỉnh phong. Lục Lâm Thiên nhíu mày. Các hạ, người có nửa tháng thời gian ở tướng cung tu dưỡng, nửa tháng sau bắt đầu cuộc chiến bái tướng. Tô Nhan nói. Ta hiểu được. Lục Lâm Thiên gật đầu. Trong này có một viên đan dược chữa thương bản phẩm trung giai cùng một viên trứng bản đan bản phẩm trung giai là phần thưởng bước lên phong thần đài, hy vọng nửa tháng sau các hạ có thể lấy được thành tích tốt. Tô Nhan nói xong đưa ra một giới chỉ. Hai viên đan dược bản phẩm trung giai, ra tay bất phàm. Lục Lâm Thiên không khách khí tiếp nhận. Nhóm người Tử Viêm cũng tiếp nhận đan dược của mình. Các hạ có chuyện gì tùy thời cho ta biết, ta vẫn luôn ở trong tướng cung. Tô Nhan nói. Lục Lâm Thiên hỏi. Ta hẳn cần bế quan nửa tháng, không biết có người hộ pháp hay không. Yên tâm đi, trong nửa tháng sẽ không có ai tới quấy rầy. Trong tướng hoàng không gian các hạ có thể yên tâm, ta cùng Bắc Đông sư huynh sẽ ở ngoài cung hộ pháp. Tô Nhan gật đầu nói. Vậy phiền toái các ngươi. Lục Lâm Thiên gật đầu đa tạ. Đây là việc chúng ta phải làm, có chuyện gì cứ cho chúng ta biết là được rồi, ta cáo lui trước. Bắc Đông nói xong cùng Tô Nhan rời khỏi đại điện. Thành công, vô sắc trung thiên thế giới rốt cục có người đặt chân phong thần đài, ta thành công. Đặt chân phong thần đài, lần này thành tích chúng ta kinh người. Tử Viêm cùng Hoàng Sa ôm chầm lấy nhau, kích động nói. A, à, Bạch Lang bỗng nhiên hét thảm một tiếng, quát. Quỷ oa, tên hỗn đản, sao ngươi véo ta, muốn đánh nhau phải không? Kêu la cái gì? Ta chỉ thử xem có phải đang nằm mơ hay không thôi. Quỷ oa âm trầm nói, ánh mắt lại kích động run rẩy. Đây không phải mộng, chúng ta thật sự bước lên phong thần đài. Sao ngươi không tự véo chính ngươi? Bạch lang trừng mắt nói, trong mắt cũng dao động. Chỉ có ta thất bại, kéo chân sau mọi người. Tôn Tiểu Nhã thất vọng nói. Muội có ta là được rồi, ta bước lên phong thần đài tương đương là muội bước lên đó thôi. Hoàng Sa đi tới nói. Mọi người nên chuẩn bị cuộc chiến bái tướng nửa tháng sau đi, sau khi thắng lợi tiếp tục chúc mừng vẫn chưa muộn. Lục Lâm Thiên nói. Nửa tháng sau, tranh thủ bái tướng. Mọi người thầm gật đầu. Trong nửa tháng này ta sẽ vào thiên trụ giới bế quan, ý của các ngươi đây. Lục Lâm Thiên hỏi. Chúng ta cũng có ý đó, cho nên mới tới đây, vào thiên trụ giới có lẽ tranh thủ được không ít thời gian. Hoàng Sa, Tử Viêm đều nói. Các hạ, bên ngoài có hai người vô minh thế giới, bốn người của phong vân thế giới đã tới, nói muốn gặp ngươi, có cho họ tiến vào hay không? Tô Nhan đi tới gõ cửa hỏi. Mời họ vào đi. Lục Lâm Thiên nhướng mày nói. Đám người kia sao cũng tới giúp vui. Tử Viêm cười nói. Một lát sau sáu thân ảnh theo Tô Nhan vào trong đại điện, chính là Mạc Kình Thiên, Tang Trạm, Hùng Hỏa, Lâu Tinh Minh cùng huynh đệ Long Bàn Hổ Cứ. Hai huynh đệ các ngươi đã bước lên phong thần đài, còn chạy tới để làm chi? Hoàng Sa liếc mắt hỏi. Hắc hắc, hai huynh đệ chúng ta cảm thấy ở chung một chỗ với các ngươi cùng đội trưởng vẫn tốt hơn. Hổ Cứ cười hắc hắc nói. Đội trưởng, ngươi sẽ không đuổi chúng ta đi đi. Muốn ở bao lâu thì ở bao lâu, nhưng sau này nếu ta đi vô minh thế giới, ngươi phải chiêu đãi ta. Lục Lâm Thiên cười nói. Hổ Cứ liền nói. Đội trưởng nói gì vậy, nếu ai dám nói một chữ không, ta sẽ phế đi hắn. Lâm Thiên huynh đệ, ba người Tang Trạm đều có thể tin được, nửa tháng sau tới cuộc chiến bái tướng, đều cần đủ thời gian điều dưỡng chuẩn bị, cho nên ta dẫn họ tới đây. Mạc Kình Thiên nói. Không thành vấn đề. Lục Lâm Thiên cũng không do dự đáp. Một lát sau Lục Lâm Thiên bố trí một đạo cấm chế đơn giản, cùng mọi người tiến vào thiên trụ giới. Lần đầu tiên tiến vào nơi này. Ba người Tang Trạm không khỏi kinh ngạc. Huyền Tuyết Ngưng không đi theo mọi người tiến vào thiên trụ giới, nghe nàng nói đây cũng không phải lần đầu tiên nàng đi vào tướng hoàng không gian, dù sao người bình thường đều nghĩ nàng là người dự thi, nghe nói siêu cấp cường giả vạn thế liệp tràng cũng sẽ không quản tới nàng. Lần này xuất hiện không ít cường giả, nguyên bản có ba người có khả năng được phong thần cao nhất, hiện tại đã biến thành năm người. Tầng thứ hai thiên trụ giới, Mạc Kình Thiên nói với mọi người. Là ba người nào? Lục Lâm Thiên mơ hồ dự đoán được là ai,
chỉ sợ là hai nam một nữ đang đỉnh cao nhất trong phong thần đài, thực lực của họ dị thường mạnh mẽ. Mạc Kình Thiên nói, danh hào ba người kia đã sớm vang vọng toàn bộ trung thiên thế giới, là bài danh thứ ba võ thần thế giới kinh thiên nhất kiếm Tịnh Vô Ngân, bài danh thứ hai nguyệt hoàng thế giới vạn phượng chiêu hoàng Hoàng Lạc Nhan, bài danh thứ nhất nguyên võ thế giới võ phá thương khung Nhâm Tiêu Diêu. Ta cũng từng nghe nói qua danh hào ba người này, nghe nói thiên phú của họ so sánh với người cổ tộc hỗn độn thế giới cũng không kém bao nhiêu. Hoàng Sa nói. Mạc Kình Thiên nói tiếp. Tịnh Vô Ngân, Hoàng Lạc Nhan, Nhâm Tiêu Diêu xem như đã sớm điều động nội bộ trở thành người được phong thần cuối cùng, không biết bắt đầu từ lúc nào, mỗi một lần phong thần đều là người của võ thần thế giới, nguyệt hoàng thế giới, nguyên võ thế giới. Chưa từng có ngoài ý muốn, mỗi ngàn năm cuộc chiến phong thần, nhất định luân phiên sinh ra trong ba thế giới này, cho nên lần này cũng không ngoại lệ. Nhưng lần này xuất hiện một ít ngoài ý muốn, thực lực Hoài Linh Ngọc rất mạnh, không biết đã dung hợp thiên sinh linh vật gì, thực lực đủ trở thành đối thủ cạnh tranh của ba người. Còn có Thái A, thực lực Niết Bàn Trung Giai chỉ sợ cũng có sức đánh một trận, nghe nói hiện tại đã có không ít người xem trọng Thái A, cần phải cố gắng. Sợ là có người quên sư phụ ta. Thái A cười nhạt, hắn biết rõ dù mình đột phá Niết Bàn Trung Giai, nhưng muốn động thủ cùng sư phụ vẫn có chút không đủ. Không sai, ta nghĩ kết quả cuối cùng lần này sẽ làm mọi người giật mình. Mạc Kình Thiên mỉm cười nói. Nhưng ba người Nhâm Tiêu Diêu tuyệt đối không phải kẻ yếu, thực lực mỗi người đều khủng bố, ta nhận được tin tức bọn hắn đã sớm đột phá tới Niết Bàn Trung Giai, hơn nữa còn không phải Trung Giai bình thường. Trong khoảng thời gian này ta cần phải bế quan. Kình Thiên huynh đệ, vậy còn ngươi, chỉ sợ bọn hắn cũng quên ngươi đi. Lục Lâm Thiên mỉm cười nói. Ta sao, chỉ cần đừng gặp phải ngươi là được, nói thật, ta tình nguyện gặp được ba người Tịnh Vô Ngân cũng không nguyện gặp gỡ ngươi. Mạc Kình Thiên bất đắc dĩ cười. Ba người Tang Trạm nghe vậy vô cùng kinh ngạc, đội trưởng đánh giá Lục Lâm Thiên cao như vậy cũng làm bọn họ cảm thấy khó hiểu. Lục Lâm Thiên liền nói. Hoàng Sa, Tử Viêm, Bạch Lang đều có áo nghĩa linh khí thích hợp, chỉ riêng quỷ hoa ngươi chưa có, đôi thú chảo này không tệ, ta sẽ đưa ngươi lên tầng 3 tranh thủ thời gian luyện hóa nó, cuối cùng có thể bái tướng phong hoàng hay không phải nhờ vào chính ngươi. Dứt lời Lục Lâm Thiên đưa đôi thú chảo cho quỷ hoa. Lần trước Huyền Tuyết Ngưng đưa cho hắn 4 kiện áo nghĩa linh khí, hắn đã giao cho Tử Viêm, Hoàng Sa cùng Bạch Lang, chỉ còn quỷ hoa cùng Tôn Tiểu Nhã chưa có áo nghĩa linh khí thích hợp. Đa tạ đội trưởng, thanh âm quỷ hoa run rẩy, kích động tiếp nhận thú chảo, trong mắt tràn đầy cảm kích. Tang Trạm, Hùng Hỏa, Lâu Tinh Minh, Mạc Kình Thiên bốn người nhìn thấy Lục Lâm Thiên cần áo nghĩa linh khí giao cho quỷ hoa, khí phách cỡ này mấy người có chứ, rốt cuộc bọn họ biết vì sao những người kia tu vị cao hơn Lục Lâm Thiên nhưng lại khăng khăng đi theo bên cạnh Lục Lâm Thiên. Sợ rằng trừ thực lực ra, nhân cách mị lực của người này mới là trọng yếu nhất. Long Bàn Hổ Cứ hai huynh đệ đã sớm không cảm thấy kỳ quái, hai huynh đệ bọn họ tự nhiên biết rõ một ít tin tức về tiểu đội, chỉ cần có thể chính thức dung nhập vào trong tiểu đội này sẽ chiếm được chỗ tốt kinh người. Chúc mừng, rốt cuộc ngươi cũng có áo nghĩa linh khí, dung hợp áo nghĩa linh khí, gặp gỡ Niết Bàn cảnh sơ giai cũng có được thực lực đánh một trận, cuộc chiến bái tướng sẽ có hy vọng hơn. Bạch Lang vỗ vai nói với quỷ hoa. Vì vạn diệu thế giới, vì vô sắc thế giới. Ta sẽ cố gắng liều mạng. Ánh mắt quỷ hoa ngưng trọng, hắn đáp lời. Kim Viên đại ca, trong khoảng thời gian này, ngươi cũng phải cố gắng lên, phải đột phá đại đạo cảnh cao giai mới được, bằng không đến lúc đó sẽ có không ít phiền toái. Lục Lâm Thiên đối với Kim Viên nói. Tuy thực lực Kim Viên tiến bộ rất khủng bố, nhưng dù sao thời gian tích lũy không dài, từ lúc tiến vào thị hoang thế giới đến bây giờ, tổng cộng đã hơn 20 năm, tăng thêm thời gian trong thiên trụ giới. Trong thời gian này chiếm được không ít cơ duyên, cũng khó có thể đuổi kịp những thanh niên tuấn tài được bồi dưỡng từ nhỏ. Lục Lâm Thiên dự đoán nếu Kim Viên có thể đột phá đến đại đạo cảnh cao giai, tăng thêm áo nghĩa linh khí và thân thể bất phàm, hắn sẽ có được chút hy vọng. Ta sẽ nỗ lực hết sức mình. Kim Viên gật đầu, hắn cũng biết thực lực của mình bây giờ hiện tại hơi thấp, không đột phá sẽ không có hy vọng trong cuộc chiến bái tướng. Sau một lát, trong thiên trụ giới tầng thứ 7, Lục Lâm Thiên Mạc Kình Thiên đặt chân tầng thứ 7, Mạc Kình Thiên cảm thấy không khỏe, hắn lúc trước ở tầng thứ 6 lĩnh ngộ thời gian áo nghĩa, Mạc Kình Thiên không có lĩnh ngộ không gian áo nghĩa được bao nhiêu. Lục Lâm Thiên ngồi trong thiên trụ giới tầng thứ 7,
trong thời gian nửa tháng, trong thiên trụ giới tầng thứ 7 đã trôi qua gần 3 năm. Trong khoảng thời gian này, Lục Lâm Thiên hy vọng lĩnh ngộ các áo nghĩa của bản thân tiến thêm một bước, dùng cấp độ tu vị đại đạo cảnh cao giai, còn không có đạt tới đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, muốn chống lại đám người Tịnh Vô Ngân, Hoàng Lạc Nhan, Nhâm Tiêu Diêu không có phần thắng quá lớn, cho dù mình sử dụng toàn lực cũng khó bảo toàn những người kia không có thủ đoạn tuyệt đối nào khác, có thể leo lên phong thần đài, không ai không có thủ đoạn cuối cùng, huống chi là đám người Nhâm Tiêu Diêu được bồi dưỡng từ nhỏ. Trong mỗi lần tổ chức phong thần chiến, đều là võ thần thế giới, nguyệt hoàng thế giới, nguyên võ thế giới ba thế giới chiếm thứ hạng cao, Lục Lâm Thiên cũng phải chú ý tới điểm này, thân là đầu lĩnh của ba thế giới này, Nhâm Tiêu Diêu, Hoàng Lạc Nhan chắc chắn không đơn giản. Mặt khác Lục Lâm Thiên cũng phải phòng bị Hoài Linh Ngọc, trực giác nói với Lục Lâm Thiên rằng, Hoài Linh Ngọc hiện tại là tồn tại rất khó đối phó, còn lần này, hắn nhất định phải giải quyết Hoài Linh Ngọc, tuyệt đối không thể cho hắn quay trở lại vô sắc thế giới. Xuy, siết chặt nắm tay, trong tay Lục Lâm Thiên cầm một nhẫn chữ vật Tô Nhan giao cho hắn cách đây không lâu, một viên trứng bản đan. Trứng bản đan có tác dụng lĩnh ngộ rất mạnh, giá trị của nó không thua gì Niết Bàn Luân Hồi Tử, thậm chí còn mạnh hơn một ít, nói như vậy, đây là đan dược Niết Bàn cảnh mới phục dụng. Lục Lâm Thiên cũng không quản nhiều như thế, hắn có vài phần tự tin trên phương diện lĩnh ngộ, có lẽ lúc này phục dụng trứng bản đan sẽ thu được kết quả ngoài sức tưởng tượng của bản thân. Lúc này hai đại liên minh ra tay bất phàm, Lục Lâm Thiên cảm thấy nội tình của hai đại liên minh vô cùng phong phú, trong khoảng thời gian này, Lục Lâm Thiên tự biết mình nên tận lực tăng cao thực lực của bản thân lên một ít, như vậy sẽ tăng thêm một ít hy vọng. Sau khi nuốt trứng bản đan vào bụng, Lục Lâm Thiên cũng không quên lấy đan dược tăng cường nguyên lực ra ăn vào, nếu trong thời gian này có thể tăng thực lực lên đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, có lẽ đến lúc đó hy vọng sẽ càng lớn hơn một ít. Xuy, kim quang nhàn nhạt bao phủ các nơi, Lục Lâm Thiên lập tức tiến vào trạng thái vong ngã, vận chuyển hỗn độn âm dương quyết trong người, tăng cường năng lực thôn phệ nguyên lực trong cơ thể, cũng ăn trứng bản đan, bắt đầu lĩnh ngộ các áo nghĩa trong đó. Ở không gian trong đầu Lục Lâm Thiên, cây đao màu vàng vẫn liên tục không ngừng hấp thu lấy linh hồn lực từ tiểu hồn anh, cũng không biết là muốn hấp thu tới khi nào. Trong đan điền khí hải, huyết lục, thanh trụ hư không dực, tử lôi huyền đỉnh vẫn quay chung quanh nguyên đan chữ vạn, nhiễm khí tức man hoang cổ xưa của nó. Áp chế cho ta, muốn phản kích cũng không dễ dàng như vậy, nên thành thật cho ta. Trong gian phòng yên tĩnh, khí âm tà cuồn cuộn, Hoài Linh Ngọc quát lớn, ánh mắt bắn ra hào quang âm tà. Vào đêm, bóng đêm bao phủ bầu trời trong xanh, tối nay trăng sáng sao thưa, ánh trăng như nước. Trong một góc sâu trong hư không vô tận, hai bóng trắng lướt ngang, hai thân ảnh ẩn hiện, người ta rất khó phát hiện ra. Quỷ cốc, người đoán trong thế hệ trẻ hiện tại, ai có thể phong thần? Giọng nói già nua mờ ảo truyền ra, trong hư không vô tận này trừ người kia ra, không có bất kỳ người nào có thể nghe thấy. Nguyên võ thế giới Nhâm Tiêu Diêu, nguyệt hoàng thế giới Hoàng Lạc Nhan, võ thần thế giới Tịnh Vô Ngân ba người này đều có hy vọng, vô sắc thế giới Thái A cũng có chút hy vọng, nhưng hy vọng của hắn nhỏ hơn ba người kia, còn có vô sắc thế giới Hoài Linh Ngọc, nhưng có một bất ngờ là hắn đã thôn phệ Tà Long. Tà Long bị tẩu hỏa nhập ma phát tác, cho nên bị Hoài Linh Ngọc dung hợp, một khi vận dụng Tà Long, sợ rằng Nhâm Tiêu Diêu, Hoàng Lạc Nhan, Tịnh Vô Ngân ba người cũng không cách nào ngăn cản được, lần này thật sự náo nhiệt. Một tiếng cười hào sảng vang lên. Quỷ cốc, Hoàng Lạc Nhan không thuộc về Vạn Thiên Liên Minh của ngươi, Nhâm Tiêu Diêu và Tịnh Vô Ngân là thế lực Nhâm gia cùng Tịnh gia, đều là thế lực trong Chiến Thiên Liên Minh của ta, xem ra ngươi đặt hy vọng vào người Hoài Linh Ngọc và Thái A. Giọng nói già nua nói. Nhàn Vân, đừng cho là ta không biết ngươi đang suy nghĩ gì, ngươi chính thức hy vọng căn bản không phải Tịnh Vô Ngân và Nhâm Tiêu Diêu, mục tiêu chính thức của ngươi là vô sắc thế giới Lục Lâm Thiên. Ngươi thương lượng với ta phong tỏa tin tức Lục Lâm Thiên lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, chính là sợ đám lão gia hỏa kia sau khi biết sẽ điên cuồng tranh đoạt với ngươi. Đừng cho rằng ta không biết ngươi đang suy nghĩ cái gì, lão bất tử ngươi âm hiểm cả đời, lúc này còn muốn tính toán ta, ngươi nên biết rõ. Lục Lâm Thiên cũng là người của Vạn Thiên Liên Minh, ngươi không thể đoạt được đâu. Giọng nói già nua vừa dứt, giọng nói hào sảng cười mắng. Quỷ cốc lão bất tử, ngươi kích động cái gì? Dựa theo quy tắc, đến lúc đó Lục Lâm Thiên nguyện ý thì đi theo ta, ngươi cũng không làm gì được, sức chiến đấu của tiểu tử này thật sự hiếm thấy, rõ ràng cho thấy rất thích hợp với ta, cùng lắm ta giao toàn bộ người phong thần trong lần này cho ngươi,
ta chỉ muốn Lục Lâm Thiên là đủ rồi. Giọng nói già nua lại vang lên. Nói bậy, Nhàn Vân, ngươi có ý gì, chẳng lẽ nói ngươi mạnh hơn ta hay sao? Có muốn động thủ thử xem không? Giọng nói hào sảng mắng. Ngươi nghĩ nhiều, ta cũng không ý này. Giọng nói già nua giải thích. Hừ, Nhàn Vân, người lão bất tử nghĩ quá đẹp rồi, lĩnh ngộ áo nghĩa kỳ lạ thứ 5, tất cả không liên quan tới tu vị, từ thời gian 3 năm trong khu vực săn bắn tuyên cổ, tiểu tử Lục Lâm Thiên này sát phạt quyết đoán, gọn gàng, thiên phú cực tốt, chỉ cần cho hắn thời gian, hắn chắc chắn sẽ vượt qua đám người phong thần, chẳng qua đây là việc sớm muộn mà thôi. Giọng nói hào sảng hừ lạnh. Quỷ cốc, nhưng ngươi không nên quên còn có tên Tam Kỳ đấy, tên kia rất âm hiểm. Ta hoài nghi hắn hiện tại cố ý tiến vào khu vực tuyên cổ, biết rõ những vật kỳ lạ bên trong khu vực tuyên cổ chúng ta không thể đấu upsilon.ng tới, cho nên hiện tại cố ý cho tên kia tiến vào. Sau đó giọng nói già nua do dự một lúc, hắn nói tiếp. Không biết hắn làm thế nào lại tìm ra Lục Lâm Thiên, quan hệ giữa hắn và Lục Lâm Thiên không tầm thường, dùng sự âm hiểm của Tam Kỳ lão gia hỏa kia, sợ rằng lần này chúng ta phải thất vọng rồi. Tam Kỳ lão gia hỏa này thật sự rất âm hiểm, nhưng mà lão gia hỏa này cũng nổi danh khó dây vào, cần phải đề phòng mới được. Hiện tại lão gia hỏa này dung hợp thiên tà giao, có lẽ trong thời gian ngắn ra không được, xử lý như thế, hắc hắc. Giọng nói hào sảng cười âm hiểm. Quỷ cốc, ngươi còn nói ta âm hiểm, ta xem ngươi mới âm hiểm đấy, ta cho ngươi biết, ngươi muốn nhân cơ hội này đoạt người của Tam Kỳ cũng được, nhưng chúng ta phải cạnh tranh công bằng, bằng không ta cũng không cho ngươi được thuận lợi. Nhàn Vân, người lão bất tử này thật vô sỉ mà. Cũng thế mà thôi. Ánh trăng như nước, bầu trời đêm trăng sáng sao thưa, ánh trăng bao phủ không gian, ánh sáng mờ ảo mông lung. Trên quảng trường, hàng tỷ sinh linh đang nhìn ngọc bích trên chiến trường, trên ngọc bích có mấy ngàn đạo quang mang lóe sáng, hơn 10 hào quang vẫn tỏa sáng, chứng minh người vô sắc thế giới tham gia quyết đấu tuyên cổ lần này vẫn còn sống. Nhưng kết quả như thế nào không có ai biết được. Có lẽ 10 người này đã sớm đầu hàng, bởi vậy trong khu vực săn bắn tuyên cổ, chỉ cần mình đầu hàng là có thể bảo vệ tính mạng. Dựa theo lệ cũ, nghe nói chỉ cần có người bước vào phong thần đài, thời điểm bóng đêm bao phủ sẽ có tin tức trực tiếp truyền ra, cho nên hàng tỷ người đang chờ đợi, chờ tin tức từ trong khu vực săn bắn truyền ra ngoài. Trong khu vực săn bắn, thời gian không biết bao lâu trôi qua, vô sắc thế giới cũng không có nhận được tin tức tốt. Tất cả mọi người đang đợi. Cả quảng trường im ắng, thậm chí không có người nào nói chuyện, tất cả mọi người đang đứng chờ trên quảng trường, bọn họ đang chờ xem tin tức tốt có rơi xuống vô sắc thế giới hay không. Trên một lầu các trên quảng trường, cường giả các thế lực đang chờ đợi, thời gian trôi qua thật chậm, tâm thần mọi người càng ngày càng khẩn trương. Tất cả đầu lĩnh các đường trong phi linh môn đang yên lặng chờ đợi tin tức. Âm minh dạ xoa, phạm thống, âm quỷ, địa long, thất sát, thất kiếm, phong đô tam hồn. Bạch Kinh Đường, Vấn Thân Mạc, Hòa Thượng Béo Gầy, Viêm Hỏa đang ngồi cùng nhau. Các ngươi nói trưởng môn và Thái A, Kim Viên Cung Phụng ba người có thể sớm bước lên phong thần đài hay không, phong thần đài rốt cuộc là như thế nào? Bạch Kinh Đường thấp giọng hỏi. Trưởng môn cùng Thái A tự nhiên không có vấn đề, Kim Viên Cung Phụng thì không biết thế nào. Phạm Thống nói nhỏ. Đợi đi, có lẽ sẽ có tin tức truyền đến. Âm Minh Dạ Xoa nói. Vì cái gì còn không có tin tức truyền đến, nghe nói tin tức chậm nhất cũng nên có rồi, nhưng hiện tại đã sớm qua giờ tí. Chẳng lẽ thật sự như mọi người suy đoán, 10 người đã sớm đầu hàng trong khu vực săn bắn tuyên cổ, căn bản không có tư cách tranh đoạt phong thần đài. Chẳng lẽ lúc này vô sắc thế giới chúng ta không có hy vọng sao, tất cả đều đợi uổng công. Chờ một chút, nói không chừng sẽ có tin tức đấy. Khi ánh trăng ngã về phía tây trên quảng trường dần dần bạo động. Chẳng lẽ lần này vô sắc thế giới chúng ta vẫn mất hứng quay về? Trên lầu cát, Tử Huyền áo bào tím hơi run, mắt nhìn trăng sáng với thần thái cô đơn. Thật sự không thể leo lên phong thần đài cũng không có vấn đề gì, dù sao bọn họ vẫn còn sống, quyết đấu tuyên cổ lần tiếp theo, chúng ta còn có hy vọng. Hoàng Thiên Tứ nói với Tử Huyền. Ai, cũng phải, ít nhất còn sống, chuyện chúng ta năm đó không cách nào làm được, bọn họ thất bại cũng bình thường. Dù sao tài nguyên tu luyện của chúng ta không thể sánh bằng võ thần thế giới, nguyên võ thế giới, nguyệt hoàng thế giới. Tử Huyền nói nhỏ. Ánh trăng ngã về tây, thời gian dần dần trôi qua, lúc này nắng sáng đã xuất hiện,
bóng tối và ánh sao từ từ nhường chỗ cho mặt trời. Vẫn thất bại, đã tới thời điểm này còn chưa có tin tức truyền tới. Trên lầu các, Thiết Hưng Quốc than nhẹ. Tại sao có thể như vậy, 10 người đều còn, ngay cả Linh Ấn thế giới, Hóa Huyền thế giới, Hồng Vân thế giới gặp chuyện không may. Hoài Viễn Khôi nói nhỏ. Chẳng lẽ, thật sự không thể leo lên phong thần đài sao, không có khả năng, đừng nói có là có chuyện gì xảy ra. Hai mắt hướng Hầu Minh mang theo dáng vẻ nghi hoặc, giờ phút này hắn vô cùng lo lắng. Mọi người quay trở về, không cần chần chờ. Tử Huyền khẽ thở dài. Ai? Từ sáng sớm, trên quảng trường, hàng tỷ khí tức chấn động, từng tiếng thở dài than thở, chờ suốt một đêm vẫn không có tin tức gì, ai cũng biết điều này đại biểu cái gì, đại biểu vô sắc thế giới đã thất bại. Vẫn thất bại, chúng ta đi thôi, không có khả năng còn có tin tức đến, bọn họ hẳn đã đầu hàng. Cũng phải, ít nhất còn sống, lúc này lại không có chút thu hoạch nào. Đi thôi. Trên quảng trường, mọi người bắt đầu tản đi. Đại bộ phận mọi người chờ mấy ngày tới mấy tháng, vốn cho rằng có kỳ tích phát sinh, từ hưng phấn đến khẩn trương, sau đó là chờ mong, hy vọng, đến bây giờ là thất vọng. Chuyện này làm cho mọi người bất đắc dĩ thổn thức không thôi, lúc này có hy vọng rất lớn nhưng không ngờ lại thua như vậy. Đám người di chuyển, tất cả mọi người đã bắt đầu rời đi, đến thời điểm này, bọn họ biết rõ kết quả, sợ rằng 10 tuấn kiệt của vô sắc thế giới đã thức thời. Cũng sớm đầu hàng, cho nên mới bình yên vô sự sống tới bây giờ. Trên lầu các gần quảng trường, tất cả mọi người cũng bắt đầu chuẩn bị rời đi, mang theo thần sắc cô đơn. Xuy xuy. Vào thời điểm này, không gian phía trên quảng trường lập tức có vết nứt không gian xuất hiện. Ai to gan như vậy, còn dám trực tiếp xé rách không gian tới nơi này, không phải còn có không gian trùng động sao? Người tới cũng quá lớn mật, trực tiếp xé rách không gian đến đây. Định gây hấn với vô sắc thế giới sao? Trong tiếng huyên náo xôn xao, tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lên, từng ánh mắt nhìn qua vết nứt không gian. Tất cả mọi người đang cảm thấy bất đắc dĩ và thất vọng trong lòng, không ngờ lúc này còn có người cuồng vọng xé rách không gian xuất hiện tại đây, đây không thể nghi ngờ đã chọc nhiều người tức giận. Ai to gan như vậy, dám xem vô sắc thế giới không người sao? Tâm tình đám người Tử Huyền không ổn, lúc này sắc mặt cũng không khá hơn mọi người. Siêu siêu. Xé rách vết nứt không gian, lúc này có hơn 20 thân ảnh xuất hiện, khí tức mênh mông bàng bạc bao phủ vô sắc thế giới. Khí tức thật mạnh. Một đạo khí tức khủng khiếp bao phủ quảng trường, trên quảng trường lúc này gió nổi mây phun, khí tức này quá mạnh, vô số thân ảnh trên quảng trường run động, linh hồn cũng bị chấn áp. Khí tức thật mạnh, có cường giả hàng lâm. Trong một khu lầu các, Âm Minh Dạ Xoa, Du Long Đường Ngũ, Âm Quỷ, Địa Long biến sắc. 20 đạo thân ảnh hàng lâm, hai người đi đầu áo bào tung bay, bộ dáng thất tuần, trên mặt mang theo thần thái uy nghiêm, hai mắt sáng ngời như sao, khí tức tuyên cổ trường tồn cũng bạo phát ra ngoài. Năng lượng thiên địa chung quanh không ngừng thay đổi ở chung quanh hai người đứng đó nhưng lại làm năng lượng thiên địa biến hóa rất mạnh. Sau lưng hai người, khí tức chấn động quá nhiều, chỉ ít có 6 người có tu vị niết bàn cảnh, những người khác thấp nhất cũng là đại đạo cảnh sơ giai. Tử Huyền, Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hưng Quốc, Hoài Viễn Khôi, thậm chí là Hướng Hầu Minh, An Thế Hải cũng biến sắc, thời điểm nhìn thấy hơn 20 người cùng xuất hiện tại đây, sắc mặt lập tức đại biến. Bái kiến Lạc trưởng lão. Bái kiến Công Tôn trưởng lão. Tiết Hưng Quốc, Hoài Viễn Khôi, An Thế Hải, Hướng Hầu Minh, Hoàng Thiên Tứ và người Vạn Thiên Liên Minh cùng Chiến Thiên Liên Minh đứng ngoài nhìn thấy hai người đứng đầu, lập tức cung kính hành lễ, sắc mặt đại biến. Hai người này cũng không phải là người lạ, trong Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh đều có địa vị cực cao. Đám người Tiết Hưng Quốc thật sự không rõ, vì sao hôm nay hai trưởng lão lại tự mình hàng lâm vô sắc thế giới. Hai người này một có ghế trưởng lão trong Vạn Thiên Liên Minh, một có ghế trưởng lão trong Chiến Thiên Liên Minh, hai người đều là cường giả tuyên cổ cảnh, bình thường sẽ không bao giờ tới vô sắc thế giới. Là trưởng lão hai đại liên minh trưởng lão đến. Là hai người. Địa vị trưởng lão rất cao thượng, bình thường sẽ không đến vô sắc thế giới cũng có ghế trưởng lão, nhưng bình thường cũng không ở trong vô sắc thế giới. Hai trưởng lão Vạn Thiên Liên Minh và Chiến Thiên Liên Minh cùng đi với nhau, không lẽ có chuyện gì xảy ra sao, chẳng lẽ là tin tức trong khu vực Liệp Tràng? Nằm mơ đi, cho dù có tin tức tốt, cũng không tới phiên hai trưởng lão tự thân xuất mã, trừ khi có ít nhất vài người bái tướng,
sợ rằng bái tướng cũng không thể có tư cách để trưởng lão đến đây, cho dù có một người phong hoàng cũng không có tư cách này. Cho nên đây là chuyện không có khả năng, huống chi còn là tin tức tốt, buổi tối hôm qua nên truyền đến, sao lại có thể trễ như thế này. Trong áp bức vô hình này, vô số ánh mắt trên quảng trường nhìn đám người Tiết Hưng Quốc cung kính hành lễ, bọn họ mới biết thân phận của người tới. Mọi người trên quảng trường vốn tức giận không nhỏ, lúc này nhìn thấy người tới là trưởng lão hai đại liên minh thì không có biện pháp. Thân là trưởng lão hai đại liên minh, thực lực có thể nghĩ, đủ để diệt toàn bộ người trên quảng trường. Cường giả thế này chỉ cần động thủ là có uy năng di sơn đảo hải, hủy thiên diệt địa, không ai có thể trêu chọc, cường giả cỡ này không phải ai muốn gặp là gặp. Không cần đa lễ. Giữa không trung, lão giả đứng bên trái có tóc ngắn màu đen, ánh mắt như sao, thần thái sáng lạn, thái độ với đám người Tiết Hưng Quốc cũng cực kỳ bình thản, có lẽ đã gặp quá nhiều. Lão giả tóc đen nhìn qua mọi người, hắn tươi cười và nói. Vốn nên đến sớm hơn, nhưng tạm thời gặp một ít chuyện, không gian trùng động bên kia vừa kiểm tra tu sửa, sợ các ngươi chờ lâu, cho nên chúng ta mới trực tiếp xé rách không gian tới đây. Công tôn trưởng lão, không biết là việc gì cần ngài tự mình tới đây, trực tiếp bảo ta đi là được rồi. Hoàng Thiên Tứ cung kính nói với lão giả tóc đen, bình thường tuy hoàng gia hơi có giao tình với công tôn trưởng lão, nhưng mà công tôn trưởng lão bình thường cũng không chủ động khách khí với mình, chuyện này làm cho Hoàng Thiên Tứ cảm thấy nghi hoặc. Lão giả tóc đen còn chưa nói chuyện, lão giả khác đã mở miệng nói. Cũng không có chuyện đại sự gì, chỉ muốn nói với các người biết, lúc này trong quyết đấu vạn cổ, trong vô sắc thế giới có 9 người leo lên phong thần đài, thành tích như vậy thật đáng mừng. Lão giả này không biết cố ý hay vô ý, giọng nói tuy nhỏ nhưng xuyên thấu không gian, có thể lọt vào tai của hàng tỷ người trên quảng trường này. Cái gì? Nghe vậy, tất cả mọi người rung động rất mạnh, lập tức nhìn chân chối, cả đám như vừa tắm trong nước lạnh, đột nhiên toàn thân run rẩy. Vô sắc thế giới có 9 người leo lên phong thần đài. Tiết Hưng Quốc, Tử Huyền, Hoàng Thiên Tứ, các cường giả thế lực lớn đều há hốc mồm, đây là chuyện quá khó tin. Tiểu đội 10 người có 9 người leo lên phong thần đài, trong nội tâm bọn họ hiểu rất rõ, cho dù top 10 trung thiên thế giới thường xuyên có cường giả tiến vào phong thần đài cũng không có thành tích như vậy. Có thể làm được bước này, trừ phi là võ thần thế giới, nguyệt hoàng thế giới và nguyên võ thế giới còn không kém bao nhiêu. Thế nhưng mà bài danh của vô sắc thế giới còn không thể tiến vào trước 600, tiểu đội 10 người có 9 người tiến vào phong thần đài, điều này sao có thể, đây là chuyện không thể tưởng tượng nổi. Không thể tưởng tượng nổi tới mức mọi người căn bản không dám tin. Lạc trưởng lão, đây là lời nói đùa sao? Ánh mắt hướng Hầu Minh run rẩy nhìn lão giả vừa nói chuyện, đôi mắt của hắn đầy chờ mong muốn biết đáp án. Trong ánh mắt rung động của tất cả mọi người, tất cả đều nhìn lên không trung, chờ đáp án khẳng định, chờ đáp án không thể tưởng tượng nổi. Từng ánh mắt nhìn chằm chằm lên không trung, không gian lâm vào yên tĩnh, lặng ngắt như tờ, tiếng tim đập cũng có thể nghe rõ ràng. Đây không phải lời nói đùa, vô sắc thế giới có 9 người tiến vào phong thần đài, trong đó có vài người tiến vào phong thần đài biểu hiện không tầm thường. Công tôn trưởng lão tóc đen nói ra. Nghe vậy, quảng trường yên tĩnh trong nháy mắt, từng tia ánh mắt sáng lên, tần suất gia tốc, cuối cùng bỗng nhiên bộc phát. Thành công, 9 người đặt chân phong thần đài, đây là thành tích huy hoàng nhất trong vô sắc thế giới từ trước tới nay. Đây là thật sao, ta không có nghe lầm chớ. Vô sắc thế giới sắp quật khởi. Ta biết ngay, lúc này 10 người bọn họ sẽ không làm vô sắc thế giới thất vọng. Tốt lắm, bọn họ là niềm tự hào của vô sắc thế giới chúng ta. Rốt cuộc vô sắc thế giới sắp quật khởi. Sau khi yên tĩnh ngắn ngủi, tất cả mọi người rung động, từng tiếng nghị luận thán phục lập tức biến thành tiếng náo nhiệt vang vọng các nơi, tiếng gầm cuồn cuộn, thậm chí náo nhiệt hơn trước kia rất nhiều. Vào lúc này thành vô sắc cũng sôi trào theo. Từ hưng phấn đến thất vọng, đến bất đắc dĩ, đến bây giờ đột nhiên là kinh hỉ, trong thời gian ngắn xảy ra quá nhiều việc, nội tâm mọi người biến hóa bất định, nhưng cuối cùng kết quả đáng cho mọi người chờ đợi. Vù vù, đám người Hoàng Thiên Tứ, Tử Huyền, Hướng Hầu Minh, Tiết Hưng Quốc, bọn họ đều trợn mắt há hốc mồm, thật lâu không cách nào hoàn hồn trở lại, bởi vì bọn họ rung động quá mạnh. 9 người đặt chân phong thần đài AH, thành công, thành công. Đây là thật sao, 9 người đặt chân phong thần đài, thành tích cỡ này có thể sánh bằng tiểu đội top 3 đấy. Trời trợ giúp vô sắc thế giới chúng ta.
Từng âm thanh hít thở truyền ra, Hoàng Thiên Tứ, Tử Huyền, Tiết Hưng Quốc và các thế lực khắp nơi rung động rất mạnh, hai tay run rẩy siết chặt lại, rất khó nhẫn nhịn được. Đối với thế lực khắp nơi mà nói, 9 người bước vào phong thần đài đại biểu cho cái gì, đặt chân phong thần đài đều là người có biểu hiện không tầm thường, khó trách hai đại trưởng lão đồng thời đến đây, loại thành tích này đủ làm vô sắc thế giới khiếp sợ. Thành công, ta nói trưởng môn và đám người Thái A không có vấn đề. Ta tới bây giờ chưa từng hoài nghi qua. Trong phi linh môn, mọi người kích động cũng không cao bằng người trong quảng trường, bởi vì trong lòng mọi người, loại kết quả này cũng không làm người ta quá ngạc nhiên. Trưởng môn, Thái A, Kim Viên Cung Phụng có lẽ cũng tiến vào phong thần đài, lần này là đại thắng. Âm quỷ khẽ cười nói. Kế tiếp là nội đường và ngoại đường, yêu đường nên làm việc rồi. Phạm Thống mỉm cười. Ám đường tra được, trước khi tiến vào vạn thế liệp tràng, Kỳ Phong Thương Hội có người âm thầm đi qua Hồng Vân thế giới, Linh Ấn thế giới, Hóa Huyền thế giới, trong ba thế giới này phân biệt có Linh Thiên Thương Hội, Tụ Phẩm Lâu, Phong Linh Thương Hội. Đôi mắt đỏ rực của Âm Minh Dạ Xoa chấn động, mang theo chút ít hàn khí. Trong vạn thế liệp tràng, sợ rằng có một ít chuyện xảy ra, lúc này Kỳ Phong Thương Hội tuyệt đối không thoát liên quan, chờ sau khi trưởng môn quay về, tất cả sẽ rõ. Thiên Xu nói. Trên không trung, nhìn phản ứng của mọi người, Lạc trưởng lão nói. Cấp trên đã quyết định, trong ngàn năm tiếp theo, trong vô sắc thế giới có tổng cộng 500 người trẻ tuổi tiến vào mật địa hai đại liên minh tu luyện. Tất cả ghế hộ pháp trong vô sắc thế giới trợ giúp đệ tử tiến vào phong thần đài đều được ban thưởng một viên sinh tử đan, những ghế khác sẽ ban thưởng theo thứ tự. 500 danh ngạch tiến vào mật địa liên minh, top 3 trung thiên thế giới cũng chỉ có bao nhiêu danh ngạch như vậy mà thôi. Vô sắc trung thiên thế giới thật sự quật khởi. Hoàng Thiên Tứ, Tử Huyền, Tiết Hưng Quốc nghe vậy, ánh mắt rung động rất mạnh, lập tức kích động không nhỏ, nước mắt rơi đầy mặt, có nhiều danh ngạch trong mật địa liên minh. Vô sắc thế giới có thể bồi dưỡng thêm nhiều đệ tử trẻ tuổi, bình thường mà nói, trong vô sắc thế giới mỗi năm có 5 danh ngạch. 9 người của vô sắc thế giới đặt chân phong thần đài dựa theo quy định, trong vô sắc thế giới bố trí, thời không hình chiếu truyền tống trận, cỡ lớn, đến lúc đó, nửa tháng sau vô sắc thế giới có thể quan sát toàn cảnh vạn cổ liệp tràng. Công tôn trưởng lão nói, bố trí thời không hình chiếu truyền tống trận. Cần tu luyện giả tinh thông thời gian cùng không gian và linh hồn áo nghĩa mới có thể bố trí, kỳ thật thực lực còn đạt tới ngoài niết bàn cảnh, cường giả có thiên phú như vậy, trong hai đại liên minh cũng không có bao nhiêu. Mà bố trí thời không hình chiếu truyền tống trận, người có thực lực bố trí ít nhất cũng phải có cấp độ ngoài tuyên cổ cảnh, cường giả có thiên phú như vậy trong hai đại liên minh đều là bảo vật, địa vị cao thượng, bình thường sẽ không xuất hiện. Dường như Lạc trưởng lão cũng là tuyên cổ cảnh. Còn là tu luyện giả linh hồn, thời gian, không gian áo nghĩa, khó trách Lạc trưởng lão tự mình đến đây. Lạc trưởng lão, xin hỏi là 9 người nào tiến vào phong thần đài? Ánh mắt Hoài Viễn Khôi lập lòe, thần sắc của hắn lúc này khẩn trương, sợ rằng có chuyện xảy ra. Lạc trưởng lão nói, trừ Tôn Tiểu Nhã ra, 9 người còn lại đều tiến vào phong thần đài. Thực lực Tiểu Nhã hơi thấp a hát, nhưng có thể đi đến bước này đã không tệ. Trong đám người, Tôn Điền kích động nói ra, hắn cũng không có thất vọng, thành tích cỡ này đã vượt qua dự đoán của hắn rồi. Hô! Khi Hoài Viễn Khôi nghe vậy liền thở ra một hơi, lập tức âm thầm nói nhỏ. Tại sao có thể như vậy, Lục Lâm Thiên có thể leo lên phong thần đài, chẳng lẽ kế hoạch thất bại sao? Cũng may Linh Ngọc cũng leo lên phong thần đài, có lẽ không xảy ra vấn đề lớn. Quỷ Hoa cũng leo lên phong thần đài, vạn diệu tiểu thiên thế giới sắp quật khởi. Bạch Lang tốt lắm, Thiên Lang tiểu thiên thế giới tự hào vì ngươi. Trên lầu các có hai đội hình hơn 10 người kích động nói ra. Trong không minh tiểu thiên thế giới, người phụ trách vạn thiên liên minh hướng hầu minh và người phụ trách vạn thiên liên minh vạn cổ thế giới Tôn Cao Mộc có ở đây không? Giữa không trung, thân ảnh Lạc trưởng lão đáp xuống, hắn lên tiếng hỏi thăm. Hướng hầu minh hộ pháp phụ trách vạn thiên liên minh không minh tiểu thiên thế giới, bái kiến Lạc trưởng lão. Tôn Cao Mộc đường chủ vẫn còn ở vạn cổ thế giới, cho nên không đến vô sắc thế giới. Hướng hầu minh cung kính tiến lên, Lạc trưởng lão không phải trưởng lão bình thường, trong trưởng lão hội cả vạn thiên liên minh cũng có địa vị cao thượng, thân là tu luyện giả thời gian, không gian, linh hồn áo nghĩa, thiên phú này trong thượng thanh đại thiên thế giới cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Ngươi chính là hướng hầu minh sao? Lạc trưởng lão nhìn hướng hầu minh, hắn tươi cười nói.
Lúc này trong không minh tiểu thiên thế giới, vạn thiên liên minh có 3 người leo lên phong thần đài, ta phụng lệnh quỷ cốc trưởng thượng, đặc biệt chúc mừng ngươi một tiếng, quỷ cốc trưởng thượng bây giờ đang trấn thủ hoàng không gian nên không thể tự mình tới đây, cho nên ta muốn hỏi ngươi một câu, có bằng lòng gia nhập môn hạ của quỷ cốc trưởng thượng hay không, trở thành đệ tử nhập thất, mặt khác tôn cao mộc đường chủ sẽ thăng lên thành hộ pháp, đồng thời có thể tiến vào mật địa thượng thanh đại thiên thế giới tu luyện 100 năm. Cái gì? Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hưng Quốc, Hoài Viễn Khôi, An Thế Hải nghe xong lập tức nghẹn họng nhìn hướng Hầu Minh, hai đại trưởng lão đến đây đã đủ dọa người, không ngờ còn có trưởng thượng tự mình an bài. Thậm chí còn tự mình an bài cho hướng Hầu Minh cùng Tôn Cao Mộc, điều này quá rung động rồi, cấp độ trưởng thượng là cường giả quá mạnh, bình thường tuyệt đối là thần long thấy đầu không thấy đuôi, còn bảo hướng Hầu Minh bái nhập làm đệ tử nhập thất của hắn, đây chính là điểm làm người ta ngạc nhiên ngây người. Hướng Hầu Minh lúc này giẫm cứt chó rồi, vận may này cũng gặp, còn làm môn hạ trưởng thượng, về sau tiền đồ vô lượng. Lúc này hướng Hầu Minh lão gia hỏa đại phát. Mọi người nhìn hướng Hầu Minh, ngay cả Hoàng Thiên Tứ, Tiết Hưng Quốc, Tử Huyền cũng phải hâm mộ ghen ghét. Hướng Hầu Minh cũng rung động, ngơ ngác ngây ngốc sau đó cuồng hỉ, lập tức không ngừng gật đầu nói. Ta nguyện ý, đương nhiên nguyện ý. Trong thiên trụ giới, thời gian trôi qua từ từ. Trong không gian tầng thứ 7, thời gian dần dần trôi qua 3 năm, Lục Lâm Thiên bao phủ trong kim mang, hắn cũng mất đi khái niệm thời gian, đắm chìm trong trạng thái lĩnh ngộ vong ngã. Trong người Lục Lâm Thiên có rất nhiều năng lượng, hắn ăn rất nhiều đan dược, đang bị hỗn độn âm dương quyết thôn phệ, không ngừng rót nguyên lực vào trong đan điền, làm cho đan điền khí hải khổng lồ đang từ từ tràn đầy. Trong đan điền khí hải, đan nguyên chữ vạn bộc phát khí tức man hoang cổ xưa, huyết lục, thanh trụ hư không dực. Tử Lôi Huyền Đỉnh đang tương liên với nguyên đan chữ vạn. Thời gian trôi qua thật nhanh, khí tức trên những linh khí này từ từ nhiễm khí tức man hoang, trong lúc vô hình cải biến không ít, làm cho chúng khác với các linh khí khác không ít. Trong 3 năm này, Lục Lâm Thiên thôn phệ đan dược và nhiều thiên tài địa bảo khác, số lượng đạt tới mức khủng bố, tất cả chỉ có thôn phệ và thôn phệ. Lục Lâm Thiên còn thôn phệ rất nhiều tinh thạch thế giới trung phẩm. Tất cả đều là vì Lục Lâm Thiên muốn tăng thực lực của mình lên trong thời gian ngắn nhất. Ngao! Trong thiên trụ giới tầng thứ 2 có tiếng long ngâm gào thét, thân thể khổng lồ của Kim Viên bay lên trời, lúc này đang hội tụ năng lượng thiên địa cuồn cuộn, động tĩnh phải mất thời gian mới bình thường trở lại, mọi người lập tức bị kinh động thức tỉnh. Hô! Kim Viên thu hồi bản thể, lại khôi phục hình người, đạp không đứng đó, mở mắt ra, tinh quang trong mắt bắn ra ngoài. Hắn đã đạt tới đại đạo cảnh cao giai. Chúc mừng Kim Viên sư thúc. Thân ảnh Thái A đến bên cạnh Kim Viên, so sánh với thân thể khôi ngô của Kim Viên, dáng người của hắn cực kỳ nhỏ gầy. Xem ra ngươi cũng có hy vọng rồi. Mọi người nhao nhao chúc mừng, Kim Viên thân là thú tộc, nhưng thời đột phá cực nhanh, cũng đủ làm cho Tiết Mặc Kỳ, Quỷ Hoa, Bạch Lang, Hoàng Sa, Tử Viêm rung động không nhỏ. Hy vọng cũng không lớn. Có thể đặt chân phong thần đài không có kẻ yếu, nếu như vận khí tốt gặp gỡ một ít kẻ thực lực yếu, tăng thêm át chủ bài của ta đúng là có chút hy vọng. Kim Viên nói ra, tuy lần này có đột phá, nhưng mà Kim Viên cũng không có cao hứng, cảm giác thực lực người đặt chân phong thần đài, trong cuộc chiến bái tướng không có kẻ yếu, Kim Viên tự biết khó khăn trùng trùng điệp điệp, cho nên phần thắng không lớn. Vẫn có hy vọng, tu vị đại đạo cảnh cao giai, tăng thêm thiên phú huyết mạch hoàng kim long viên nhất tộc. Còn có áo nghĩa linh khí, cho dù chiến một trận với bán niết bàn cũng có chỗ dựa vào, vận khí tốt còn có thể chiến thắng. Một giọng nói vang lên, lập tức hai thân ảnh xuất hiện trước mặt mọi người. Sư phụ, đội trưởng, Lâm Thiên huynh đệ. Mọi người lập tức rời bước qua, người tới là Lục Lâm Thiên cùng Mạc Kình Thiên hai người. Sư phụ, khí tức trên người của ngươi dường như tăng cường không ít. Thái A tu luyện hỗn độn linh dương quyết. Là trực hệ liên hệ với hỗn độn âm dương quyết, bởi vậy hắn có thể cảm giác rõ ràng nhất, trong thời gian này khí tức trên người sư phụ tăng cường lên rồi. Sư phụ ngươi là biến thái, hẳn đã đạt tới chuẩn niết bàn. Mạc Kình Thiên vỗ vai Thái A, nhìn Lục Lâm Thiên, ánh mắt mang theo vẻ bất đắc dĩ, hắn đã sớm được khí tức trên người Lục Lâm Thiên biến hóa. Chuẩn niết bàn. Mọi người nghe xong nghẹn họng nhìn chân chối, chuẩn niết bàn với người ở đây chính là cao thủ mạnh nhất. Hoàn toàn khác với bán niết bàn. Bán niết bàn là do lĩnh ngộ không đủ, mà nguyên lực đầy đủ đột phá cấp độ, cho nên mới vượt qua đại đạo cảnh, nhưng lại xấu hổ vì không đạt tới cấp độ niết bàn cảnh,
cũng chỉ xem như bước một chân vào cấp độ niết bàn cảnh. Loại cấp độ này tuy mạnh hơn đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, nhưng không có kẻ nào quá hâm mộ, bởi vì người ở cấp độ này rất xấu hổ, trên cơ bản muốn chính thức đột phá lên cao hơn quá khó khăn. Cũng tỉ như tu vị bán niết bàn, nói như thế nào người có tu vị đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong sẽ không hâm mộ người có tu vị bán niết bàn, đến cấp độ bán niết bàn muốn chính thức đột phá đến niết bàn cảnh còn khó hơn từ đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong đột phá đến niết bàn cảnh rất nhiều. Mà cấp độ chuẩn niết bàn thì khác, chuẩn niết bàn là lĩnh ngộ và nguyên lực đều đạt tới cấp độ đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, hai chân đang lấy đà nhảy lên cao hơn, có lẽ chỉ kém một cơ hội là trực tiếp tiến vào cấp độ niết bàn cảnh. Loại cấp độ này cao hơn đại đạo cảnh cao giai đỉnh phong, chỉ cách niết bàn cảnh một bước, chỉ cần có cơ hội là có thể một lần hành động đột phá, chính thức đặt chân niết bàn cảnh. Thấy biểu lộ kinh ngạc của mọi người, Lục Lâm Thiên mỉm cười, cấp độ chuẩn niết bàn cực kỳ huyền diệu. Trong thời gian 3 năm tận lực tăng cường thực lực, hắn tiêu hao đan dược, thiên tài địa bảo, tăng thêm đại lượng tinh thạch thế giới đã đạt tới con số khủng bố, sau khi Phạm Thống biết con số chắc chắn sẽ đau lòng muốn chết. Mà cuối cùng đạt tới chuẩn niết bàn cũng làm cho Lục Lâm Thiên cảm thấy ngoài ý muốn. Có thể đến cấp độ chuẩn niết bàn, Lục Lâm Thiên đoán chừng nguyên nhân lớn nhất chính là nhờ vào chứng bàn đan, đan dược bàn phẩm trung giai, nó có chỗ tốt cực lớn với người có tu vị niết bàn cảnh trung giai. Một viên trứng bàn đan đủ làm cho cường giả niết bàn cảnh trung giai táng ra bại sản, chỗ tốt lớn tới mức có thể nghĩ. Chỗ tốt cỡ này Lục Lâm Thiên cũng cảm giác được, cho dù hắn tiêu hao sạch sẽ, chờ mình đến niết bàn cảnh thì trứng bàn đan vẫn mang tới chỗ tốt cực lớn. Thời gian đã không còn nhiều, ta nghĩ chúng ta cũng nên đi ra ngoài chuẩn bị tham gia cuộc chiến bái tướng đi. Lục Lâm Thiên nhìn mọi người, tính toán thời gian bên ngoài sắp tới rồi. Nên đi ra ngoài thôi, là long là trùng, đến lúc đó sẽ biết rõ, xem ra trong đám người chúng ta, cuối cùng còn có mấy người tham gia phong hoàng đây, nếu có người có thể thành thần, đây là bá đạo tuyệt luân ra sao? Mạc Kình Thiên nói, bái tướng phong hoàng, tuyên cổ chú mục. Trong mắt mọi người chiến ý cuồn cuộn, nhiệt huyết sôi trào, một đám người trẻ tuổi đứng cạnh nhau, vì vạn thế đối quyết đã ký huyết mạch trong người bọn họ sôi lên. Một lát sau, trong đại điện phong cách cổ xưa, phía đông bắc, Tô Nhan cầm đầu hơn 20 người đi vào đại điện, trong đó có hơn 10 người tu vị niết bàn cảnh. Chư vị, ngày mai các ngươi sẽ tham gia trận đầu bái tướng, tổng cộng 2 trận, 240 người tham gia phong thần đài, mọi người sẽ đấu 2 trận, người thắng lưu, kẻ bại xuống, sau 2 trận sẽ còn lại 60 người. Tô Nhan nhìn Lục Lâm Thiên, Mạc Kình Thiên, Thái A rồi nói ra, thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ngày mai quyết đấu, có quy tắc gì? Lục Lâm Thiên hỏi Tô Nhan. Tô Nhan nói. Không có quá nhiều quy tắc, trừ không cho phép vận dụng khôi lỗi, chiến hạm ngoại lực ra, không cố ý lấy mạng người khác. Một khi trọng tài nhận định ngươi cố ý lấy mạng kẻ khác, không để ý quy tắc, chắc chắn sẽ bị đánh chết. Ngay cả các gia tộc thế lực sau lưng kẻ đó cũng bị ảnh hưởng thật lớn. Cho nên các ngươi nhất định phải nhớ rõ ràng, nhưng mà không nói các ngươi cần hạ thủ lưu tình, không phải cố ý muốn tánh mạng người khác hay không. Sẽ có người nhận định. Hai trận bái tướng, an bài như thế nào, có thể gặp người cùng thế giới hay không? Mạc Kình Thiên hỏi, phương diện này hắn không rõ quy tắc cụ thể. Một đại hán mặc trường bào đi lên, có tu vị niết bàn cảnh trung giai, hắn là người tiếp dẫn của Mạc Kình Thiên, nói với Mạc Kình Thiên. Phương diện này sẽ không xảy ra, quyết đấu ngày mai sẽ công bằng nhất, sẽ có người an bài. Đại hán mặc trường bào nhìn Mạc Kình Thiên. Ánh mắt lại nhìn qua những người khác, có chút muốn nói lại thôi. Nói cho bọn họ nghe đi, dù sao cũng không phải bí mật gì. Dường như Tô Nhan nhận ra đại hán do dự, không ít người tiếp dẫn cũng gật đầu. Đại hán nghe xong, lúc này giải thích với đám người Mạc Kình Thiên. Mặt khác, nói như thế này, đối thủ quyết đấu ngày mai sẽ căn cứ vào độ cao phong thần đài, độ cao cao nhất quyết đấu với độ cao thấp nhất, trên lý luận, chính là người có thực lực cao nhất đối phó kẻ yếu nhất. Chính là vì đào thải kẻ yếu, bởi vì khi bái tướng phong hoàng chỉ cho phép kẻ mạnh nhất tồn tại, sẽ không xuất hiện tình trạng ngay từ đầu kẻ mạnh bị kẻ mạnh nhất loại bỏ ngay từ đầu, làm thế không phù hợp với mục đích tổ chức vạn thế đối quyết, cho nên ngày mai đối thủ của các ngươi, kẻ yếu thất bại là đương nhiên. Hơi dừng một chút, trường bào lão giả tiếp tục nói. Thực lực gần trước khó bị đào thải, trừ phi là vận khí không tốt gặp phải kẻ địch thực lực cường hãn. Thời điểm trèo lên phong thần đài sẽ có kẻ ấn dấu thực lực, cho nên phải cẩn thận.
Loại quy tắc này thật công bằng, nhưng thực lực không quá mạnh lại là bất lợi to lớn, vận khí cũng không phải thứ nên dựa vào. Lục Lâm Thiên nói nhỏ, trong nội tâm càng lo lắng cho đám người Kim Viên, Bạch Lang, bọn họ lúc trước khi tham gia phong thần đài có thành tích không quá tốt, dựa theo quy tắc này, ngay từ đầu sẽ gặp cường giả. Bái tướng Phong Hoàng, có gì khác nhau? Quỷ Hoa hỏi, lời này hấp dẫn người trong đại điện lắng nghe, lời của Quỷ Hoa rất âm trầm, nghe xong có phần không khỏe nhưng không ai biểu hiện ra ngoài. Một lão giả áo trắng tiếp dẫn Quỷ Hoa tiến lên, nói. Ngày mai bắt đầu cuộc chiến bái tướng, chia ra làm hai trận, 60 người cuối cùng, 60 người này sẽ đánh trận chiến bái tướng thứ hai, 30 người bị thua sẽ thành chiến tướng của hai liên minh, có tư cách tiến vào mật địa nhân giới trong thế giới hỗn độn tu luyện. Chiến tướng, mật địa nhân giới. Lục Lâm Thiên, Kim Viên, Thái A đều nghi hoặc. Vạn thế đối quyết, cuối cùng sẽ có chiến tướng, chiến tôn, chiến hoàng và chiến thần xuất hiện. 60 người thắng cuối cùng sẽ có 30 người trở thành chiến tướng, tiến vào mật địa nhân giới lĩnh ngộ tu luyện. 20 người khác sẽ thành chiến tôn, tiến vào khu vực mật địa địa giới tu luyện, 9 người phong làm chiến hoàng, tiến vào thiên giới mật địa tu luyện, người cuối sẽ có tôn xưng chiến thần, cũng tiến vào sâu trong thiên giới mật địa tu hành. Nhân giới, địa giới thiên giới, đây là ba mật địa mạnh nhất thế giới hỗn độn, dùng thiên giới mật địa mạnh nhất. Ngay cả người trẻ tuổi của tám cổ tộc cũng chỉ có người nổi bật nhất mới có tư cách tiến vào, cũng khống chế trong tay tám đại cổ tộc, trừ tám đại cổ tộc ra, cũng chỉ có chiến tướng, chiến tôn, chiến hoàng và chiến thần mới có tư cách đi vào. Tô Nhan nhìn ra nghi hoặc của Lục Lâm Thiên, một hơi nói với mọi người. Bất kể là chiến tướng, chiến tôn hay là chiến hoàng đều có thể trở thành đệ tử nhập thất của cường giả thế giới hỗn độn, về sau cũng sẽ tiến vào hạch tâm của hai đại liên minh. Có được chỗ tốt và tài nguyên tu luyện tốt nhất, tất cả sẽ được hai đại liên minh hậu thuẫn phía sau. Chiến tướng, chiến tôn, chiến hoàng, chiến thần, thì ra là thế. Lục Lâm Thiên thì thào, nói như vậy, 60 người cuối cùng sẽ chiếm được rất nhiều chỗ tốt. Từ lời của Tô Nhan và người tiếp dẫn, đám người Lục Lâm Thiên biết được, vạn thế đối quyết quyết đấu tới cuối cùng tổng cộng chỉ 4 ngày, ngày đầu tiên sẽ tiến hành hai trận phân cao thấp, cuối cùng lưu lại 60 người. 60 người này sẽ được rất nhiều thế giới chú mục, ngày hôm sau tuyển ra 30 chiến tướng, ngày thứ 3 tuyển ra 20 chiến tôn và 10 chiến hoàng. Mà ngày cuối cùng, 10 chiến hoàng mạnh nhất chỉ chọn ra một người chiến thắng đứng đầu chiến hoàng, người này sẽ là đệ nhất nhân tất cả trung thiên thế giới trong thượng thanh đại thiên thế giới, được xưng là thần, phong hào chiến thần. Mà Lục Lâm Thiên, Thái A, Kim Viên cũng từ trong lời Tô Nhan biết được vài chuyện kinh ngạc. Nghe nói chỉ cần có người leo lên phong thần đài, trung thiên thế giới của bọn họ sẽ có người hai đại liên minh người bố trí một loại thời không hình chiếu truyền tống trận, loại trận pháp này cần thời gian, không gian và linh hồn áo nghĩa, chỉ có cường giả đồng thời tu luyện ba loại áo nghĩa mới có thực lực bố trí ra. Mà tác dụng lớn nhất của thời không hình chiếu truyền tống trận là có thể xem được tình hình thực tế trong vạn thế đối quyết, truyền tống vào trung thiên thế giới, để hàng tỷ sinh linh trong trung thiên thế giới cùng xem. Ngay cả âm thanh cũng rõ ràng. Đây là tiếp sóng trực tiếp rồi. Sau khi Lục Lâm Thiên biết được, ánh mắt chấn động, so sánh với truyền hình kiếp trước, quả thật ăn dứt truyền hình. Vô sắc thế giới, hoàng hôn ảm đạm, tà dương như máu, mặt trời lên cao ở thành vô sắc, hào quang bắn ra bốn phía, chiếu sáng ánh mắt như mộng ảo của mọi người. Mọi người đang tĩnh tọa ở quảng trường, đang chờ cuộc chiến bái tướng ngày mai, vô sắc thế giới có thành tích thế nào thì ngày mai sẽ rõ. Cảnh tượng rầm rộ bực này làm vô số người chen chúc tới thành vô sắc. Vào lúc này 9 người của vô sắc thế giới đang bước vào phong thần đài, từ trước tới nay, đây là thành tích tốt nhất của vô sắc thế giới khi tham gia vạn thế đối quyết. Trong nửa tháng qua việc này lan truyền ra khắp trung thiên thế giới, cho dù là người ở góc nào của thế giới cũng biết tin tức. Vạn cổ thế giới, thiên lang thế giới, vạn diệu thế giới đã sớm răng đèn kết hoa, vui sướng hớn hở. Khi tin tức rung động này truyền ra, tên của Lục Lâm Thiên, Hoài Linh Ngọc, Tiết Mặc Kỳ 9 người trở thành thần tượng của cả vô sắc thế giới. Thậm chí khi tin tức truyền ra, Phi Linh Môn trong thời gian nửa tháng này có vô số người muốn gia nhập. Không biết thành tích ngày mai như thế nào. Trong một lầu các trên quảng trường, Hướng Hầu Minh ngồi ở vị trí trung tâm. Tông lão trong Vạn Thiên Liên Minh muốn thu Hướng Hầu Minh làm đệ tử nhập thất, địa vị bực này nên không cần phải cho Hoàng Thiên Tứ, An Thế Hải, Tiết Hưng Quốc mặt mũi. Mà mặt mũi như thế Hoài Viễn Khôi cũng phải kính ba phần. Cứ chờ ngày mai đi.
Thời gian nửa tháng qua, Tử Huyền vẫn còn kích động, lúc này đang chờ ngày mai sẽ đến. Hướng Hầu Minh, ngươi không đi thế giới hỗn độn sao, tại sao còn chưa đi? Hoàng Thiên Tứ hỏi Hướng Hầu Minh. Ta chờ một chút, Lạc trưởng lão bảo ta 3 ngày sau đi cũng được đấy. Hướng Hầu Minh nói. Lần này chúc mừng Hướng Hộ Pháp. Tôn Cao Mộc nói với Hướng Hầu Minh, từ khi tin tức truyền ra, hắn được nhiều người nghênh đón tới vô sắc thế giới, tại Tôn gia cũng có địa vị không kém, chỉ dưới mỗi Tôn Điền. Có được kết quả này, Tôn Cao Mộc biết rõ vì sao, đều là vì trong vạn cổ thế giới có 3 người đặt chân lên phong thần đài, 3 người này là hắn an bài, giờ phút này hắn cũng được thơm lây. Ngươi cũng không muốn đi vào thế giới hỗn độn bây giờ mà, cùng vui nào. Hướng Hầu Minh cười với Tôn Cao Mộc, hắn biết rõ lựa chọn của hắn lúc trước rất đúng. Hắn tin tưởng vào ánh mắt của mình, chỉ tiếc Thiên Thủy Môn Hỏa Quỷ đạo nhân Phạm Anh Ký đã hối hận không kịp. Vào đêm, trong hư không vô tận, bóng tối bao phủ các nơi, nơi này có nhiều khối đá trống. Những người bị thua cơ bản đều ở trong thế giới này, cũng không có ai đặt chân lên phong thần đài, cho nên mới phải đặt chân trên tảng đá trống trải ở đây. Những người thất bại đều tập trung ở đây, phong vân ở ngay trước mặt nhưng bọn họ không thể tham gia, thần sắc vô cùng bi thương. Hiện tại Lục Lâm Thiên đứng chắp tay nhìn vô số thân ảnh đứng trên các tảng đá, cũng rất có cảm xúc. Cường giả vi tôn, tu luyện vô tình, trong vạn thế liệp tràng và ở nơi đây, hắn xem như hiểu rõ vài phần. Đứng đầu chiến hoàng, ngạo thế thành thần, chiến thần. Lục Lâm Thiên thì thào, muốn lấy được phong hào chiến thần phải đứng đầu cửu hoàng, sợ rằng cũng không dễ dàng, mà chính mình nếu không bắt được phong hào chiến thần là không xong. Cần gì bàn chống lại những thế hệ trẻ của cổ tộc trong thế giới hỗn độn chứ, cũng cô hắn là người mang thế giới chi nguyên. Xuy. Bỗng nhiên Lục Lâm Thiên cảm giác có ánh mắt nhìn lên người mình. Lục Lâm Thiên nhìn qua bên cạnh, trong một tòa lầu các có một thân ảnh cao gầy cầm kiếm đang đứng, bộ dáng 19 tuổi, gương mặt góc cạnh rõ ràng, lộ ra 3 phần lãnh tuấn, khí tức chấn động vô hình. Khí tức này hình thành một áp chế vô hình, một người một kiếm hồn nhiên thiên thành. Kinh thiên nhất kiếm Tịnh Vô Ngân. Ánh mắt Lục Lâm Thiên khẽ nhúc nhích, người nọ chính là võ thần thế giới kinh thiên nhất kiếm Tịnh Vô Ngân, là đầu lĩnh tiểu đội thế giới bài danh thứ 3, xác thực bất phàm. Trong khí thế này, Lục Lâm Thiên đứng xa khó quan sát được rõ ràng. 4 mắt nhìn nhau, Tịnh Vô Ngân khẽ gật đầu xem như chào hỏi. Thấy Tịnh Vô Ngân gật đầu, Lục Lâm Thiên cảm thấy ngạc nhiên, cũng gật đầu chào hỏi, Lục Lâm Thiên cũng cho người kính trọng mình mặt mũi. Xuy. Nhưng sau khi gật đầu, thân ảnh Tịnh Vô Ngân nhảy lên, biến mất không thấy gì nữa. Người này bất phàm. Lục Lâm Thiên thì thào, qua một lát cũng biến mất không thấy đâu. Trong vô sắc thế giới, vô số người lặng lặng chờ đợi, một đêm này đặc biệt dài. Sáng sớm, mọi âm thanh đều yên tĩnh, bên ngoài thành vô sắc có tia sáng ban mai đầu tiên, ánh sáng xua tan bóng tối. Vù vù. Trên quảng trường thành vô sắc có khí thức kỳ lạ thức tỉnh, nó quét qua tất cả. Hô! Trong cung điện to lớn, Lục Lâm Thiên phun ra một ngụm trọc khí, hắn thu liễm khí tức man hoang bao phủ toàn thân. Sốt cục đến! Lục Lâm Thiên nói nhỏ, chiến ý trong mắt xuất hiện. Nắng sáng bao phủ quảng trường thành vô sắc, người 4 phía đang quan sát Ngọc Bích. Xẹt! Mọi người nhìn phía trước Ngọc Bích có không gian vặn vẹo, không gian vài trăm mét chấn động thật mạnh. Sau một lát đông cứng trước Ngọc Bích, một đạo hào quang nhu hòa xuất hiện. Oanh! Không gian run rẩy, từng tia sáng chói mắt bắn ra chung quanh. Thời không hình chiếu truyền tống trận mở ra. Cuộc chiến bái tướng sắp bắt đầu rồi. Trên hư không, nhật nguyệt tinh thần lơ lửng, mây mù mờ ảo tương liên với không gian, hùng hồn mà bao la mờ mịt, tang thương mà cổ xưa, mọi người đều có cảm giác thở gấp. Hào quang cứng lại. Trong hào quang là cảnh tượng núi non trùng điệp, cảnh tượng rất đồ sộ. Đây là tương hoàng không gian sao? Trên quảng trường thành vô sắc, vô số ánh mắt rung rung, bọn họ khó nói nên lời. Siêu siêu. Vào thời khắc này mọi người nhìn thấy rất nhiều thân ảnh lướt đi trên hư không, từng thân ảnh lướt tới tảng đá màu vàng. Tảng đá màu vàng lơ lửng giữa không trung, cao thấp không đều, làm cho người ta có cảm giác rung động khó nói nên lời, kim quang bao phủ nơi nơi. Chẳng lẽ đây là phong thần đài trong truyền thuyết sao? Mau nhìn, ta thấy Hoài Linh Ngọc, ở nơi cao nhất chính là Hoài Linh Ngọc. Thứ 6 là Lục Lâm Thiên, bên người là Thái A, còn có Thiết Mặc Kỳ.
còn có Hoàng Sa cùng Tử Viêm, ta thấy bọn họ. Kim Viên, Bạch Lang, Quỷ Oa, bọn họ đều ở đây. Lục Lâm Thiên cố gắng lên. Hoài Linh Ngọc cố gắng lên. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 135.